Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 46. Bất kể nói thế nào, cầm thực tế thành tích đến nói chuyện. Thiên Sách thiếu soái chấp trưởng Côn Luân công nghiệp đến nay, hoàn toàn chính xác để Côn Luân công nghiệp cất cánh. Không có hắn, tuyệt đối không có Côn Luân công nghiệp hôm nay. Đổi bất cứ người nào đến chấp trưởng, Côn Luân công nghiệp đều không có hiện tại ác liệt như vậy. Có thể trở thành thế giới đỉnh tiêm thế lực, cùng Mã Nhã công nghiệp chờ một chút nổi danh. Chủ yếu là Thiên Sách thiếu soái năng lực mạnh, thủ đoạn cứng rắn, bối cảnh lớn, thân phận cao. Đổi bất cứ người nào cũng sẽ không có loại hiệu quả này. Cho nên Côn Luân công nghiệp mỗi người đối Thiên Sách thiếu soái đều là chịu phục. Tâm phục khẩu phục. Dù là Kỳ Lân những cái này đau đầu, ngay từ đầu cũng không nguyện ý, đều không tốt ăn nhờ ở đậu. Càng về sau, đều bị Thiên Sách thiếu soái chiết phục. Cái này nam nhân xác thực khủng bố. Thậm chí Kỳ Lân bọn hắn có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng, Thiên Sách thiếu soái chiếm một nửa công lao. Thiên Sách thiếu soái cho tới bây giờ đều không keo kiệt, cho Kỳ Lân bọn hắn đỉnh tiêm công pháp, cao nhất dược vật hết thảy đều cho. Sẽ không để ý trước đó lớn nhỏ mâu thuẫn. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhận định Côn Luân công nghiệp lão đại là Thiên Sách thiếu soái. Mà Diệp Quân Lâm chỉ là người sáng lập thôi. Hai cái này có tuyệt đối khái niệm khác nhau. Đúng, lão đại có sao nói vậy, Côn Luân công nghiệp bây giờ có thể trở thành thế giới đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ nhờ Thiên Sách thiếu soái. Đám người cùng nhau nói. Diệp Quân Lâm cười lạnh, cho nên nói hiện tại Côn Luân công nghiệp là Thiên Sách thiếu soái đúng không? Lời này mới ra, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Tất cả mọi người lập tức đều trầm mặc. Không dám nói thêm câu nào. Áo vải sát thần cũng không nói chuyện. Trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Chẳng qua Diệp Quân Lâm đã được đến đáp án. Trầm mặc chính là trả lời. Không có việc gì, tất cả mọi người không cần nghiêm túc như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Diệp Quân Lâm cười cười, ta hỏi lại các ngươi một vấn đề, Thiên Sách thiếu soái chấp trưởng Côn Luân công nghiệp. Các ngươi phục sao? Nói thật ra, ta không muốn nhìn thấy các ngươi trầm mặc. Cái này, Diệp Quân Lâm vấn đề này mới ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Áo vải sát thần cái thứ nhất đứng dậy. Tiên sinh, ta đối với hắn là chịu phục, tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, Kỳ Lân, Thanh Long bọn hắn một cái tiếp một cái đứng dậy. Ta cũng phục, ta cũng vậy. Chấm. Văn Lôi cũng đứng dậy, có thể nói như vậy, trước kia đại hạ có ngươi, hiện tại đại hạ có Thiên Sách thiếu soái. Chúng ta đối hắn tâm phục khẩu phục. Chấm. Tất cả mọi người đối Thiên Sách thiếu soái đều là tâm phục khẩu phục. Tốt, đã các ngươi tâm phục khẩu phục liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm không phục hắn, sau đó lại tại dưới tay hắn làm việc, kia nhiều uất ức. Diệp Quân Lâm cười cười. Côn Luân phát triển kỹ nghệ tốt, hắn cũng cao hứng. Thiên Sách thiếu soái chấp trưởng cũng không thành vấn đề. Dù sao đều là đại hạ lực lượng. Càng cường đại, đối đại hạ càng tốt. Hắn sẽ không để ý, ngược lại sẽ vỗ tay bảo hay. Nhưng hắn lần này đặt câu hỏi rơi vào trong tai mọi người lại biến hương vị. Mọi người nhao nhao cảm thấy là Diệp Quân Lâm ném Côn Luân công nghiệp người cầm lái vị trí mà tức giận, nhưng lại bất lực. Dù sao từ Thiên Sách thiếu soái trong tay giành lại đến, vậy căn bản không có khả năng a. Tiên sinh, kỳ thật chỉ cần Côn Luân phát triển kỹ nghệ tốt, ai làm chủ nhân cũng không có vấn đề gì. Nói lớn chuyện ra Côn Luân công nghiệp chủ nhân là toàn bộ đại hạ a. Áo vải sát thần còn chủ động an ủi. Đúng a, lão đại ngươi vẫn luôn rất mệt nhọc, là nên nghỉ ngơi một chút. Mọi người cũng không nguyện ý lại nhìn thấy Diệp Quân Lâm như thế vất vả. Nghe nói có người muốn đem Côn Luân công nghiệp lấy về. Đúng lúc này đợi, một đạo tiếng quát truyền đến. Một giây sau, Thiên Sách thiếu soái thân ảnh liền ra trong sân bây giờ. Phía sau là Thiên Sách thiếu soái tướng tài đắc lực nhóm, còn có tứ đại thần tướng tự mình đến. Kỳ Lân bọn hắn lập tức giải thích nói, thiếu soái, lão đại cũng không có ý tứ này, hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi. Bọn hắn sợ Thiên Sách thiếu soái cùng Diệp Quân Lâm lên xung đột. Dù sao lấy trước từng có. Thật sao, ta cảm giác không giống đâu, có người muốn cầm trở về đi đâu. Thiên Sách thiếu soái đi đến Diệp Quân Lâm trước mặt, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói đúng không, Diệp Quân Lâm? Ai cũng có thể nhìn ra Thiên Sách thiếu soái đây là cố ý, thậm chí nói đang gây hấn. Giữa sân bầu không khí lửa nóng, dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng. Diệp Quân Lâm thừa nhận Thiên Sách thiếu soái ánh mắt nóng bỏng, thản nhiên nói,
chỉ cần là vì đại hạ tốt, ai ngồi người cầm lái vị trí cũng không đáng kể. Dù là mèo chó đều được. Oanh! Lời này mới ra, giữa sân vỡ tổ. Ngươi ngấm ngầm hại người, nói ai là mèo cùng chó đâu. Thiên Sách thiếu soái thủ hạ nhóm đều không đáp ứng. Nhao nhao chỉ vào Diệp Quân Lâm hô. Đông đảo cao thủ nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, sát khí bốn phía. Kỳ Lân bọn hắn than thở. Đau đầu a. Bọn hắn hiểu rất rõ Diệp Quân Lâm tính cách. Vô luận lúc nào đều mạnh hơn. Ai cũng không để vào mắt. Là cái chính cống đau đầu. Nhưng Thiên Sách thiếu soái cũng là đau đầu. Hai cái này đau đầu cùng một chỗ, chuyện kia liền lớn. Ai cũng sẽ không phục người đó. Chẳng qua nếu là ba năm trước đây, Diệp Quân Lâm có thể cùng Thiên Sách thiếu soái tranh một chuyến. Nhưng bây giờ hai người không một cái lượng cấp, không phải một cái thế giới. Cái này nếu là tranh, Diệp Quân Lâm phải ăn thiệt thòi a. Diệp Quân Lâm cười cười, dò số chỗ ngồi làm gì? Ta lại không nói các ngươi. Diệp Quân Lâm hiện tại cũng dựa vào múa mép khua môi sao. Trước kia ngươi là mạnh miệng thực lực cũng cứng rắn, hiện tại chỉ còn lại mạnh miệng. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh. Ha ha ha, đúng a, hiện tại ngươi chỉ còn lại mạnh miệng, thực lực đâu, ha ha, không chịu nổi một kích. Đã từng Diệp Quân Lâm ngươi thật sự là muốn làm chúa cứu thế a, lần lượt đoạt tại phía trước nhất, cướp sạch tất cả công lao. Cuối cùng lại làm bộ làm tịch đem công lao tặng cho Thiên Sách phủ. Dối trá, ngươi thật sự là dối trá. Ta đường đường Thiên Sách phủ cần ngươi để công lao. Chấm. Thiên Sách đám người nhao nhao nói. Diệp Quân Lâm, hiện tại ngươi đi đi. Tất cả làm chúa cứu thế sự tình chúng ta đều để cho ngươi đi làm. Chúng ta kiên quyết không đoạt. Ha ha, hiện tại Diệp Quân Lâm sợ là một chuyện tình đều không làm được. Lấy thực lực của hắn sợ là ra đại hạ liền bị người giết chết. Đúng a, hiện tại liền hắn chút thực lực ấy, còn muốn làm chúa cứu thế. Tứ đại thần tướng không che giấu chút nào nói Diệp Quân Lâm. Nhưng tại trận Diệp Quân Lâm đồ đệ các huynh đệ, không ai đi phản bác. Sự thật đúng là như thế. Lấy Diệp Quân Lâm trước mắt trung đẳng thực lực đến nói, ra đại hạ chẳng khác nào chết. Không có người bảo hộ, tuyệt đối không được. Thiên Sách thiếu soái cười cười, Diệp Quân Lâm, hiện tại liền xem như ta đem Côn Luân công nghiệp người cầm lái vị trí tặng cho ngươi, sợ là cũng không phục chúng a. Thiên Sách thiếu soái quét Kỳ Lân bọn hắn liếc mắt, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không phục. Côn Luân công nghiệp người cầm lái vị trí hiện tại vô cùng trọng yếu, trực tiếp liên quan đến đại hạ tương lai. Bọn hắn khẳng định muốn để người có năng lực ngồi. Lần này áo vải sát thần bọn hắn trầm mặc. Sự thật xác thực như thế. Liền xem như Kỳ Lân bọn hắn nhường, Côn Luân công nghiệp kia mấy chục vạn người cũng sẽ không đáp ứng. Ta đối cái này không hứng thú. Ngươi thật tốt làm chính là... Giao cho người ta cũng yên tâm. Diệp Quân Lâm nói. Ha ha ha, đã nghe chưa? Diệp Quân Lâm tại tìm cho mình bậc thang hạ. Thật sự là chết cười ta. Đã từng thế giới cường giả đỉnh cao, đại hạ Côn Luân chiến thần, nhất tự Tịnh Kiên Vương cũng sẽ có như thế hèn mọn thời điểm sao? Chấm. Tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Quân Lâm e ngại, cho nên thỏa hiệp. Tứ đại thần tướng bên trong đầu hổ thần tướng càng là nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Ba năm trước đây tại Thiên Sách phủ chúng ta chạm nhau một trường. Còn nhớ rõ sao? Ta muốn tiếp tục chúng ta chưa hoàn thành một trận chiến. Chẳng qua ta không quá nghĩ người khác nói ta khi dễ ngươi. Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Đừng nói nhảm. Lời này mới ra, đầu hổ thần tướng phẫn nộ. Diệp Quân Lâm đây là ngươi tự tìm, để cho ta tới thử xem ngươi. Ba năm trước đây đầu hổ thần tướng liền kìm nén một hơi. Phải thật tốt giáo huấn một chút Diệp Quân Lâm. Hiện tại loại cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua? Chính là nói rõ muốn khi dễ Diệp Quân Lâm. Nhất là, Diệp Quân Lâm hiện tại còn cuồng vọng như vậy. Tất cả mọi người sẽ không xuất thủ ngăn cản. Về phần Kỳ Lân bọn hắn muốn trợ giúp Diệp Quân Lâm, lại bị Thiên Sách thiếu soái một ánh mắt ngăn lại. Lúc này Hỏa Vân Tà Thần cười. Nhìn xem đầu hổ thần tướng làm càn chế diễu, ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn. Cùng tiên sinh đánh, ngươi quá yếu, cũng không cần anh em hồ lô cứu ra ra. Các ngươi tất cả mọi người, bao quát ngươi Thiên Sách thiếu soái đều cùng lên đi. Để tiên sinh một bàn tay giải quyết các ngươi, miễn cho lãng phí thời gian. Thiên Sách phủ cùng Diệp Quân Lâm đánh lên, là Hỏa Vân Tà Thần muốn nhìn nhất đến. Hắn còn tại châm ngòi thổi gió, đem chiến hỏa thiêu đốt đến trình độ lớn nhất. Huống hồ hắn so với ai khác đều rõ ràng Diệp Quân Lâm thực lực. Thiên Sách phủ đụng tới hắn,
không khác lấy trứng chọi đá. Hắn là thật muốn Diệp Quân Lâm báo thù cho hắn, để Thiên Sách Phủ khó xử khó xử. Cũng không phải giết người vấn đề. Để Thiên Sách Phủ hao tổn mặt mũi là được. Quả nhiên Hỏa Vân Tà Thần kiểu nói này, Thiên Sách Phủ đám người bị chọc giận. Không biết trời cao đất rộng hai cái phế vật, ta cùng một chỗ diệt. Đầu hổ thần tướng không thể nhịn được nữa, sẽ phải động thủ. Chậm đã. Đúng lúc này đợi, một đạo tiếng quát như thiên lôi truyền đến. Đáng sợ uy áp đem đầu hổ thần tướng lửa giận trực tiếp lắng lại, hắn khí chàng trực tiếp vỡ vụn. Một đám người lập tức xuất hiện. Diệp tộc đến. Cầm đầu là Diệp Vô Đạo, bên cạnh đi theo Diệp Lăng Thiên, Diệp Cuồng Lan Chi Lưu. Khí thế hùng hổ. Một cái so một cái cuồng vọng. Thập đại thế lực đứng đầu A. Bọn hắn có cuồng vọng tư bản. Đầu hổ tiền bối, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm đâu. Bây giờ toàn thế giới muốn cùng hắn đánh người không phải số ít A. Nếu như bị ngươi một quyền đấm chết, kia những người khác chẳng phải là đến cái tịch mịch. Dù sao cũng phải tất cả mọi người sung sướng A. Diệp Vô Đạo cười nói. Đầu hổ thần tướng cùng Thiên Sách Phủ chúng đám người sau khi nghe được, nhao nhao lộ ra nụ cười. Ha ha ha, có đạo lý. Muốn giết muốn đánh Diệp Quân Lâm nhưng nhiều lắm, ta không thể một quyền cho đánh chết A. Liền Thiên Sách thiếu soái đều đối Diệp Vô Đạo quăng tới ánh mắt tán dương. Mặc dù chúng ta một mực bất hòa, nhưng chuyện này ta cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thiên Sách thiếu soái tỏ thái độ. Bọn hắn biết Diệp tộc hạ lệnh truy sát. Rất hiển nhiên Diệp Quân Lâm nếu là có nguy hiểm, Thiên Sách phủ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Lúc này Diệp Quân Lâm cùng Diệp Lăng Thiên ánh mắt đối đầu. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám ra tới. Ta đối với ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp Lăng Thiên cười lớn, vì cái gì không dám ra đến. Cũng không phải 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, ngươi là thế giới này cường giả đỉnh cao, nói thật ta còn thực sự không dám. Nhưng bây giờ khác biệt, sau lưng ta có Diệp thị cổ tộc các lão tổ tông chỗ dựa, ta có cái gì không dám ra đến. Huống chi ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn. Ta dù là không dựa vào Diệp tộc, một mình ta cũng có thể giết ngươi. Diệp Lăng Thiên đối mình thực lực rất tự tin. Hắn thậm chí khát vọng có một ngày có thể cùng Diệp Quân Lâm một đối một, mạnh mẽ thất bại hắn, nhục nhã hắn. Đem giấu ở trong suy nghĩ lửa giận phóng xuất ra. Đối với cái này, những người khác trầm mặc. Thậm chí khẳng định, Diệp Lăng Thiên thiên phú cực cao, cũng là chính cống tên điên. Vì đề cao, có thể vứt mạng cố gắng cái chủng loại kia. Thực lực của hắn bây giờ chính là chuẩn thần bảng thực lực. Tân thần bảng ban bố lời nói, hắn chính là thần bảng thực lực. Cái này tại toàn thế giới đến nói chính là đỉnh tiêm thực lực. Khẳng định so Diệp Quân Lâm mạnh hơn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Phốc, lại tới một cái mình cảm thấy mạnh. Hỏa Vân Tà Thần nhìn không được cười ra tiếng. Nhìn xem những người này tựa như là đang nhìn từng cái thằng hề. Cũng quá tự tin đi. Là người đều so Diệp Quân Lâm mạnh. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Tại Thiên Kiếm xuất thế băng nguyên các ngươi làm sao lặng lẽ, một điểm thanh âm đều không có. Người kia cũng là Diệp Quân Lâm a. Các ngươi không phải là người liền mạnh hơn hắn sao? Làm sao hơn vạn người bị người ta tiện tay một cái, liền đẩy đi rồi. Mọi người không có đem Hỏa Vân Tà Thần coi là chuyện đáng kể. Diệp Quân Lâm cười cười, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Mình ngoan ngoãn về cái chỗ kia đợi. Đừng ép ta tự tay đưa ngươi bắt về. Diệp Cuồng Lan chờ người Diệp ra nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ngươi cũng quá làm càn. Ngươi còn tưởng rằng là 3 năm trước đây sao? Ta Diệp tộc nhậm chức ngươi xâm lược sao? Chúng ta Diệp tộc nguồn gốc từ Diệp thị cổ tộc. Hiện tại là thập đại thế lực đứng đầu. Ngươi có tư cách gì điều khiển Diệp tộc? Ngược lại là ngươi những ngày an nhàn của mình đến cùng. Ngươi xúc phạm Diệp thị cổ tộc gia quy. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm. Diệp tộc đối Diệp Quân Lâm là thật hận. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Ánh mắt đều có thể giết người. Diệp Lăng Thiên cười lạnh. Diệp Quân Lâm ngươi muốn đem ta cấm túc cả một đời. Ngươi cũng phải có cái năng lực kia a. Ha ha ha. Lập tức, Diệp Lăng Thiên đối Diệp Vô Đạo nói ra. Tiểu tổ, đây chính là Diệp tộc ngập trời tội nhân Diệp Quân Lâm. Diệp Vô Đạo cười cười, ánh mắt rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Ngươi chính là Diệp Quân Lâm A. Ngươi mặc dù mất tích 3 năm, nhưng ngươi truyền thuyết một mực đang A. Ta thường xuyên nghe được có người nói ngươi. Nhưng ta nghe được ngươi đều là làm chút táng tận thiên lương sự tình. Giết đệ đệ của mình, đem cha mình cấm túc chung thân không được ra tới.
lại đem gia tộc đánh vào địa ngục, người đây là khi sư diệt tổ, mẫn diệt nhân tính a. Dựa theo Diệp tộc gia quy, ngươi làm Lăng Trì xử tử, nhận hết thiên đao vạn quả khả năng rửa sạch tội ác của ngươi. Diệp Vô Đạo sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát lớn. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm đột nhiên cười. Vậy bọn hắn có nói qua năm đó là như thế nào giết hại mẫu thân của ta cùng ta sự tình sao? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Diệp Lăng Thiên, Diệp Cuồng Lan Chi Lưu sắc mặt biến hóa. Mọi người tại đây cũng là sắc mặt quỷ dị. Chuyện này mọi người trên cơ bản đều là biết đến. Dựa theo Diệp gia đối Diệp Quân Lâm mẹ con giết hại, Diệp Quân Lâm trừng phạt đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chuyện này cuối cùng muốn trách Diệp tộc chính mình. Chấm. Nào biết Diệp Vô Đạo gật gật đầu, ta biết. Nhưng kết quả cụ thể đâu? Ngươi chết sao? Không có, mẫu thân ngươi cũng không có, thậm chí liền thiếu cánh tay cụt chân tình huống đều không có. Nói trắng ra, Diệp tộc làm nhiều như vậy, mẹ con các ngươi một chút xíu tính thực chất tổn thương đều không có. Thế nhưng là ngươi đối Diệp ra đâu? Giết Diệp thần, đem phụ thân cấm túc, đem đã từng đệ nhất gia tộc đánh vào địa ngục. Diệp Quân Lâm đây chính là sự thật. Huống chi ta cho ngươi biết, Diệp tộc như vậy đối mẹ con các ngươi, nhưng thật ra là vì lịch luyện ngươi. Từ nhỏ đã cho ngươi kiên cố nhất hoàn cảnh. Không phải sao, ngươi trưởng thành sao? Phốc! Diệp Quân Lâm nghe được đều muốn hộc máu. Cái này Diệp Vô Đạo lật ngược phải trái bản lĩnh ngược lại là cùng dưỡng phụ một nhà có thể liều một trận a. Rõ ràng là hãm hại hài nhi, lại bị nói thành gia tộc lịch luyện. Thật sự là vô sỉ. Thật sự là không muốn mặt. Diệp Quân Lâm ngươi là không rõ trưởng bối dụng tâm lương khổ, ngươi ngược lại không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt. Diệp Quân Lâm hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngàn ngàn vạn vạn Diệp tộc tử đệ sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng, nghiêm trị Diệp Quân Lâm. Nghiêm trị Diệp Quân Lâm. Chấm. Diệp tộc đám người cùng nhau hô. Diệp Vô Đạo phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Dựa theo tộc quy, ta nên lập tức xử tử Diệp Quân Lâm. Nhưng mà, trước mắt hạng nhất đại sự là chu sát ma đầu Lý Tử Nhiễm. Ta Diệp tộc việc nhà đặt ở đằng sau giải quyết là được. Diệp Vô Đạo đường hoàng đạo. Diệp thiếu quả nhiên có cái nhìn đại cục. Ta chờ bội phục. Chấm. Lý Tử Nhiễm ra tới. Lý Tử Nhiễm ra tới. Tất cả mọi người bắt đầu hô to. Càng ngày càng nhiều thế lực cũng tới đến. Đem Diệp Quân Lâm biệt thự vây nghiêm nghiêm thật thật. Ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn bộ đều là người. Phải biết có mấy chục vạn người đều là sông nơi này đến. Toàn thế giới đối Lý Tử Nhiễm phẫn nộ đã đạt tới cực đại nhất. Toàn bộ Giang Bắc khắp nơi tràn ngập thảo phạt Lý Tử Nhiễm thanh âm. Trước đó là thiên kiếm xuất thế tiện thể lấy đem Lý Tử Nhiễm đánh giết. Nhưng lần này hoàn toàn là hướng về phía Lý Tử Nhiễm đến. Liền Diệp Quân Lâm đều nhíu mày. Đoán chừng cũng không có dự liệu được sự tình hội diễn hóa đến loại trình độ này. Càng ngày càng xử lý không tốt. Tổng không thể nhìn Lý Tử Nhiễm đi chết đi. Không có khả năng. Đem Lý Tử Nhiễm một nhà đều giết sạch. Bao quát con của nàng đều cho giết. Giết người thì đền mạng đạo lý hiển nhiên. Lý Tử Nhiễm giết nhiều người như vậy. Phải cùng Lý Tử Nhiễm có liên quan tất cả mọi người đến đền mạng. Đúng, đều đến đền mạng. Chấm. Thanh âm càng lúc càng lớn, người càng mở càng nhiều. Diệp Vô Đạo bất đắc dĩ buông buông tay, xem đi, đều không cần chúng ta động thủ. Mọi người nước bọt đều có thể đem bọn hắn chết đuối. Hỏa Vân Tà Thần quét đám người liếc mắt, cười lạnh nói, có tiên sinh ở đây. Ai có thể giết Lý Tiểu Thư, quả thực si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, kia chúng ta chờ nhìn. Ba người đến một chút. Quân Quân lúc này chạy tới, đem Diệp Quân Lâm thét lên chỗ hẻo lánh. Quân Quân làm sao rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Ba một hồi loạn lên, khả năng không có cơ hội nói. Ba ta đã làm tốt quyết định. Quân Quân nói. Chỗ tối mấy vị lão tổ tông tâm đi theo treo lên. Chẳng qua bọn hắn vẫn là rất tự tin. Quân Quân nhất định sẽ lựa chọn bọn hắn. Diệp Quân Lâm tự ái nhìn xem Quân Quân, cười cười, nói đi. Ba, Quân Quân quyết định, người giáo ta đổ vật ta từ bỏ. Nghe nói như thế, mấy vị lão tổ tông nhảy cẫng hoan hô, cả đám đều cười ra tiếng. Nhưng sau một khắc, nụ cười của bọn hắn không có. Chẳng qua mấy vị sư phụ giáo ta đổ vật ta cũng không cần. Lời này mới ra, mấy vị lão tổ tông đều mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Xử lý sự việc công bằng rồi.
Diệp Quân Lâm dường như minh bạch cái gì, hắn cười nói, cho nên ngươi muốn đi ra con đường của mình. Tự sáng chế đồ vật đến. Quân Quân hăng hái gật đầu, đúng, Quân Quân sau đó phải vứt bỏ hết thảy. Đi con đường của mình, sáng tạo công pháp, mình sáng tạo hết thảy. Ta hiện tại đã có phương hướng. Tốt, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ba ba đều duy trì ngươi. Diệp Quân Lâm sờ sờ Quân Quân đầu. Quân Quân cao như vậy thiên phú, tốt như vậy cơ sở, tăng thêm khoáng đạt tầm mắt cùng phong phú kiến thức, Diệp Quân Lâm tin tưởng nàng có thể đi ra con đường của mình tới. Mấy vị lão tổ tông sau khi nghe được, cũng là như thế ý nghĩ. Đúng, Quân Quân hẳn là đi con đường của mình, chúng ta đối nàng ước thúc quá nhiều, ngược lại sẽ hạn chế nàng hạn mức cao nhất. Nàng là thích hợp nhất tự sáng tạo hết thảy. Đứa nhỏ này quá thông minh, tìm tới thích hợp phương hướng của mình. Cũng không có làm bị thương phụ thân cùng chúng ta mấy cái. Chấm. Mấy vị lão tổ tông mặt mũi tràn đầy vui mừng. Quân Quân người mấy vị sư phụ ở bên kia đâu? Người đi xem bọn họ một chút đi. Lúc này Diệp Quân Lâm chỉ cách đó không xa, hướng về phía Quân Quân nói. A, à, Quân Quân một mặt chấn kinh. Chính nàng cũng không phát hiện, ba ba là thế nào phát hiện. Chỗ tối mấy vị tổ tông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xem ra Diệp Quân Lâm là biết hôm nay hắn cùng Lý Tử Nhiễm không có khả năng còn sống rời đi nơi này, cố ý bại lộ chúng ta, đem Quân Quân mang đi, để tránh nàng gặp nguy hiểm, cũng không để nàng nhìn thấy phụ mẫu đều mất tình cảnh. Mấy vị lão tổ tông phân tích. Kỳ thật bọn hắn đoán đúng phân nửa. Diệp Quân Lâm chỉ là không nghĩ để Quân Quân tham dự vào. Đã Diệp Quân Lâm nói hết ra. Mấy vị lão tổ tông cũng không tận lực giấu giếm. Bọn hắn chủ động đi ra. Sư phụ, Quân Quân lập tức chạy tới. Nguyên lai các người một mực đang Quân Quân bên người a. Quân Quân tò mò hỏi, đúng, ba ba là thế nào phát hiện các người đâu? Chẳng lẽ ba ba thực lực có thể so sánh mấy vị sư phụ? Quân Quân bắt đầu mong đợi. Ba ba thực lực nếu như có thể so sánh mấy vị sư phụ, thật là tốt biết bao. Ba ba liền sẽ không bị người giễu cợt, sẽ không bị cừu địch làm khó. Nhưng nghe được vấn đề này về sau, mấy vị lão tổ tông đều cười. Không, ba ba của ngươi thực lực cùng chúng ta không cách nào đánh đồng, cũng không phải hắn phát hiện chúng ta. Là chúng ta chủ động gặp hắn. Nữ tổ tông giải thích chuyện đã xảy ra. Cũng là bởi vì Diệp Quân Lâm muốn Quân Quân từ bỏ bọn hắn công pháp, bọn hắn mới xuất hiện. À, thì ra là thế. Quân Quân sắc mặt rất nhanh ảm đạm xuống. Hy vọng của nàng phá diệt. Nàng còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm thực lực cùng mấy vị sư phụ tương đương. Quân Quân, chúng ta rời đi đi. Mấy vị sư phụ liếc nhau về sau, vẫn là quyết định trợ giúp Diệp Quân Lâm một cái, đem Quân Quân mang đi. À, Quân Quân vẫn là cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ, ba ba mụ mụ gặp nguy hiểm, Quân Quân muốn bảo vệ bọn hắn. Quân Quân mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Không, ngươi muốn rời khỏi, ngươi không thể tham dự. Mấy vị tổ tông không nói lời gì. Cưỡng ép mang đi Quân Quân. Thời khắc này Giang Bắc đã tụ tập mấy chục vạn cường giả, nhân số còn đang tăng thêm bên trong. Diệp Quân Lâm biệt thự thành tiêu điểm. Chung quanh toàn bộ đều là người, lít nha lít nhít, không có chút nào khe hở. Diệp Quân Lâm trước kia cố nhân nhóm từng cái biểu diễn. Đại hạ thập đại đỉnh tiêm thế lực trước hết nhất đi vào. Diệp Quân Lâm nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, Phiền Thắng Nam, Tu La Chiến Thần, Thất Sát vân vân. Đều là chúa tể một phương. Tu La Chiến Thần nhìn thấy Diệp Quân Lâm, sắc mặt phức tạp. Chẳng qua hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Trước kia đối đầu Diệp Quân Lâm hắn thảm bại, một mực sống ở Diệp Quân Lâm trong bóng tối. Chẳng qua bây giờ hắn đã thay ra đổi thịt. Đối mặt Diệp Quân Lâm, hắn rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Kỳ thật trong lòng của hắn là đặc biệt sảng khoái. Hắn liều nhiều năm, chính là chờ giờ khắc này, chỉ vì chứng minh mình so Diệp Quân Lâm mạnh. Hiện tại chỉ nhìn liếc mắt Diệp Quân Lâm, hắn liền minh bạch. Diệp Quân Lâm thực lực dậm chân tại chỗ. Mà hắn đã bay lượn. Đều không có so cần phải. Dễ chịu. Rốt cục chứng minh mình. Tu La Chiến Thần hô hấp dồn dập, giờ khắc này ánh mắt lửa nóng. Diệp Quân Lâm nhìn lướt qua hắn, cười nói, không tệ a. So với Tiêu Phong, Kỳ Lân bọn hắn, Diệp Quân Lâm ngược lại là thưởng thức Tu La Chiến Thần một điểm. Bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng thuần túy. Mặc dù cũng là luyện tốc thành phương pháp, có thể sau điều chỉnh tính rất lớn. Tu La Chiến Thần ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, lúc đầu ta có thể tại chỗ cao chờ ngươi đuổi theo.
nhưng hôm nay cửa này ngươi khổ sở a, hy vọng ngươi vượt qua nan quan đi. Hắn kỳ thật hy vọng Diệp Quân Lâm hôm nay còn sống, sau đó ra sức đuổi theo hắn. Phiền Thắng Nam bọn hắn cũng đơn giản cùng Diệp Quân Lâm câu thông. Cả đám đều ở trong lòng mừng thầm. Đều tại Diệp Quân Lâm đứng trước mặt lên. Thế lực đối nghịch hoặc là đã từng là Diệp Quân Lâm bại tướng dưới tay càng nhiều. Bọn hắn đều là đến xem Diệp Quân Lâm thế nào. Ha ha, nghe nói Côn Luân chiến thần bị nhốt 3 năm, thực lực một mực dừng lại tại 3 năm trước đây a. Diệp Quân Lâm chuyện gì xảy ra? Toàn thế giới đều tại tiến bộ, ngươi làm sao đình chỉ không tiến rồi? Ngươi bây giờ ai cũng có thể đánh bại ngươi a. Hiện tại có mô phỏng chiến đấu kỹ thuật, chúng ta đều mô phỏng qua cùng ngươi đối chiến, ngươi bị bại nhưng thảm. Chấm. Những cái này đối thủ cũ cùng đám địch nhân nhìn thấy Diệp Quân Lâm như bây giờ, từng cái hưng phấn muốn chết. Nói thật, Diệp Quân Lâm hiện tại ngươi cũng không thể làm đối thủ của chúng ta. Ngươi quá yếu, chọn ngươi làm đối thủ quá không có tí sức lực nào. Chấm. Tất cả mọi người điên cuồng chào phúng Diệp Quân Lâm. Lúc trước bị Diệp Quân Lâm áp bách phải có nhiều hung ác, hiện tại phát tiết liền có bao nhiêu cuồng. Ai, thế giới chính là như thế. Khi ngươi đỉnh phong thời điểm, người người đều e sợ ngươi. Nhưng khi ngươi nghèo túng, đã từng những người kia đều muốn đến dẫm một chân. Có người nói ra một sự thật tới. Đối mặt mấy chục vạn người chào phúng, Diệp Quân Lâm thản nhiên nói, từ đầu đến cuối ta đối thủ chỉ có một cái, chư thần phòng thí nghiệm. Các ngươi cũng không xứng. Diệp Quân Lâm lại bổ sung một câu nói, ta không có chỉ người nào đó, ta nói chính là tất cả mọi người ở đây. Trong mắt ta, đều là rác rưởi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, toàn trường vỡ tổ. Cuồng. Quá cuồng vọng. Diệp Quân Lâm đều đến loại trình độ này. Còn cuồng vọng như vậy. Chỉ vào mấy chục vạn người nói đều là rác rưởi. Ngày xưa vương giả vì mặt mũi chỉ có thể mạnh miệng, chỉ có thể gượng chống. Nói thật. Diệp Quân Lâm nói đám người không xứng làm đối thủ của hắn là rác rưởi, mọi người cũng không tức giận. Bởi vì mọi người minh bạch đây là Diệp Quân Lâm vô năng sủa loạn thôi. Chỉ có thể qua qua mạnh miệng, còn có thể làm sao? Đối mặt đám người trào phúng, không có năng lực đánh lại, chỉ có thể dựa vào miệng mắng trở về. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm sẽ còn quỳ trên mặt đất cầu mọi người bỏ qua sao? Lấy tính cách của hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù là giết hắn. Miệng đều một mực cứng rắn. Nhìn xem Diệp Quân Lâm mạnh miệng, không ít người cảm thấy Diệp Quân Lâm có chút đáng thương. Nhất là Diệp Quân Lâm bên này người. Gần như ngậm lấy nước mắt, cũng không dám nhìn. Bọn hắn đau lòng Diệp Quân Lâm a. Nếu là 3 năm trước đây, gặp được loại này trào phúng, Diệp Quân Lâm đoán chừng bàn tay đánh lại. Nhưng bây giờ hắn thực lực không đủ a, thậm chí nói còn thiếu rất nhiều. Đối loại tình huống này bất lực. Chỉ có thể mạnh miệng. Chẳng qua đối Diệp Quân Lâm đến nói, Hắc Ám Thượng Đế không sợ, Thiên Sách Phủ Lão Tổ Tông cũng không sợ. Duy nhất để hắn cảm giác được uy hiếp chính là chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn thần bí biến mất, tuyệt đối có vấn đề. Bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, sợ sẽ là toàn thế giới rung động thời khắc. Chỉ có bọn hắn có thể làm Diệp Quân Lâm đối thủ. Ha ha ha, còn tại kéo chư thần phòng thí nghiệm đâu, chư thần phòng thí nghiệm đều hết rồi. Diệp Quân Lâm người bị giam 3 năm không biết rất bình thường. Chúng ta nói cho ngươi, kỳ thật chư thần phòng thí nghiệm đã bị người hủy diệt. Một lần tiêu diệt. Đúng, chuyện này lão bà ngươi cũng có tham dự, là Hắc Ám Thượng Đế một tay hủy diệt. Chấm. Nghe được Diệp Quân Lâm kéo chư thần phòng thí nghiệm, tất cả mọi người cười. Hắc Ám Thượng Đế rõ ràng đã đem chư thần phòng thí nghiệm diệt. Mã Nhã Công Nghiệp, Đế Vương tổ chức những cái này đỉnh tiêm thế lực cũng đều chứng thực. Còn tham dự trong đó. Kết quả hiện tại Diệp Quân Lâm lại kéo ra tới. Thiên Sách Thiếu Soái cười cười nói, 3 năm trước đây, không có người phủ nhận, chính là ngươi cùng chư thần phòng thí nghiệm thời đại. Nhưng các ngươi thời đại kết thúc, ngươi không được, chư thần phòng thí nghiệm càng là kết thúc, bị người nhẹ nhõm diệt đi. Diệp Quân Lâm cười cười nói, kỳ thật đi, các ngươi đều bị lừa. Đây là Hắc Ám Thượng Đế âm mưu, chỉ bằng hắn còn có thể hủy diệt, không có khả năng. Chư thần phòng thí nghiệm kỳ thật vẫn tồn tại, bọn hắn chỉ là tạm thời che giấu, nổi lên một cái âm mưu to lớn. Thậm chí nói 3 năm này toàn thế giới kinh thiên biến đổi lớn đều là bọn hắn đang thao túng. Chờ bọn hắn lần nữa ra tới các ngươi liền sẽ rõ ràng. Ha ha ha! Nghe được Diệp Quân Lâm giải thích, tất cả mọi người cười. Diệp Quân Lâm ngươi có phải hay không ngớ ngẩn?
chư thần phòng thí nghiệm bị diệt, toàn thế giới đều biết sự tình. Ngươi lại muốn nói chư thần phòng thí nghiệm vẫn tồn tại. Còn 3 năm này biến hóa đều là bọn hắn đang thao túng. Bọn hắn có cái năng lực kia sao? Nói cho cùng, chính là hắn căn bản không hiểu rõ hiện ở thời đại này, còn tưởng rằng tại 3 năm trước đây đâu, chư thần phòng thí nghiệm có thể điều khiển hết thảy. Xem ra cần phải để Diệp Quân Lâm nhiều hơn tiếp nhận thế giới này đánh đập a. Chấm. Mọi người không những không giận mà còn cười. Giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng các ngươi ghi lại, chư thần phòng thí nghiệm sớm muộn cũng sẽ trở về. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ rõ ràng, các ngươi chỉ có điều một con cờ thôi. Diệp Quân Lâm cười nói. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy 3 năm này thời đại biến hóa, cường giả như măng mọc sau mưa bộc phát. Đây tuyệt đối có vấn đề. Hắn vừa mới nhìn lướt qua, mỗi người trong thân thể đan xen đủ loại lực lượng nguyên tố. Đều là không có sai biệt. Hiển nhiên có vấn đề. Cái thứ nhất hoài nghi chính là chư thần phòng thí nghiệm. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Các loại cổ di tích cổ văn minh bị khai quật ra, hiện đại khoa học kỹ thuật hỏa tiễn phát triển. Cường giả đều là tốc thành. Cái này hiển nhiên có vấn đề tồn tại. Diệp Quân Lâm càng ngày càng cảm thấy là chư thần phòng thí nghiệm dở trò quỷ. Chẳng qua dựa theo hiện tại tình trạng, hắn liền xem như đem trời nói toạc, cũng là không có người sẽ đi tin. Chấm. Ta nhìn a, là thời điểm để Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần biết thời đại này tàn khốc. Đúng a, chỉ có đánh đập khả năng bọn hắn rõ ràng nhận biết mình ở thời đại này yếu bao nhiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người nghĩ đến muốn động thủ. Lúc này đột nhiên lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đi vào. Bọn hắn nhao nhao đứng tại Diệp Quân Lâm trước mặt hai người. Muốn động tà thần, trước qua chúng ta cửa này. Đám người cùng nhau hô. Hóa ra là lúc trước Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân tà thần dưới trướng 7 đại tà thần. Kiếm tà thần, độc tà thần bọn hắn. Bọn hắn cũng nhảy lên trở thành siêu cấp cường giả, thậm chí so ở đây phần lớn người tiến bộ còn muốn rõ ràng. Bởi vì bọn hắn lúc đầu luyện chính là tà môn ma đạo, nói trắng ra bọn hắn bản thân luyện chính là cực đoan tốc thành. Hiện ở thời đại này rất thích hợp bọn hắn. Chẳng qua để Diệp Quân Lâm rất vui mừng, thế gian đều là địch thời điểm bọn hắn đứng tại phía bên mình. Thế gian đều là địch ý vị như thế nào? Tử vong. Bọn hắn một khi lựa chọn phía bên mình, chính là muốn đứng trước tử vong. Có đám huynh đệ này coi như không tệ. Diệp Quân Lâm khóe miệng lộ ra nụ cười. Đương nhiên Kỳ Lân Thanh Long còn có Tiêu Phong bọn hắn kỳ thật cũng là đứng tại bên này. Chỉ là bọn hắn đợi chút nữa muốn lặng lẽ mở ra một con đường để Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm thoát đi. Mặt ngoài sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tà thần, yên tâm đi, trừ phi chúng ta đạp trên thi thể của chúng ta, nếu không những cái này lâu la đừng nghĩ động các ngươi một cọng tóc gáy. Kiếm tà thần kiếm khí tung hoành, quét ngang toàn trường. Xem đi, cái gì gọi là cùng một ruột, vật họp theo loài A, có cái ma đầu thê tử, hiện tại lại toát ra một đám bàng môn tà đạo thủ hạ tới. Chẳng qua giết các ngươi quá dễ dàng, mọi người vẫn là trước chất vấn Lý Tử Nhiễm cùng với người nhà đi. Diệp Vô Đạo đề nghị. Thiên Sách thiếu soái cũng gật gật đầu, đúng, trước xử lý Lý Tử Nhiễm, ta ở đây đại biểu Thiên Sách phủ nói một câu, Lý Tử Nhiễm cùng Thiên Sách phủ không quan hệ a, nàng là nàng, hài tử là hài tử. Đúng, Thiên Sách phủ mặc kệ, chúng ta cứ yên tâm. Trước giết chết cái này nữ ma đầu. Chấm. Diệp Vô Đạo cùng Thiên Sách thiếu soái lời này mới ra, nhất hô bách ứng. Mấy chục vạn người cùng nhau hô, muốn trừng phạt Lý Tử Nhiễm. Thanh âm đáng sợ như là thiên lôi ngập đầu, ầm ầm rung động. Các vị đại lão mời minh giám a. Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lý Triệu hai nhà mọi người đi tới. Lý Văn Hải những cái này thuần năng lượng thể cũng run run rẩy rẩy đi vào. Các vị ta nói một câu, Lý Tử Nhiễm làm bất cứ chuyện gì cùng chúng ta Lý Triệu hai nhà không có bất kỳ quan hệ gì a. 3 năm trước đây nàng liền biến mất, không còn có trở về nhà tộc. Chúng ta cũng không biết nàng biến thành dạng này. Chúng ta là thật không biết. Chúng ta vì người bị hại cùng với gia thuộc biểu thị đồng tình. Chấm. Bọn hắn muốn cùng Lý Tử Nhiễm rũ sạch sở quan hệ. Điểm này chúng ta có thể chứng minh, Lý Tử Nhiễm hoàn toàn chính xác cùng gia tộc những cái này không quan hệ. Thiên Sách thiếu soái lên tiếng nói. Xem ở Quân Quân trên mặt mũi, hắn không nghĩ đuổi giết đến cùng.
Diệp Vô Đạo đột nhiên để mắt tới Lý Văn Hải bọn người, tốt, coi như các người rũ sạch sở quan hệ. Cho nên các người cảm thấy thế nào xử phạt Lý Tử Nhiễm đâu? Lời này mới ra, Lý Triệu hai nhà người đều mộng. Bọn hắn xử lý như thế nào? Dù nói thế nào, Lý Tử Nhiễm cũng là người nhà A. Chẳng lẽ muốn trực tiếp giết rồi? Các ngươi không phải nói không có quan hệ gì với nàng sao? Cho các ngươi một cái tử chứng trong sạch cơ hội. Diệp Vô Đạo dường như rất muốn nhìn đến loại gia tộc này tàn sát lẫn nhau thiết mục. Cố ý đem nan đề lưu cho bọn hắn. Giết nàng. Lý Triệu hai nhà người bầy bên trong truyền đến một thanh âm. Đúng, giết nàng. Lý Tử Nhiễm cái này đại ma đầu, giết người như ngoé. Xem nhân mạng như cỏ rác, đáng chết. Chấm. Có một người hô, liền có người thứ hai hô. Trừ một ít trưởng bối bên ngoài, Lý Văn Hải chi lưu toàn bộ đang gọi. Bọn hắn sợ a. Hiện tại bọn hắn mặc dù là thuần năng lượng thể, có được siêu năng lực, nhưng cảm giác so phổ thông thân thể còn muốn yếu ớt. Bọn hắn càng sợ chết hơn. Cùng giấy đồng dạng. Loại thời điểm này bảo mệnh quan trọng a, Lý Tử Nhiễm tính là gì? Kia là cháu gái của chúng ta a, sao có thể làm cho nàng đi chết? Lão thái thái bọn hắn tự nhiên không nguyện ý. Cha mẹ, các ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta cả nhà đều muốn đi theo gặp nạn. Lý Văn Hải mấy người cực lực khuyên. Diệp Vô Đạo nhìn một màn trước mắt, lộ ra nụ cười. Hiện tại Lý Tử Nhiễm còn chưa có đi ra, các ngươi buộc nàng ra đi. Diệp Vô Đạo hô. Lý Văn Hải, Lý Tùng Khuê bọn hắn lập tức vò tới phía trước hô hào. Lý Tử Nhiễm ngươi còn không ra đối mặt sao? Đây đều là ngươi xông ra đại họa. Ngươi còn muốn liên lụy chúng ta sao? Ngươi thật tự tư. Chấm. Tại mọi người bức bách dưới, Lý Tử Nhiễm chậm rãi đi ra. Cựu nhân của nàng nhóm đôi mắt bên trong lập tức phun lửa giận. Giết, giết, giết. Chấm. Tất cả mọi người điên cuồng. Những ngày này kích động. Toàn thế giới đối với Lý Tử Nhiễm hận là sâu tận xương tủy. Từng cái đều hận không thể là rút gân lột ra. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, bọn hắn như là đã nhập ma. Đây là toàn bộ thế giới lửa giận. Hiện tại muốn để Lý Tử Nhiễm một người tiếp nhận. Đủ thấy Hắc Ám Thượng Đế kích động là thành công. Giờ phút này, Hắc Ám Thượng Đế cùng Thánh Kinh tổ chức một mực đang quan sát chuyện nơi đây thái. Muốn kiểm tra Diệp Quân Lâm thực lực, liền đến một đợt lớn nhất. Đem hắn đẩy vào tình cảnh nguy hiểm nhất, cùng toàn bộ thế giới là địch. Dạng này khả năng đo ra hắn thực lực chân chính tới. Chấm. Lý Tử Nhiễm vừa ra tới, mọi người cuối cùng đã rõ toàn thế giới lửa giận là dạng gì. Đối mặt mấy chục vạn người khiển trách, Lý Tử Nhiễm đều sợ. Chẳng qua nhìn thấy Diệp Quân Lâm tại, nàng đôi mắt bên trong bắn ra lửa giận. Muốn giết ta, đến a, lấy ra bản lĩnh thật sự tới giết ta. Lý Tử Nhiễm nhìn chòng chọc vào đám người. Mọi người thấy đi, đây chính là nữ ma đầu, lúc này sát khí còn như thế trọng. Diệp Vô Đạo cười lạnh. Giết nàng, giết nàng. Đám người cảm xúc bị điều động, nhao nhao hô. Có kế hoạch kỳ lân bọn hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay nắm thật chặt, thân thể hai chân có chút run rẩy. Lần này, bọn hắn muốn âm thầm vì Diệp Quân Lâm bọn hắn mở ra một con đường sống. Để bọn hắn rời đi. Tử Nhiễm ngươi qua đây. Diệp Quân Lâm đem Lý Tử Nhiễm kéo đến trước người. Hắn nhìn xem chúng nhân nói, ta ở đây tuyên cáo mọi người một việc. Đầu tiên, thê tử của ta tạo ra giết nghiệp ta thừa nhận. Nhưng tình huống thực tế là, thê tử của ta bị Thánh Kinh tổ chức Hắc Ám Thượng Đế cho lợi dụng. Những năm này nàng giết người, làm sự tình đều là Hắc Ám Thượng Đế một tay an bài. Thê tử của ta bây giờ biến thành như vậy, đều là bởi vì Hắc Ám Thượng Đế. Hoang đường. Diệp Quân Lâm rõ ràng là thê tử ngươi giết người, cùng những người khác có quan hệ gì. Đừng quản ai sắp đặt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, người có phải là Lý Tử Nhiễm giết? Chấm. Đang truy vấn dưới, Diệp Quân Lâm trầm mặc. Mặc kệ phía sau âm mưu như thế nào, là người phương nào sắp đặt, người quả thật là Lý Tử Nhiễm giết. Xem đi, tự ngươi nói chính mình cũng không tin. Phía trước nói Hắc Ám Thượng Đế hủy diệt chư thần phòng thí nghiệm ngươi không tin. Bây giờ lại kéo đây hết thảy đều là Hắc Ám Thượng Đế bí mật. Thật sự là khôi hài a. Diệp Quân Lâm dựa vào há miệng là lắng lại không được chuyện này. Diệp Vô Đạo bọn hắn đều cười. Diệp Quân Lâm hôm nay Lý Tử Nhiễm khó thoát khỏi cái chết. Người đây, chỉ cần tránh ra, liền có thể lưu một cái mạng. Tự mình lựa chọn đi. Nghe vậy, Lý Tử Nhiễm nhìn về phía Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm cười cười, ta đương nhiên lựa chọn cùng ta thê tử cùng một chỗ. Thời khắc chú ý động thái Hắc Ám Thượng Đế nhìn đến đây về sau, trong lòng mơ hồ mong đợi. Hắc Ám Thượng Đế đã hy vọng Diệp Quân Lâm quét ngang mấy chục vạn người. Vừa hy vọng hắn thực lực thường thường. Hắc Ám Thượng Đế cái này gọi một cái xoắn suýt ha. Thời khắc quan trọng nhất muốn tới. Nếu như Diệp Quân Lâm thật dựa vào chính mình mở ra Hắc Ám lao lung. Đừng nói cái này mấy chục vạn, lại đến mấy triệu người, đối với hắn cũng không thể làm gì. Chấm. Giữa sân mấy chục vạn người đều nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm xem ra ngươi làm tốt chịu chết quyết tâm rồi. Kia tốt, ngươi cùng Lý Tử Nhiễm cùng chết đi. Đúng, giết hắn cùng Lý Tử Nhiễm. Khả năng lắng lại chúng nộ. Giết bọn hắn. Chấm. Chẳng qua lúc này Diệp Vô Đạo lên tiếng nói, giống như trực tiếp đem Diệp Quân Lâm giết, không có ý gì, luôn cảm giác thiếu chút gì, căn bản không đủ sảng khoái. Diệp Lăng Thiên lập tức phụ họa nói, đúng. Không sai, cho dù là đem Diệp Quân Lâm thiên đao vạn quả lăng trì xử tử. Cũng rất giống không đủ, kém chút ý tứ. Đúng đúng đúng, dù sao để Diệp Quân Lâm trực tiếp chết rồi, thật liền thoải mái một tia. Chấm. Hai người lời này mới ra, tất cả mọi người phụ họa. Đều cảm thấy trực tiếp diệt trừ Diệp Quân Lâm thật khó chịu, mọi người chờ mong lâu như vậy, mới nhìn thấy Diệp Quân Lâm, liền để hắn như thế chết rồi. Nhất là từng theo Diệp Quân Lâm có khúc mắc đối thủ đám địch nhân, càng là cảm giác khó chịu. Bọn hắn chờ 3 năm A, liền đợi đến Diệp Quân Lâm xuất hiện thời điểm, mạnh mẽ đánh bại hắn, để rửa soát đi qua sỉ nhục, để Diệp Quân Lâm minh bạch ở thời đại này hắn đến cỡ nào yếu. Nhưng bây giờ trực tiếp đem hắn giết chết, thật kém rất nhiều ý tứ. Không có chút nào thoải mái. Mới nhìn thấy hắn liền chết rồi, cùng không có xuất hiện qua đồng dạng. Ngàn vạn người đều muốn mạnh mẽ nhục nhã Diệp Quân Lâm. Xét thấy Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần như thế cuồng, không nhìn thời đại này. Ta cảm thấy vẫn là không muốn một lần tính giết cho thỏa đáng. Chúng ta giữ lại hắn, chậm rãi cho hắn biết thời đại này tàn khốc. Để hắn rõ ràng mình thực lực, ở cái thế giới này rất yếu. Để tất cả mọi người đều có một cái phát tiết cơ hội. Diệp Vô Đạo đề nghị này mới ra. Đạt được mọi người mãnh liệt tiếng vọng. Ý nghĩ của mọi người nhất trí, sẽ không để cho Diệp Quân Lâm tùy tiện chết đi. Phải từ từ nhục nhã hắn, tra tấn hắn, mọi người mới tận tâm. Để Diệp Quân Lâm quỳ trên mặt đất chịu thua mới là mọi người mục đích cuối cùng nhất. Giống như là Diệp Vô Đạo, Thiên Sách Thiếu Soái loại cường giả cấp bậc này cũng không hy vọng Diệp Quân Lâm còn sống. Bọn hắn càng giống nhìn thấy Diệp Quân Lâm dáng vẻ quẫn bách. Bọn hắn muốn triệt để phá hủy cái này ngày xưa vương giả kiêu ngạo. Có ít người tâm lý vặn vẹo, muốn để Diệp Quân Lâm quỳ gối trước mặt cầu bỏ qua. Chấm. Tuyệt đại bộ phận người mục đích giống nhau, rất nhanh đạt thành nhất trí. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm đâu, nàng phải chết, tên ma đầu này một khắc cũng không thể còn sống. Mọi người ánh mắt nhao nhao khóa chặt tại trên người nàng. Đằng đằng sát khí. Vậy liền động thủ đi. Diệp Vô Đạo vung tay lên. Giữa sân đông đảo cao thủ đồng loạt đè lên. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chẳng qua lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên hô, trước chậm đã. Ngươi muốn làm gì? Ta trước nói hai câu, thê tử của ta đúng là bị Hắc Ám Thượng Đế lợi dụng. Đây hết thảy đều là Hắc Ám Thượng Đế thu xếp nàng làm. Chẳng qua thê tử của ta phạm sai lầm ta đều thừa nhận. Đây là không cách nào trốn tránh. Cho nên ta nghĩ khẩn cầu chư vị đổi một loại trừng phạt phương thức tại trên người ta, chỉ cần thả thê tử của ta một ngựa là được. Để nàng còn sống. Diệp Quân Lâm nói. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, một khi đánh lên, tự nhiên có thể đem mấy chục vạn người chụp chết. Không còn sót một ai. Nhưng hắn có đảm đương a. Làm sai chính là làm sai. Lý Tử Nhiễm chính xác giết rất nhiều người. Sự thật không thể chối cãi. Nhất định phải gánh chịu hậu quả. Không thể đem sai lầm của mình thêm tại trên thân người khác. Cho nên Diệp Quân Lâm lựa chọn một cái mới phương thức giải quyết. Không được. Đám người lập tức lắc đầu. Chậm đã. Có người hô. Diệp Vô Đạo bọn người nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ý của ngươi là đối Lý Tử Nhiễm trừng phạt thả ngươi trên thân. Đúng, chỉ cần đừng để thê tử của ta chết, bất kỳ cái gì trừng phạt ta đều tiếp nhận. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Không được. Kỳ Lân bọn hắn cùng Kiếm Tà Thần bọn hắn toàn bộ đứng dậy. Không đáp ứng chuyện này. Bọn hắn đều nghĩ bằng vào mình lực lượng giết ra tới.
Kỳ Lân bọn người thêm kiếm tà thần bọn hắn nội ứng ngoại hợp, giết ra một con đường sống không thành vấn đề. Chí ít có thể tạm thời để bọn hắn thoát đi. Nhưng nếu như tiếp nhận trừng phạt, đám người này sẽ không bỏ qua Diệp Quân Lâm. Liên Hỏa Vân tà thần đều một mặt khác biệt. Chẳng qua hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đã mò thấy Diệp Quân Lâm cả người. Tất cả lui ra, toàn bộ nghe ta. Diệp Quân Lâm quát to. Kỳ Lân bọn hắn chỉ có thể đứng ở một bên, chẳng qua chuẩn bị tùy thời ra tay. Tốt, mọi người nghe được không? Diệp Quân Lâm nói, chỉ cần bỏ qua Lý Tử Nhiễm, hắn nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Mọi người cảm thấy thế nào? Diệp Vô Đạo hướng về phía mấy chục vạn hô. Tại thời khắc này, mọi người cảm thấy dường như giết Lý Tử Nhiễm không có trọng yếu như vậy. Phía trước rõ ràng lửa giận ngập trời, nhưng bây giờ cảm thấy giết Lý Tử Nhiễm không có ý gì. Đây là phần lớn lòng người, liền một nháy mắt cảm giác. Giống như tại trừng phạt Diệp Quân Lâm cùng giết chết Lý Tử Nhiễm ở giữa, cái sau một điểm ý tứ đều không có. Giết hay không có quan hệ gì đâu. Cần phải trừng phạt tra tấn Diệp Quân Lâm, mọi người cảm thấy hứng thú tràn đầy. Chủ yếu giết Lý Tử Nhiễm chuyện này là bị Hắc Ám Thượng Đế kích động. Rất nhiều người nói trắng ra chính là người khác làm gì, hắn đi theo làm gì, bảo sao hay vậy. Chính là bị lợi dụng. Kỳ thật hắn chân chính muốn giết Lý Tử Nhiễm sao? Không. Cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chấm. Cho nên Diệp Vô Đạo đề nghị này sau khi ra ngoài, tất cả mọi người trầm mặc. Cũng có thể, nhưng mà, có một điều kiện, vì phòng ngừa Lý Tử Nhiễm tiếp tục hại người, đem nàng một thân vũ lực hủy bỏ. Để nàng biến thành một người bình thường. Có người đưa ra một cái điều kiện. Điều kiện này nhất định phải có. Diệp Vô Đạo bọn người rối rít nói. Diệp Quân Lâm che Lý Tử Nhiễm miệng, hắn gật gật đầu, có thể. Chỉ cần không giết thê tử của ta là được. Bất kỳ trừng phạt nào ngươi đều có thể tiếp nhận. Có người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi. Tiếp nhận, đây là một câu trả lời. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Mọi người nghĩ muốn như thế nào trừng phạt hắn? Diệp Vô Đạo la lớn. Đám người bắt đầu thảo luận. Chú ý động thái Hắc Ám Thượng Đế thật dài thở dài một hơi. Kiểm tra ra tới, đây cũng không phải là Diệp Quân Lâm mình mở ra Hắc Ám lao lung. Không phải hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Khẩn cầu người khác cho cơ hội bỏ qua Lý Tử Nhiễm. Hắc Ám Thượng Đế nói. Đúng, dựa theo Diệp Quân Lâm tính cách, muốn thật có khủng bố thế lực, sớm đem những này người chạy về nhà. Hắn hiện tại là không có thực lực, mới thỏa hiệp. Ha ha ha, hù chết ta còn tưởng rằng thật sự là hắn mở ra Hắc Ám lao lung đây này. Những người khác cũng đều là thở dài một hơi. Như vậy chính là hẳn là có những người khác trợ giúp hắn mở ra Hắc Ám lao lung. Nhưng chỉ cần không phải Diệp Quân Lâm là được. Hắc Ám Thượng Đế thở dài. Bọn hắn phân tích hết thảy. Lại không phân tích Diệp Quân Lâm phẩm hạnh, hắn là dám làm dám chịu tính cách. Sai chính là sai. Liền phải gánh chịu hậu quả. Không quan hệ thực lực của ngươi mạnh yếu. Chấm. Lý Tử Nhiễm muốn nói cái gì, bị Diệp Quân Lâm che miệng lại. Hết thảy đều giao cho ta, để cho bọn họ tới đi. Chấm. Đám người nghĩ ra cái này đến cái khác biện pháp, đều cảm thấy kém chút cái gì. Hoặc là chính là trừng phạt không đủ thống khoái, hoặc là chính là trực tiếp sẽ đem Diệp Quân Lâm giết. Bọn hắn đã muốn Diệp Quân Lâm còn sống, còn muốn tra tấn nhục nhã đủ Diệp Quân Lâm. Lúc này, Diệp Vô Đạo đột nhiên cười cười, các vị ta nghĩ đến một cái trừng phạt biện pháp. Tuyệt đối có thể. Diệp Thiếu, là cái gì? Mọi người nhao nhao nhìn lại. Rất đơn giản. Diệp Quân Lâm chính người đâm mình 100 đao đi. Diệp Vô Đạo cười lạnh. T. Nghe vậy, đám người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Đâm mình 100 đao. Không cách nào tưởng tượng đau khổ. Đau đều đem người có thể đau chết đi. Đây là cực hạn đau khổ tra tấn. Thê tử ngươi giết nhiều người như vậy, 100 đao đều tính nhẹ. Diệp Vô Đạo cười nói. Kỳ Lân bọn hắn sau khi nghe được, vừa muốn ngăn cản, nhưng Diệp Quân Lâm một lời đáp ứng, được. Không có vấn đề. Mọi người nói sao, 100 đao có thể đi, ta cảm thấy lấy thể chất của hắn có thể chịu đựng lấy. Diệp Vô Đạo hỏi, có thể, đồng ý, chấm. Mọi người cũng không nghĩ một lần tính chơi chết Diệp Quân Lâm. Đều nghĩ tra tấn hắn, xem hắn có thể chịu được không. Nếu như hắn không chịu nổi, muốn chết, còn có thể cứu trở về tiếp tục tra tấn. Dù sao chính là để Diệp Quân Lâm cảm nhận được cực hạn đau khổ.
người ở chỗ này nhao nhao đồng ý xuống tới. Diệp Quân Lâm cũng tâm ý đã quyết, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Có người hô. Chậm đã, đao phải thật tốt lựa chọn. Cây đao này hẳn là thích hợp nhất. Đây là Mã Nhã công nghiệp sản xuất vũ khí. Dung hợp đáng sợ nguyên tố. Đặc điểm lớn nhất là một kích sẽ không mất mạng. Nhưng cây đao này sẽ tại trong thân thể ngươi lưu lại một chút vật chất, sẽ từ từ ăn mòn thân thể của ngươi. Thẳng đến triệt để nát giữa. Vô luận ngươi mạnh cỡ nào thể chất đều không được, dù là thần bảng cường giả nếu như bị cái này đao đâm trúng, thân thể cũng sẽ chậm rãi bị ăn mòn. Chỉ là thân thể nát giữa thời gian dài một điểm thôi. Có cái che mặt người đề nghị, đồng thời lấy ra một cái lóe u quang dao găm. T. Vừa nhắc tới cây đao này, mọi người tại đây đều là thân thể rét run. Hiển nhiên đều là bị cây đao này hù dọa từng tới. Không sai. Đi qua thời gian bên trong. Mã Nhã công nghiệp loại vũ khí này thành đánh đâu thắng đó thần khí. Để rất nhiều thế lực cùng cường giả đều cầm bảo vật đi đổi. Thời đại này tổ chức sát thủ rất nhiều đều phân phối Mã Nhã công nghiệp loại vũ khí này. Chỉ cần bị loại vũ khí này đâm trúng, đặc thù nguyên tố vật chất xâm nhập thân thể, liền xem như xong. Trước mắt còn không có biện pháp giải quyết. Côn Luân công nghiệp còn nếm thử nghiên cứu chế tạo giải dược những thứ này. Nhưng tiến triển không lớn. Đoán chừng còn phải cần thời gian mấy năm. Mã Nhã công nghiệp loại vũ khí này rất là âm hiểm, vì rất nhiều người chỗ chơ chẽn, thế nhưng e ngại. Lưu truyền một câu, chỉ cần bị Mã Nhã công nghiệp vũ khí làm bị thương, thần cũng cứu không được. Ha ha ha, tốt, liền dùng cây đao này. Diệp Vô Đạo bọn hắn đều cười. Diệp Quân Lâm cho dù ở đâm 100 đao tình huống sống tiếp được. Nhưng đặc thù nguyên tố xâm nhập thân thể của hắn cũng một chút xíu sẽ bị ăn mòn thẳng đến nát giữa. Nhưng sẽ không để cho hắn trực tiếp chết rồi. Để hắn chậm rãi nhận hết tra tấn, nhận hết nhục nhã lại chết đi. Cái này hoàn toàn phù hợp tất cả mọi người tâm lý. Bởi vậy, tất cả mọi người đồng ý. Che mặt người đem cây đao này ném cho Diệp Quân Lâm. Nhìn xem ánh mắt của hắn, Diệp Quân Lâm cảm thấy cái này người có chút quen thuộc, nhưng không biết là ai. Hiện tại cũng không có nhàn tâm suy nghĩ cái khác. Kỳ Lân bọn hắn khẩn trương a. Cái này đao đâm vào thân thể, mang ý nghĩa Diệp Quân Lâm xong. Thần tiên cũng cứu không được. Nhưng Diệp Quân Lâm để bọn hắn tất cả mọi người bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giữa sân duy nhất nhẹ nhõm chính là Hỏa Vân Tà Thần. Hắn không có việc gì, thậm chí đang đánh ngáp. Ta sẽ dựa theo các ngươi nói đi làm, nhưng các ngươi nhất định phải dựa theo ước định. Bỏ qua thê tử của ta một ngựa. Nếu không ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Quân Lâm nói là thật. Đám người này nếu là lật lọng, hắn sẽ ra tay. Yên tâm đi, chuyện này ta Thiên Sách phủ cam đoan. Thiên Sách thiếu soái lên tiếng. Về phần Diệp Quân Lâm uy hiếp không người thả trong lòng. Bắt đầu đi. Mấy chục vạn người nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Tốt, hôm nay ta thay thê tử rửa sạch tội nghiệt. Từ đâm 100 đao. Phốc phốc, vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm một đao đâm vào lồng ngực. Thân đao hoàn toàn không có vào Diệp Quân Lâm ngực. Máu tươi vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người thấy đều tê cả da đầu. Phốc phốc, làm Diệp Quân Lâm đem đao rút ra, thân đao đã từ màu đen hoàn toàn biến thành u lục sắc. Rất hiển nhiên, cái này vũ khí đặc thù nguyên tố đã tại Diệp Quân Lâm trong cơ thể lưu lại, đồng thời cùng máu tươi lên phản ứng. Ha ha ha. Rất nhiều người thấy thế, đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn tới. Cứ như vậy, liền tuyên cáo Diệp Quân Lâm giải quyết. Mã Nhã công nghiệp loại này ngoan độc vũ khí một khi đâm vào thân thể, đặc thù nguyên tố tác dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng ngày nhìn xem thân thể bị ăn mòn, lại không biện pháp gì. Chỉ có thể tại đau đớn tra tấn bên trong chết đi. Kỳ Lân bọn hắn cũng không nguyện ý lại nhìn tiếp. Bọn hắn thật sâu minh bạch cái này đau đâm vào ý vị như thế nào. Từng cái mặt mũi tràn đầy ảo não tự trách. Bọn hắn là mạnh lên. Nhưng lại cái gì dùng. Bọn hắn luôn mồm phải bảo vệ lão đại tại thụ loại này cực hạn đau khổ. Tiếp tục, tiếp tục. Chấm. Đám người thúc giục. Phốc phốc. Diệp Quân Lâm giơ tay chém xuống, đao thứ hai đâm vào lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Đám người phát hiện vũ khí nhan sắc càng đậm. Nói rõ càng nhiều đặc thù nguyên tố xâm nhập Diệp Quân Lâm thân thể. Đau nhức. Giờ khắc này, Lý Tử Nhiễm cảm thấy đau lòng, đây là 3 năm đều chưa từng có cảm giác.
bị cừu hận choáng váng đầu óc nàng tựa như khôi phục đồng dạng. Lão đại, sư phụ, tà thần, chấm, Kỳ Lân bọn hắn đều đau lòng hô hào. Nhưng Diệp Quân Lâm không để bọn hắn quản. Lúc này bọn hắn cũng minh bạch Diệp Quân Lâm dụng ý, hắn muốn thay thê tử đến tiếp nhận hết thảy. Hỏa Vân tà thần càng hiểu hết thảy. Diệp Quân Lâm không phải là không thể giải quyết, mà là hắn có đảm đương. Chấm. Phốc phốc. Đao thứ ba. Phốc phốc. Thứ tư đao. Chấm. Trọn vẹn cắm 60 đao. Diệp Quân Lâm đã đầy người vết thương, máu tươi đã sớm nhuộm dần, hắn thành một cái huyết nhân. Ở đây mấy chục vạn người đều mắt thấy toàn cái quá trình. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cực hạn đau khổ cùng tra tấn, đều tưởng tượng qua liên tục nhiều như vậy đau đâm trên người mình cảm giác. Không thể thừa nhận, khả năng tươi sống đều đau chết. Chớ đừng nói chi là cây đao này vẫn là mã nhã công nghiệp đặc thù vũ khí, càng thêm đau khổ khủng bố. Tất cả mọi người đang suy nghĩ một sự thật, nếu như không phải có thể bỏ đi cảm giác đau thần kinh, có rất ít người có thể chịu đựng được. Nhưng Diệp Quân Lâm sắc mặt không hề bận tâm, lông mày đều không mang nháy một chút. Phảng phất đâm không phải hắn đồng dạng. Hán tử. Là tên hán tử. Mặc dù hắn thực lực trung đẳng, nhưng phương diện này không có mấy người có thể so sánh. Chấm. Diệp Quân Lâm cũng chinh phục không ít người. Tiếp tục. Toàn thân đều là vết thương, không có chỗ nhưng đâm làm sao bây giờ. Phốc phốc. Chỉ thấy Diệp Quân Lâm một đao đâm vào cái khác trong vết thương. Ta. Diệp Quân Lâm cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có phát ra một thanh âm nào. Nhưng những người khác thấy khó chịu, cảm thấy toàn thân đều tại nhói nhói. Quá ác đi. Từng đao đâm vào trên vết thương. Nhìn không được. Liền Diệp Vô Đạo chi lưu, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên bọn hắn cũng làm không được Diệp Quân Lâm như thế hận. Chẳng qua tâm lý sảng khoái a. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm nhận dạng này tra tấn, bọn hắn thật sự là dễ chịu. Nhìn xem ngày xưa vương giả nhận hết như vậy đau khổ, cho dù ai đều hưng phấn. Diệp Quân Lâm tiếp tục đem đao lần lượt đâm vào thân thể. Chấm. Thứ 70 đao. Chấm. Thứ 100 đao. Diệp Quân Lâm trọn vẹn đâm 100 đao. Cộc cộc cộc. Đâm xong 100 đao, Diệp Quân Lâm đã có chút đứng không vững. Dù sao đây chính là thực sự 100 đao đâm vào trên thân. Có người vội vàng đi đỡ Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm khoát khoát tay, hắn lại đứng vững. Phun ra một hơi tụ huyết, mỉm cười nhìn xem đám người. Nụ cười kia tựa hồ là đang chế giễu. Tựa như đang nói lại đến 1000 đao đều vô sự. Ta đi, gia hỏa này mệnh cũng quá cứng đi. Tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng qua Diệp Quân Lâm là tại gượng chống lấy. Chờ mọi người tan cuộc về sau, ta cược Diệp Quân Lâm lập tức sẽ đổ xuống lăn lộn hô đau. Lập tức có người phụ họa, đúng. Ta cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm tại gượng chống. Ngày xưa vương giả so với ai khác đều càng muốn mặt mũi a. Đúng vậy a, mấy chục vạn người nhìn xem, hắn sẽ không hô đau. Càng sẽ không ngã xuống, muốn chứa cho chúng ta nhìn. Ta hiện tại rất chờ mong Diệp Quân Lâm bí mật thê thảm bộ dáng. Còn có cây đao này đặc thù nguyên tố đã xâm nhập thân thể, Diệp Quân Lâm tiếp xuống tất nhiên sẽ bị dần dần ăn mòn, cho đến chết. Chấm. Vừa nghĩ tới tiếp xuống Diệp Quân Lâm hình dáng thê thảm, tất cả mọi người cười. Lúc này, Diệp Quân Lâm liếc nhìn toàn trường, ta Diệp Quân Lâm nói lời giữ lời, đã từ đâm 100 đao. Các ngươi có phải hay không cũng nên y theo ước định bỏ qua thê tử của ta rồi. Nếu như có người nói một chữ không, Diệp Quân Lâm thật sẽ nổi giận. Xông đi lên một bàn tay chụp chết. Cái này, cứ việc có ít người muốn lật lọng, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt nói ra. Đã ngươi làm được, chúng ta cũng thực hiện hứa hẹn, bỏ qua thê tử ngươi. Thiên Sách thiếu soái chủ động đứng ra nói chuyện. Tốt, chúng ta đồng ý, khoản nợ này xóa bỏ. Chấm. Đám người nhao nhao đáp ứng. Chậm đã, ta đến nói hai câu. Diệp Vô Đạo lúc này đứng ra. Diệp Quân Lâm hiện tại chúng ta nói là Lý Tử Nhiễm cùng đại hạ cừu hận, cùng toàn thế giới cừu hận giải quyết. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Diệp Vô Đạo hỏi. Ừm. Ta minh bạch. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Đã biết hắn muốn nói gì. Mọi người nghe ta một câu, đây là Lý Tử Nhiễm cùng toàn thế giới cửu hận. Chúng ta bỏ qua hắn. Hôm nay không giết nàng. Thế nhưng là trong chúng ta người cùng Lý Tử Nhiễm thù riêng vẫn là tính toán. Nghĩ báo thù riêng như trước vẫn là muốn báo.
Thiên sách phủ các ngươi cũng không thể ngăn đón. Diệp Vô Đạo nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Hôm nay giết Lý Tử Nhiễm chính là công cộng, là mọi người, là toàn thế giới. Đây là toàn thế giới cửu hận, cùng tư nhân cửu hận không quan hệ. Thiên sách thiếu soái gật gật đầu, ta minh bạch. Thù riêng chúng ta mặc kệ. Đây chính là Diệp Vô Đạo chơi chữ viết trò chơi. Ví dụ như Diệp tộc cùng Diệp Quân Lâm cửu hận, hắn còn muốn tiếp tục. Chẳng qua đối với cái này Diệp Quân Lâm không quan tâm. Hôm nay từ đâm 100 đao, cho toàn thế giới một câu trả lời là được. Diệp Quân Lâm cười lạnh, tốt, không có việc gì. Chẳng qua ta thay thê tử đã hoàn lại xong. Về phần thù riêng, hoan nghênh các ngươi đến báo. Ta chờ. Đến báo thù riêng, Diệp Quân Lâm sẽ ra tay. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười. Liền Diệp Quân Lâm dạng này còn hoan nghênh đến báo thù. Chết như thế nào cũng không biết. Ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn bảo trụ Lý Tử Nhiễm. Nằm mơ đi. Huống chi ngươi không có thực lực kia a. Tiếp xuống hủy bỏ Lý Tử Nhiễm công lực đi. Vì công chính, liền từ thiên sách phủ đến chấp hành đi. Diệp Vô Đạo bọn hắn tự nhiên sẽ không quên hủy bỏ Lý Tử Nhiễm công lực. Ta đến. Cuối cùng là thiên sách thiếu soái tự mình đem Lý Tử Nhiễm một thân công lực hủy bỏ. Chẳng qua nhìn thấy Lý Tử Nhiễm miệng phun máu tươi, Diệp Quân Lâm ngược lại cảm thấy thở dài một hơi. Dạng này càng có khả năng đem Lý Tử Nhiễm biến trở về tới. Tốt, mọi người mục đích đều đạt tới. Đối với Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm trừng phạt đầy đủ. Thiên sách thiếu soái cao giọng nói. Mấy chục vạn người chậm rãi tán đi, nửa giờ. Gần như toàn bộ biến mất. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm bọn hắn lòng dạ biết rõ, có rất nhiều người mặt ngoài nhìn xem rời đi, kỳ thật đều giấu ở âm thầm, một mực quan sát đến Diệp Quân Lâm. Trong đó không thiếu Diệp Quân Lâm cửu nhân cố nhân nhóm. Bọn hắn muốn nhìn Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ tới khi nào, càng muốn nhìn hơn nhìn hắn thê thảm bộ dáng. Chẳng qua thiên sách thiếu soái cùng Diệp Vô Đạo loại này thân phận cao quý thật rời đi. Lưu tại nơi này chế giễu, có hại danh dự. Dù sao Diệp Quân Lâm tin tức bọn hắn một mực nắm trong tay, muốn nhục nhã tra tấn về sau còn nhiều cơ hội. Ha ha, Diệp Quân Lâm muốn hiện nguyên hình đi. Hiện tại tất cả mọi người rời đi. Tại mọi người xem ra, Diệp Quân Lâm nhất định sẽ không tiếp tục giả bộ nữa. Âm thầm tất cả mọi người đang chờ nhìn. Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên một nụ cười, hắn ngay tại chỗ ngồi, mặc cho máu tươi nhuộm dần chảy xuôi. Bộ dáng này tại người khác xem ra, Diệp Quân Lâm không được. Hắn đã đứng không vững. Dù là hắn mạnh hơn cũng không được. Phía trước hắn một mực chính là tại gượng chống. Hiện tại nhìn người đi, rốt cục đứng không vững, đặt mông ngồi ngay đó. Hắn chính là nỏ mạnh hết đà thôi. Có rượu không? Diệp Quân Lâm hô. Bị giam 3 năm, thật là có điểm nghĩ cái này một hơi. Có. Lập tức có người đưa tới rượu cay. Diệp Quân Lâm trực tiếp từng ngụm mãnh rót. Thấy được chưa, Diệp Quân Lâm đã không được, bây giờ muốn mượn nhờ rượu cay đến tiêu trừ đau đớn. Đúng a, phía trước chính là đang giả vờ. Chết sĩ diệt, không nghĩ để mọi người thấy hắn dáng vẻ quẫn bách. Hiện tại huynh đệ của hắn các đồ đệ vẫn còn, hắn vẫn còn giả bộ đâu, chờ những người này rời đi, đoán chừng phải phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt a. Chấm. Chỗ tối đám người sảng khoái không thôi. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm uống rượu cay, Chu Tước cái thứ nhất nhìn không được. Nàng lập tức lấy ra In Côn Luân công nghiệp tiêu chí một đống lớn dược tề. Lão đại ngươi lập tức ăn vào, đây là Côn Luân công nghiệp thuốc giảm đau vật, đặc biệt có tác dụng. Còn có đây là thuốc cầm máu, còn có thuốc chữa thương, đều có khó mà tin nổi hiệu quả. Chu Tước kích động muốn cho Diệp Quân Lâm phục dụng. Ở thời đại này, cổ xưa thần kỳ đan dược cùng hiện đại dược tề bị ưu ái. Ví dụ như Côn Luân công nghiệp sinh ra dược tề, khởi tử hồi sinh khả năng khoa trương, nhưng thuốc đến bệnh trừ trên cơ bản cũng có thể làm đến. Đúng, lão đại ngươi tranh thủ thời gian ăn vào. Đám người bắt đầu thúc giục nói. Bọn hắn rất là lo lắng Diệp Quân Lâm tình huống. Có sao nói vậy, những huynh đệ này nhìn thấy Diệp Quân Lâm từng đao đâm vào trên thân, cảm giác đau nhức trong lòng bọn họ. Chỉ là Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần, ta không dùng đến những cái này. Chấm. Trang, lại bắt đầu trang. Vì dưới tay các đồ đệ trang ngạnh hán, dược tề đều không cần. Nên để hắn máu tươi chảy khô chết đi, nhìn hắn còn trang không trang. Chỗ tối đám người lại bắt đầu nói Diệp Quân Lâm trang. Mọi người một mực đang khuyên Diệp Quân Lâm dùng thuốc,
kiếm tà thần bọn hắn cũng đang khuyên, liền Lý Tử Nhiễm cũng đang khuyên. Tiên sinh ngươi liền ăn vào đi, đây là bọn hắn tấm lòng thành. Hỏa Vân tà thần nói. Hắn nhìn ra được, Diệp Quân Lâm nếu là lại không uống thuốc, đám người này phải sử dụng thủ đoạn cường ngạnh phải làm cho Diệp Quân Lâm ăn vào. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem dược tề ăn vào. Dược tề vẫn là có hiệu quả. Rất nhanh máu ngừng lại, đồng thời vết thương cũng đang từ từ khép lại. Chẳng qua bởi vì Mã Nhã công nghiệp đặc thù vũ khí nguyên nhân, tốc độ khép lại không phải rất nhanh. Nhưng có chút hòa hoãn. Nhưng bọn hắn không biết là đối Diệp Quân Lâm đến nói đều là giống nhau. Hắn căn bản không có việc gì. Chỉ là chảy chút máu thôi. Ai, hiện tại vấn đề lớn nhất là sư phụ bị Mã Nhã công nghiệp đặc thù vũ khí làm bị thương. Đặc thù nguyên tố đã tại sư phụ trong thân thể tác dụng, rất nhanh liền sẽ ăn mòn thân thể, thẳng đến hoàn toàn nát giữa. Tiêu Phong nói ra một cái khiến cho mọi người cũng nhức đầu vấn đề. Lập tức tất cả mọi người mặt đều đổ. Vấn đề này không nghĩ đối mặt, nhưng nhất định phải đều đối mặt. Một khi bị Mã Nhã công nghiệp vũ khí đâm trúng, liền tuyên cáo tử vong, không có bất kỳ biện pháp nào giải cứu. Côn Luân công nghiệp một mực đang nghiên cứu biện pháp giải quyết, trọn vẹn thời gian một năm, đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái khác các thế lực lớn đều là như thế. Trước mắt mà nói bị Mã Nhã công nghiệp vũ khí đâm trúng, căn bản là vô giải. Không được, con mẹ nó chứ đánh bạc mệnh cũng phải tìm đến cứu chữa biện pháp. Chu Tước ngươi nhanh đi nghiên cứu, nhất định phải nghiên cứu ra được biện pháp giải quyết. Chúng ta khắp thế giới đi chịu biện pháp giải quyết, ta tin tưởng nhất định có thể. Chấm. Diệp Quân Lâm đồ đệ, huynh đệ các bộ hạ đều quyết định. Nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết, nhất định không để Diệp Quân Lâm chết. Bọn hắn nghiêng nó tất cả, cũng phải bảo hộ Diệp Quân Lâm. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, xác định tiếp xuống nhiệm vụ. Chẳng qua mọi người đầu tiên muốn xác định một điểm, để cho lão đại còn sống chuyện này còn không có phát giải quyết, hoặc là rất khó. Chẳng qua chúng ta có thể trì hoãn lão đại thương thế phát tác, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, đến tìm ra biện pháp giải quyết. Thanh Long đầu não rõ ràng, rất lý tính phân tích. Những người khác nhau nhau đáp ứng. Tốt, chúng ta cứ làm như thế. Trước trì hoãn lão đại thương thế phát tác, cái này không phải rất khó. Sau đó tìm biện pháp giải quyết. Mọi người nhao nhao đồng ý xuống tới. Chấm. Chỗ tối người đều cười. Không có khả năng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bởi vì cho đến bây giờ, trừ Mã Nhã công nghiệp bên ngoài, không có ai biết cái này vật chất là cái gì. Muốn tìm ra biện pháp giải quyết, tuyệt đối không có khả năng. Chấm. Nhưng lúc này Diệp Quân Lâm bỗng nhiên khoát khoát tay, không cần. Ta không sao, điểm ấy thương nạn không đến ta. Không phải. Sư phụ chúng ta nói là cái này trên đao đặc thù nguyên tố. Tiêu Phong còn chưa nói xong, bị Diệp Quân Lâm đánh gãy, ta biết, những vật này tổn thương không đến ta, thậm chí nói một điểm tổn thương đều không có. Diệp Quân Lâm chưa hề nói cười. Lấy hắn hiện tại thể chất cũng không biết đến loại cảnh giới nào. Đi qua 3 năm, thực lực của hắn đến một cái áp đảo thần trên bảng hoàn cảnh. Tùy tiện đánh ra đến một quyền chính là nhất cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Cần phải truy cầu cực hạn tốc độ cùng lực lượng, bình thường thể chất có thể làm sao? Không thể. 3 năm trước đây Diệp Quân Lâm thể chất căn bản không chịu nổi dạng này đấm ra một quyền. Đoán chừng hội tụ lực lượng nháy mắt, thân thể của hắn liền nổ tung, hoàn toàn không thể thừa nhận. Bởi vì Diệp Quân Lâm đang theo đuổi cực hạn lực lượng cùng tốc độ quá trình bên trong, thể chất trong lúc vô hình cũng biến thành siêu cấp cường đại. Thậm chí có thể nói không sợ hết thảy. Một đao kia đao đâm vào trên thân, mảy may đối Diệp Quân Lâm không có tổn thương. Mã Nhã công nghiệp vũ khí căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, khi tiến vào thân thể sau liền bị đuổi tản ra, thậm chí nói căn bản là không có cách thấm vào. Còn muốn ăn mòn, càng không khả năng. Diệp Quân Lâm thể chất mạnh đến không cách nào tưởng tượng, tuyệt không phải đặc thù nguyên tố có khả năng ăn mòn. Bởi vậy Diệp Quân Lâm là một chút xíu sự tình đều không có. Chỉ là bọn hắn căn bản không rõ. Sư phụ ngươi cũng đừng gượng chống. Đều là người một nhà, ngươi cũng đừng trang. Ngươi rõ ràng thương thế đã rất nặng, đã thoi thóp. Ngươi nhất định phải giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tiêu Phong nhìn không được nói thẳng. Những người khác cũng liền vội nói, đúng a, hiện tại cũng không có người ngoài. Ngươi không muốn gượng chống lấy. Chúng ta biết, ngươi trong nội tâm ngươi đại biểu cho đại hạ, ngươi tuyệt đối không thể đổ dưới.
tuyệt đối không thể lộ thiếp. Nhưng bây giờ một ngoại nhân đều không có, đều là người một nhà. Huynh đệ của ngươi, đồ đệ của ngươi, người nhà của ngươi. Ngươi không cần cầm kiên cường một mặt đến đối mặt chúng ta. Ngươi cũng không cần ngụy trang, thật không có người ngoài. Ta đã đem tiềm ẩn tại người chung quanh đều đuổi đi. Chấm. Kỳ Lân bọn hắn còn cố ý đem chung quanh cất giấu đám người từng cái đuổi đi. Bọn hắn từ đầu đến cuối coi là Diệp Quân Lâm là tại gượng chống, là đang giả vờ. Nhưng Diệp Quân Lâm căn bản không có a. Hắn không có việc gì a. Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào. Một bên Hỏa Vân Tà Thần nhìn không được, hắn nhịn không được nói, tốt, tốt, ăn ngay nói thật tiên sinh một chút việc đều không có. Căn bản không cần dùng các ngươi thuốc, cũng không cần các ngươi tìm cái gì biện pháp giải quyết, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Nghe được Hỏa Vân Tà Thần lời này, tất cả mọi người giận. Ngươi căn bản không biết cái này đau tổn thương lớn bao nhiêu, càng không biết thời đại này biến hóa. Ngươi phải cùng. Có người kích động muốn nói Hỏa Vân Tà Thần cùng Diệp Quân Lâm, vừa ý biết đến chính mình nói lỡ miệng. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, các ngươi vẫn là muốn nói thời đại này đào thải ta đúng không? Không, chúng ta không có ý tứ này. Lão đại chỉ là các ngươi không biết Mã Nhã công nghiệp vũ khí này lợi hại. Đúng, chúng ta căn bản không có ý tứ này. Huống chi lão đại thực lực của ngươi ở thời đại này cũng đủ được trung đẳng. Đào thải không có khả năng. Đám người bắt đầu giải thích nói. Sư phụ ngươi liền nghe chúng ta thu xếp. Có chúng ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tiêu Phong bảo đảm nói. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi, các ngươi đều rời đi trước, ta nghĩ yên lặng một chút. Lão đại, sư phụ. Đám người còn muốn giải thích. Đều đi. Ta một người lẳng lặng được hay không? Diệp Quân Lâm lớn tiếng quát lớn. Chẳng qua mọi người vẫn là một mặt do dự đứng. Lúc này, áo vải sát thần đứng dậy. Tất cả mọi người rời đi trước đi, trước hết để cho tiên sinh lẳng lặng. Huống chi vừa mới phục dụng dược tề, thương thế đã ổn định, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nghe được áo vải sát thần nói như vậy. Mọi người mới liên tiếp rời đi. Các ngươi cũng rời đi đi. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Kiếm Tà Thần bọn hắn cũng cùng rời đi. Đi vào bên ngoài về sau. Áo vải sát thần quét đám người một cái nói, các ngươi coi là tiên sinh không biết Mã Nhã công nghiệp vũ khí có bao nhiêu lợi hại sao. Hắn thông minh như vậy người từ Diệp Vô Đạo bọn hắn chọn loại binh khí này thời điểm liền minh bạch. Còn có các ngươi cho là hắn không biết tình huống hiện tại sao. Thân thể của hắn tình huống như thế nào, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu. Áo vải sát thần một phen quả thực đột nhiên thông suốt. Cho nên nói lão đại tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Chỉ là hắn không nghĩ để chúng ta lo lắng, cố ý gượng chống. Hung hăng nói mình không có việc gì. Kỳ Lân kịp phản ứng, kinh ngạc đạo. Đúng, khẳng định là như thế này. Chỉ là không nghĩ để chúng ta lo lắng. Hắn hiện tại hẳn là nhịn không được, mới có thể đuổi chúng ta đi. Kỳ Lân thở dài, ta trong trí nhớ lão đại là cái đánh gãy xương cốt chạc cây cũng phải hướng về phía trời người. Hắn không nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy hắn thê thảm một mặt. Bất quá, lão đại yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực để ngươi sống sót. Đúng, chúng ta vẫn là an bài xuống phân công đi, từ giờ trở đi liền hành động. Thanh Long cho những người này tiến hành nhiệm vụ. Mọi người cùng nhau vì Diệp Quân Lâm sống sót mà cố gắng. Chẳng qua chờ mọi người rời đi sau. Diệp Quân Lâm cười cười, đứng dậy, cùng một người không có chuyện gì giống như... Trên thân từng đạo vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Oanh! Thân thể của hắn trống rỗng tuôn ra khí lưu, đem từng đoàn vật chất màu đen toàn bộ xua tan ra tới. Đây chính là Mã Nhã công nghiệp vũ khí bên trên đặc thù nguyên tố. Mạnh mẽ bị Diệp Quân Lâm xua tan ra tới. Đây chính là hắn chỗ kinh khủng. Mã Nhã công nghiệp vũ khí bên trong đặc thù nguyên tố là chỗ nào cũng có, một khi xâm nhập, liền sẽ trải rộng toàn bộ thân thể. Dù là thần bảng cường giả cũng không được, một khi bị đâm trúng, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua Diệp Quân Lâm thế nhưng là áp đảo thần trên bảng. Cái này nguyên tố căn bản là không có cách xâm nhập thân thể của hắn. Diệp Quân Lâm đưa thay sờ sờ bị bài trừ đến vật chất, hắn cau mày, chưa thấy qua loại độc này. Diệp Quân Lâm kiến thức rộng rãi, tăng thêm đem độc tà thần bản lĩnh toàn bộ học được. Khoa trương một điểm nói biết khắp thiên hạ độc. Nhưng loại độc này chưa thấy qua. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng không cần biết. Dù sao đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp.
Hỏa Vân Tà Thần cười cười, đám hài tử này đều bị những cái này loè loẹt đồ vật mê hoặc. Thật tình không biết đủ loại đều chống cự không nổi tiên sinh một quyền. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắn cười nói, ngươi cũng phải luyện một chút, cứ việc đem thực lực tăng lên, miễn cho để người chế giễu. Hỏa Vân Tà Thần thần sắc chấn động, minh bạch, ta sẽ mau chóng tăng lên. Hiện tại Hỏa Vân Tà Thần đã biết cái gì cường đại nhất. Kia tiên sinh ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì đâu? Hỏa Vân Tà Thần hỏi. Đoán chừng đến báo thủ riêng không ít, chẳng qua cái này trước đó ta trước tiên đem Hắc Ám Thượng Đế giết đi. Diệp Quân Lâm nói hời hợt nhẹ nhàng. Bây giờ Hắc Ám Thượng Đế ở thời đại này là chiến lực trần nhà tồn tại. Đều nghe đồn chư thần phòng thí nghiệm là hắn một tay diệt đi. Đây cũng là thời đại mới bị diệt mất thế lực lớn nhất. Cũng là mạnh nhất một trận chiến. Bởi vậy, Hắc Ám trên đế vị liệt thần bảng đệ nhất. Cho nên trước đó Diệp Quân Lâm nâng lên tất cả đều là Hắc Ám Thượng Đế âm mưu thời điểm, dẫn tới đông đảo người mãnh liệt phản bác cùng bất mãn. Bởi vì Hắc Ám Thượng Đế là thần bảng thứ nhất xuyên cớ, tại cái này cường giả vi tôn thời đại bên trong, Hắc Ám Thượng Đế trong suy nghĩ của rất nhiều người liền cùng tín ngưỡng. Tuyệt không cho phép có người nói hắn nửa điểm không tốt. Nhưng đối với Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần đến nói, thần bảng thứ nhất tính cái giám A. Hắc Ám Thượng Đế đây tính toán là cái gì? Tốt, tiên sinh cần ta cùng nhau đi tới không? Hỏa Vân Tà Thần hỏi. Ngươi vẫn là thật tốt bế quan, mau chóng tăng cao tu vi đi. Diệp Quân Lâm nói. Hỏa Vân Tà Thần hỏi, kia tiên sinh muốn thế nào tìm tới Hắc Ám Thượng Đế chỗ? Diệp Quân Lâm cười cười, không cần tìm, hắn tự sẽ đến tìm. Diệp Quân Lâm đổi một thân quần áo mới, đem vết thương che lấp. Nhưng kỳ thật vết thương đã hoàn toàn khép lại. Lý Tử Nhiễm sau khi thấy, vô ý thức mà nói, Côn Luân công nghiệp dược tề quả nhiên thần kỳ. Ta trước đó liền nghe nói qua, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, vết thương vậy mà đều khép lại. Nhìn thấy vết thương khép lại, nàng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ cho là Côn Luân công nghiệp dược tề. 3 năm này Côn Luân công nghiệp dược tề đặc biệt nổi danh, ở thế giới thuộc về đỉnh tiêm. Không chỉ là Lý Tử Nhiễm nghĩ như vậy, những người khác sau khi thấy, cũng giống như vậy ý nghĩ. Bao quát mẫu thân chủ oánh oánh, nhạc phụ nhạc mẫu vân vân. Chẳng qua bọn hắn ánh mắt có chút phức tạp. Ngày xưa vương giả, lấy 100 vạn tồn tại. Nhưng tại cái này tên đầy đủ đều có thể luyện võ thời đại, một cái thành triệt để phế nhân, một cái ngày giờ không nhiều, chậm rãi sẽ chết đi. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi a. Chẳng qua mấy tên trưởng bối chỉ có thể cảm thán, dạng này cũng rất tốt, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Diệp Quân Lâm đem Lý Tử Nhiễm kéo về gian phòng sau. Lão bà ngươi có muốn hay không luyện thêm võ? Diệp Quân Lâm hỏi. Không có khả năng, ta đều đã là phế nhân. Lý Tử Nhiễm không ôm ấp hy vọng. Ta vừa vặn nơi này có chữa trị biện pháp cùng ngươi về sau muốn luyện tập công pháp, cam đoan để ngươi trở lại đỉnh phong. Diệp Quân Lâm hứng thú bừng bừng đem phương pháp cùng công pháp cho Lý Tử Nhiễm. Chẳng qua tại Diệp Quân Lâm rời đi về sau, Lý Tử Nhiễm tiện tay ném ở đầu giường. Nàng cùng những người khác ý nghĩ đồng dạng, thời đại này, Diệp Quân Lâm hết thảy đều đào thải. Luyện thêm cũng vô dụng. Tại phương Tây Châu cái nào đó đảo không người phía trên, tọa lạc lấy một cái to lớn căn cứ. Phương viên trăm dặm hải vực không có bất kỳ cái gì sinh vật. Thánh kinh tổ chức Hắc Ám Thượng Đế chính là lần hai. Biết Diệp Quân Lâm lựa chọn phương thức như vậy về sau, Hắc Ám Thượng Đế ngay từ đầu biểu thị thoải mái. Chỉ cần không phải Diệp Quân Lâm mở ra là được. Nhưng khi muộn, Hắc Ám Thượng Đế trằn trọc, căn bản không cách nào ngủ. Hắn bức thiết muốn biết đến cùng là ai đem Diệp Quân Lâm thả ra. Rất nhanh, Hắc Ám Thượng Đế đem cả đám toàn bộ tụ tập lại. Hắc Ám Thượng Đế biểu đạt ý nghĩ, ta muốn biết hắn như thế nào ra tới. Là ai trợ giúp hắn? Thế gian này còn có ai có thể phá vỡ Hắc Ám lao lung? Trước mắt ta nghĩ không ra là ai. Có người có khả năng. Hắn là Hắc Ám lao lung người phát minh, hắn nói không chừng sẽ có chìa khóa mở ra. Nhưng hắn đã chết, ta không nghĩ ra là ai. Hắc Ám Thượng Đế bây giờ có chút vội vàng sao động. Cái này dễ xử lý, đem hắn bắt tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lúc này, Minh Tà Thần ra một cái chú ý. Hắc Ám Thượng Đế đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên, đúng a, đem Diệp Quân Lâm bắt trở lại hỏi một chút liền biết a. Hắc Ám Thượng Đế chủ yếu là bị làm choáng váng đầu óc. Trong lúc nhất thời vẫn thật không nghĩ tới.
Nhanh đi, các ngươi nhanh lên đi đem Diệp Quân Lâm bắt về cho ta. Tìm hắn báo thù riêng rất nhiều người. Đừng chết. Không ra Diệp Quân Lâm suy đoán, Hắc Ám Thượng Đế quả nhiên muốn tới tìm hắn. Hắn đều không cần đi tìm, chờ lấy bọn hắn đến tìm là được rồi. Dạng này hắn liền có thể nhìn thấy Hắc Ám Thượng Đế, liền có thể giết Hắc Ám Thượng Đế. Cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện. Hắc Ám Thượng Đế coi là Diệp Quân Lâm là con mồi, nhưng kỳ thật hắn mới là thợ săn. Điểm này Hắc Ám Thượng Đế làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Chấm. Đừng nhìn hiện tại đám người đi, nhưng mọi người đều chú ý tới Diệp Quân Lâm tình huống. Biết Diệp Quân Lâm tạm thời không ngại, tất cả mọi người cảm thán Côn Luân công nghiệp dược tề lợi hại. Thương nặng như vậy thế vậy mà ngừng lại. Côn Luân công nghiệp dược tề lại một lần nữa trở thành toàn thế giới nhiệt nghị chủ đề. Liền Côn Luân công nghiệp cũng không có nghĩ đến thuốc của bọn họ sẽ khủng bố như vậy. Cứ việc Chu Tước mang tới dược tề đều là Côn Luân cấp cao nhất, nhưng bọn hắn có vô số thí nghiệm cùng lâm sàng số liệu. Tuyệt không có kinh khủng như vậy a. Chẳng qua bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn là làm dược tề lợi hại. Hai ngày này mọi người đều biết, Diệp Quân Lâm bên cạnh bọn họ trông coi người đâu. Không tốt xuống tay, cho nên báo thủ riêng cũng không có tới. Chẳng qua rất nhanh một đám khách không mời mà đến đi vào. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ cùng Thánh Kinh tổ chức những cường giả khác mấy trăm người cùng nhau đi vào. Lý Tử Nhiễm nhìn thấy bọn hắn, kích động mà hỏi, chẳng lẽ sư phụ lại có cái gì mới mệnh lệnh sao? Không có, chúng ta lần này tới, không phải tìm ngươi, là tìm hắn. Minh Tà Thần bọn hắn ánh mắt nhao nhao rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Diệp Quân Lâm theo chúng ta đi một chuyến đi, nguyên nhân chính ngươi cũng hẳn là đoán được. Minh Tà Thần cười cười. Hỏa Vân Tà Thần giống như không tại, muốn hay không? Những người khác tìm một vòng, tuyệt không nhìn thấy Hỏa Vân Tà Thần thân ảnh. Được rồi, mang Diệp Quân Lâm trở về là được, những người khác dâu ria. Minh Tà Thần nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, biết. Chúng ta dẫn hắn đi, không có ý kiến a. Minh Tà Thần lại nhìn về phía Lý Tử Nhiễm. Không có, sư phụ đối ta tốt như vậy, sẽ không làm khó trượng phu ta. Quân Lâm, ngươi cứ yên tâm đi cùng đi, có ta ở đây, sư phụ sẽ không tổn thương ngươi. Lý Tử Nhiễm đối Hắc Ám Thượng Đế vẫn là rất tín nhiệm. Diệp Quân Lâm cười cười, tốt, ta cùng bọn hắn đi. Dạng này mới đúng chứ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không muốn làm một chút không quan trọng phản kháng, tại trong mắt chúng ta. Người bây giờ rất yếu rất yếu. Minh Tà Thần cười. Hắn thấy. Diệp Quân Lâm chính là sợ, biết mình không có thực lực ứng đối, còn không bằng thỏa hiệp. Đúng a, không nói người bản thân bị trọng thương. Chính là ngươi không có cái gì sự tình, cũng không có cái gì dùng. Trong chúng ta bất luận một vị nào, ngươi cũng không là đối thủ. Cho nên nói ngươi chọn một cái thông minh cách làm. Ha ha. Đám người cười lớn. Diệp Quân Lâm liền như là dê đợi làm thịt. Tùy ý bọn hắn khi dễ, mang đi. Minh Tà Thần cảm thán một tiếng cảnh còn người mất a. 3 năm trước đây, bọn hắn tương đương với mời Diệp Quân Lâm. Nếu không phải khi đó Lý Tử Nhiễm tại Hắc Ám Thượng Đế trong tay, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Mà lại lấy hắn tính tình nóng nảy, đã sớm đánh. Tuyệt đối sẽ không nuông chiều bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao, Diệp Quân Lâm không thể không hướng hiện thực thỏa hiệp. Biết mình phản kháng vô dụng, cho nên căn bản đều không mang phản kháng một chút, dứt khoát tùy ý bọn hắn mang đi. Thời gian 3 năm không dài, nhưng đầy đủ đem một đầu vô địch thần long biến thành một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Bọn hắn tất cả mọi người đang cười. Đang lúc bọn hắn muốn rời đi thời điểm, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Thả người, nếu không các ngươi không thể rời đi nơi này. Nương theo lấy thanh âm, Kiếm Tà Thần bọn hắn từng cái xuất hiện. Thanh Long phân công là Kiếm Tà Thần những cường giả này thủ hộ tại Diệp Quân Lâm chung quanh, dù sao báo thủ riêng không ít. Là các ngươi a. Minh Tà Thần nhìn thấy mấy vị cố nhân, hắn cười. Các ngươi tránh ra đi, ta không sao. Lúc này Diệp Quân Lâm lên tiếng nói. Hắn cái này thật vất vả dẫn tới Hắc Ám Thượng Đế mắc câu, làm sao lại bỏ qua đâu. Vạn nhất để Kiếm Tà Thần bọn hắn phá hư. Lại tìm Hắc Ám Thượng Đế coi như khó tìm. Nhưng tại Kiếm Tà Thần trong lòng bọn họ, nhìn xem Diệp Quân Lâm có chút đau lòng. Thứ nhất, Diệp Quân Lâm thỏa hiệp, cái kia kiêu căng bướng bỉnh vương giả đổ xuống, hướng hiện thực cúi đầu. Thứ hai, Diệp Quân Lâm sợ bọn họ thụ thương, cố
cố ý để bọn hắn rời đi. Diệp Quân Lâm đều lúc này, còn tại che chở bọn hắn. Không được, chúng ta phải che chở ngươi, tuyệt không cho phép có người đem ngươi mang đi. Nhưng kiếm tà thần bọn hắn không nhường chút nào. Đúng, kiên quyết không thể nhường. Các lớn tà thần khí thế như cầu vồng, nhìn chòng chọc vào 18 lớn hắc ám thiên sứ. Diệp Quân Lâm càng như vậy, bọn hắn liền càng không thể để cho bọn hắn mang đi. Dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng. Diệp Quân Lâm cái này gọi một cái bất đắc dĩ. Nghĩ Lặng Yên bị trói đi đều khó như vậy. Tử vong thiên sứ, cản bọn họ lại. Minh tà thần ra lệnh một tiếng. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen, gánh vác màu đen kim loại cánh, khí thế bàng bạc, uy áp như núi. Mấy trăm cái tử vong thiên sứ xuất hiện, cùng một chỗ thẳng hướng kiếm tà thần bọn hắn. Tử vong thiên sứ là thánh kinh tổ chức tử sĩ. Lần này chuyên môn mang 100 số lượng tử vong thiên sứ. Trong lúc nhất thời, kiếm tà thần bọn hắn thật bị cuốn lấy. Mà 18 lớn hắc ám thiên sứ mang theo Diệp Quân Lâm lặng lẽ từ phía sau chạy đi. Đợi đến kiếm tà thần bọn hắn mở ra một con đường máu, đuổi theo thời điểm, nơi nào còn có Diệp Quân Lâm thân ảnh. 18 hắc ám thiên sứ mang theo Diệp Quân Lâm một đường phi nước đại, cấp tốc từ đại hạ rời đi. Sau đó không lâu, bọn hắn đem Diệp Quân Lâm đưa đến phương Tây Châu trên đại dương Bao La. Mênh mông vô bờ trên đại dương Bao La tọa lạc lấy một cái không người đảo nhỏ. Thánh kinh tổ chức hang ổ chính là ở đây. Đương nhiên cái này vẻn vẹn là một cái trong số đó. Hắc ám thượng đế cái này giảo hoạt lão hồ ly sẽ không đem hang ổ thiết lập tại một chỗ. Mà lại những năm này lợi dụng Lý Tử Nhiễm Nam Trinh Bắc Chiến, đánh xuống rất nhiều địa bàn. Đương nhiên hiện tại hắc ám thượng đế bản tôn chính là trên hòn đảo nhỏ này. Rất nhanh Diệp Quân Lâm được đưa tới trong căn cứ. Lớn như vậy địa phương, tọa lạc nước cờ cái vị trí. Phía trên nhất có một thân ảnh đứng. Đến rồi. Một thanh âm truyền đến. Hắc ám thượng đế, ta chờ không có nhục sứ mệnh. Đem Diệp Quân Lâm mang về. Minh tà thần bọn người cùng nhau hô. Rất tốt, các ngươi đều có công, ta sẽ khen thưởng các ngươi. Hắc ám thượng đế chậm rãi xoay người lại. Mang theo một khối bán thần bán ma mặt nạ, khí thế cường đại, bao phủ thiên địa. Đây là Diệp Quân Lâm lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám thượng đế bộ mặt thật. Nguyên lai gia hỏa này cũng là mang theo mặt nạ. Xem ra cũng là không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Không sai. Thánh kinh trong tổ chức, bao quát 18 lớn hắc ám thiên sứ chờ tất cả cao tầng, đều cho tới bây giờ chưa thấy qua hắc ám thượng đế bộ mặt thật. Bao quát hắc ám thượng đế đại đồ đệ cũng chưa bao giờ thấy qua hắc ám thượng đế bộ mặt thật. Nhưng duy chỉ có Lý Tử Nhiễm gặp một lần. Cũng là nàng tin tưởng hắc ám thượng đế mấu chốt lý do. Diệp Quân Lâm dò xét quan sát về sau, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Trước khi đến, hắn còn tại lo lắng, cái này hắc ám thượng đế sẽ không sẽ kinh khủng đến quá phận. Dù sao đã từng hắc ám thượng đế nói qua có thể mở ra hắc ám lao lung. Diệp Quân Lâm quan sát tỉ mỉ về sau, phát hiện hắc ám thượng đế so với Diệp Vô Đạo, Thiên Sách Thiếu Soái, Thiên Sách Phủ Tứ Đại Thần Tướng Chi Lưu mạnh hơn không ít. Hoàn toàn áp đảo những người này phía trên. Nhưng xa xa không có đến có thể mở ra hắc ám lao lung tình trạng. Nếu như hắc ám thượng đế nghĩ mở ra, sợ là cần phải mượn nó công cụ của hắn hoặc là bọn hắn trong miệng thần khí. Lại có là hắc ám lao lung ở bên ngoài căn bản có cơ quan. Cần phải luận thực lực, Diệp Quân Lâm tự tin có thể đem hắc ám thượng đế dây thành cặn bã. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Thần bảng thứ nhất lại như thế nào? Thần bảng đối Diệp Quân Lâm đến nói chính là vũ nhục. Trên 9 tầng trời thần là sẽ không tham gia phàm nhân bảng danh sách. Lúc này, hắc ám thượng đế từng bước một tới gần Diệp Quân Lâm, âm thanh lạnh lùng nói cho ta, là ai mở ra hắc ám lao lung. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm rõ ràng có thể cảm giác được hắc ám thượng đế hô hấp trì trệ. Rất rõ ràng nàng đang khẩn trương. Nghĩ biết là ai mở ra, lại cảm giác sợ hãi. Những người khác càng thêm sợ hãi, gần như đều muốn ngạt thở. Đáp án này đối bọn hắn đến nói quá trọng yếu. Diệp Quân Lâm cười cười nói, ai mở ra, là chính ta. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là một mặt bình tĩnh. Hiển nhiên không ai là tin hắn. Kéo cái gì đâu. Thực lực ngươi thường thường, làm sao có thể mở ra được hắc ám lao lung. Diệp Quân Lâm không phải ta không tin ngươi, mà là không có người so ta cũng biết hắc ám lao lung có bao nhiêu đáng sợ.
Người bị giam ở bên trong, nói thật, cho ngươi 1000 năm ngươi đều mở không ra. Hắc ám thượng đế có chút vội vàng sao động, thanh tuyến bỗng nhiên đè thấp, nói. Đến cùng là ai giúp ngươi mở ra hắc ám lao lung? Nói, mau nói ra tới, nếu không giết ngươi. Minh tà thần bọn hắn cũng đang uy hiếp. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười, ta đã sớm trả lời. Là ta tự đánh mình mở. Ngươi, thánh kinh tổ chức tất cả mọi người muốn chọc giận nổ. Diệp Quân Lâm thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Đều sắp chết đến nơi. Miệng còn như thế cứng rắn. Hắc ám thượng đế lên tiếng nói, ta có nghĩ qua là ngươi. Cho nên cố ý thiết kế đi kiểm tra thực lực của ngươi. Thậm chí tại vừa mới ngươi trước khi đến ta cũng nghĩ qua có thể là ngươi. Nhưng ta cẩn thận tra xét ngươi một phen. Thậm chí căn cứ này bên trong có mã nhã công nghiệp nhất dụng cụ tân tiến, đã sớm đối ngươi tiến hành quét hình phân tích kiểm tra. Ngươi không được. Ở thời đại này ngươi chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực. Khoảng cách ta đều kém cách xa vạn dặm đâu. Chớ đừng nói chi là mở ra hắc ám lao lung. Diệp Quân Lâm cười cười, mở ra hắc ám lao lung rất khó sao. Ngươi không phải cũng có thể mở ra sao? Diệp Quân Lâm sở dĩ nói như vậy, là nghĩ lời nói khách sáo, muốn biết hắc ám thượng đế làm sao có thể mở ra hắc ám lao lung. Hắc ám thượng đế hoàn toàn không có chú ý tới, cười lạnh nói thật. Hắc ám lao lung bên ngoài cũng không có chốt mở. Ta đây, bằng vào thực lực bản thân cũng mở không ra. Diệp Quân Lâm sững sờ. Thế nhưng là ta có địa đao nơi tay. Bằng vào ta đẳng cấp này thực lực tăng thêm thần khí địa đao miễn cưỡng có thể mở ra hắc ám lao lung. Hắc ám thượng đế lãnh ngạo không thôi. Nhìn ra Diệp Quân Lâm không hiểu. Hắc ám thượng đế cố ý giải thích nói, địa đao chính là cùng thiên kiếm nổi danh thần khí. Chỉ là thế nhân không biết mà thôi, hiện tại địa đao mới là toàn thế giới danh xứng với thực đệ nhất thần khí. Những người khác nói khoác nói. Diệp Quân Lâm cau mày, rất lợi hại phải không? Còn không phải một đầu ngón tay có thể đập nát đồ chơi. Diệp Quân Lâm phát hiện hiện tại người đơn thuần có bệnh. Đem từng kiện phế khí nói khoác phải lên trời xuống đất. Cái gì thần khí? Tất cả đều là sắt vụn. Mà lại Diệp Quân Lâm tiếp xúc qua thiên kiếm, hắn biết nếu như bị vây ở hắc ám lao lung bên trong, dù là lấy hắc ám thượng đế thực lực này, có được thiên kiếm địa đao ở bên trong cũng không có khả năng mở ra hắc ám lao lung. Sở dĩ hắc ám thượng đế có thể bằng vào địa đao miễn cưỡng mở ra hắc ám lao lung, đó là bởi vì hắc ám thượng đế ở bên ngoài. Hắc ám lao lung phía ngoài lời nói, nguyên nhân là hắc ám lao lung hai tầng vách tường kim loại ở giữa năng lượng chuyển di trang bị là không có tác dụng. Cái này năng lượng chuyển di trang bị chỉ có thể đem hắc ám lao lung bên trong vách tường kim loại nhận lực lượng chuyển di hóa giải, không đem ngoại tầng vách tường nhận lực lượng chuyển di hóa giải. Bởi vậy hắc ám thượng đế khả năng bằng vào địa đao ở bên ngoài mở ra. Hắc ám thượng đế mình cũng hiểu rõ một chút. Ở bên trong là không thể nào mở ra. Vậy hắn mẹ là thần tiên. Ở bên trong mở ra độ khó là phía ngoài gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Năng lượng chuyển di trang bị rất khủng bố. Bên trong là tuyệt không có khả năng mở ra, bên ngoài vẫn là có cơ hội mở ra. Hắc ám thượng đế mình có thể, hắn còn nghĩ tới mấy cái khả năng. Cho nên muốn đem Diệp Quân Lâm gọi tới hỏi một chút. Hắc ám thượng đế nói ra, chẳng qua ngươi nói hai ngón tay gõ nát thiên kiếm cường giả có thể mở ra. Hắn thậm chí có thể ở bên trong mở ra. Hắc ám thượng đế nói bổ sung, chẳng qua người kia ta cũng không biết là ai. Hắn hẳn là thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc phía sau thủ hộ thần. Diệp Quân Lâm ngươi nghe được đi, chỉ có hai ngón tay gõ nát thiên kiếm vị kia mới có thể làm đến ở bên trong mở ra hắc ám lao lung. Những người khác nếu muốn đánh mở, cũng chỉ có thể là ở bên ngoài mở ra. Bên trong mở ra độ khó là bên ngoài mở ra gấp trăm lần. Minh tà thần hô, muốn để Diệp Quân Lâm minh bạch sự thật này. Diệp Quân Lâm cười cười, đúng a, ta chính là cái kia hai ngón tay gõ nát thiên kiếm người. Phốc, đối với Diệp Quân Lâm loại này miệng lưỡi dẻo quẹo, không ai có thể tin. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Diệp Quân Lâm sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Lại không nói ra, ta lập tức giết người. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng Lý Tử Nhiễm đâu? Ta muốn giết chết nàng dễ như trở bàn tay. Hắc ám thượng đế cười lạnh. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi. Hắc ám thượng đế bọn hắn đều cười. Quả nhiên Diệp Quân Lâm uy hiếp là mọi người trong nhà của hắn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền bỏ qua các ngươi. Ta chỉ là tìm kiếm một đáp án thôi.
Người đối ta mà nói, giống như sâu kiến, giết ngươi không có chút nào thể nghiệm. Đây là Hắc Ám Thượng Đế trong lòng nói. Diệp Quân Lâm đối Hắc Ám Thượng Đế đến nói thật cùng bóp chết một con chuột một loại nhẹ nhõm. Mệnh của hắn thật không trọng yếu. Hắc Ám Thượng Đế chỉ muốn đạt được muốn biết. Ta đều nói là ta, các ngươi không tin a, cái này khiến ta làm sao bây giờ? Ta lâm thời biên một cái đi. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười. Tốt, người biên đi, biên một cái chúng ta đều sẽ tin. Hắc Ám Thượng Đế bọn hắn đều nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Bây giờ, Diệp Quân Lâm nói thật, không có người tin, nếu là biên một cái ngược lại đều sẽ tin. Các ngươi chờ một chút, ta ngẫm lại a. Kỳ thật đi, cứu ta chính là Thiên Sách Phủ người cầm lái Thiên Sách Thần Soái. Hắn bế quan du lịch thời điểm, vừa lúc đi ngang qua nơi nào, thuận tay đã cứu ta. Diệp Quân Lâm thật sự là tùy tiện kéo ra tới một người vật. Kéo tới Thiên Sách Phủ Thần Soái hay là bởi vì hai ngày trước vừa mới nghe người ta nói, Thiên Kiếm cái trước chủ nhân là Thiên Sách Phủ Thần Soái. Hắn bởi vì quá ỷ lại Thiên Kiếm, từ đó từ bỏ nó, đưa nó phong tại băng nguyên chỗ sâu. Cho nên hắn lâm thời đem Thiên Sách Phủ Thần Soái kéo ra tới. Làm sao biết hắn vừa nói ra Thiên Sách Phủ Thần Soái, Hắc Ám Thượng Đế thân thể lại đột nhiên run lên. Dưới mặt nạ trong cặp mắt kia để lộ ra vẻ phức tạp. Là hắn, quả nhiên là hắn, ta liền đoán được là hắn. Mất khống chế. Hắc Ám Thượng Đế triệt để mất khống chế. Liền Diệp Quân Lâm đều không nghĩ tới, hắn mẹ hắn tùy tiện nói ra tới một cái tên, Hắc Ám Thượng Đế điên. Chẳng lẽ liền trùng hợp như vậy? Vừa vặn nói đến Hắc Ám Thượng Đế đoán kết quả rồi. Là hắn, chính là hắn, không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua, ta cùng hắn chênh lệch vẫn như cũ như thế lớn. Khẳng định là hắn. Dựa theo thực lực của hắn mượn nhờ thần khí có thể ở bên ngoài nhẹ nhõm mở ra Hắc Ám lao lung. Mà lại thần khí cấp bậc không cần Thiên Kiếm Địa Đao loại này đỉnh cấp. Hắc Ám Thượng Đế nhìn xem 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ nói, các ngươi biết sao? Ta không dám vào đại hạ nguyên nhân chính là hắn a. Nguyên lai tưởng rằng đạt được Thiên Kiếm Địa Đao dung hợp được, ta liền có thể khiêu chiến hắn. Kết quả bị chấn bể. Những năm này ta lợi dụng Lý Tử Nhiễm khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, khắp nơi đánh xuống địa bàn, không ngừng mở rộng Thánh Kinh tổ chức thực lực. Muốn đem thế giới một mực điều khiển ở trong tay chính mình. Bây giờ thế giới 1/3 thế lực đều tại Thánh Kinh tổ chức trong khống chế. Ta tấp nập tăng cường mình, không phải liền là vì có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Lần nữa tiến vào đại hạ sao? Thế nhưng là hắn vậy mà mở ra Hắc Ám lao lung rồi. Hắn là tay không mở ra, vẫn là mượn nhờ vũ khí gì mở ra. Hắc Ám Thượng Đế điên. Diệp Quân Lâm lại mắt trợn tròn. Hắc Ám Thượng Đế cùng Thiên Sách Phủ Thần Soái từng có hướng a. Uy, ngươi đến cùng thân phận gì a? Diệp Quân Lâm hỏi. Trước kia Diệp Quân Lâm cảm thấy Hắc Ám Thượng Đế là nước ngoài. Nhưng hôm nay hắn tựa hồ có chút minh bạch, gia hỏa này là đại hạ. Còn cùng Thiên Sách Phủ Thần Soái quan hệ không ít. Làm đây hết thảy vậy mà đều là cùng hắn có quan hệ. Hắn càng là không nghĩ tới Thánh Kinh tổ chức vậy mà đã trưởng khống thế giới 1/3 thế lực. Đây cũng quá đáng sợ. Thánh Kinh tổ chức uy hiếp gần với chư thần phòng thí nghiệm đi. Cái này Hắc Ám Thượng Đế có lai lịch lớn. Hắc Ám Thượng Đế dường như nhớ tới cái gì, cảnh giác nhìn xem Diệp Thanh Gió. Ngươi muốn làm gì, thân phận của ta cũng là ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm sao. Hắc Ám Thượng Đế lập tức nói. Những người khác cũng nhao nhao cúi đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng muốn biết Hắc Ám Thượng Đế thân phận. Diệp Quân Lâm cười cười nói, tốt, không quan trọng. Không muốn nói ta còn không muốn biết, hiện tại ta cho ngươi biết, các ngươi muốn xử trí ta như thế nào. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ trung lập ngựa có người nói, giết đi, ta nhịn hắn thật lâu. Đúng, giết đi, 3 năm trước đây ta liền nhịn hắn. Chấm. Có không ít người đối Diệp Quân Lâm vẫn là hận. Sớm đối với hắn tùy tiện nhẫn nại thật lâu. Đã sớm muốn giết. Diệp Quân Lâm yên lặng ghi lại những người này. Minh Tà Thần nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt, vẫn là thả hắn trở về đi. Chúng ta đã biết mình muốn. Giết hắn không cần thiết. Thời khắc này Diệp Quân Lâm trong mắt hắn, không có chút nào giá trị. Hắn đều chẳng muốn đi giết. Đúng a, cũng không phải trước kia Diệp Quân Lâm, hắn hiện tại muốn giết cứ giết. Ta đều chẳng muốn động thủ. Đúng vậy a, còn không bằng thả hắn trở về. Diệp Quân Lâm cừu ra cũng không ít đâu, để hắn lãnh hội thời đại này tàn khốc đi. Còn có hắn đã bị mã nhã công nghiệp vũ khí làm bị thương,
chết là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại giết chết hắn ngược lại tiện nghi hắn. Chấm. Có không ít người cảm thấy hẳn là thả đi Diệp Quân Lâm. Chấm. Thế nhưng là trực tiếp giết hắn, chúng ta không phải càng sảng khoái hơn sao? Đúng, giết hắn, dù là hắn lại không có thế lực, nhưng cái này người có tâm cơ, có thủ đoạn, nói không chừng sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta. Chấm. Thế là đám người này chia hai đợt, mãnh liệt thảo luận Diệp Quân Lâm hẳn là chết vẫn là sống. Đôi bên làm cho túi bụi. Phảng phất bọn hắn là người chấp trưởng loại quyền sinh sát như thần. Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định Diệp Quân Lâm chết sống. Cảm giác này Diệp Quân Lâm liền như là thí nghiệm chuột bạch đồng dạng. Mặc người đùa bỡn, tùy thời bị giết. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn cãi lột, hắn xác thực vui. Lúc nào sinh tử của hắn đến phiên một đám gà đất chó sành làm chủ rồi. 3 năm trước đây không thể như thế, 3 năm sau càng không có người có thể trưởng khống a. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cảm thấy rất thú vị, không có đi đánh gãy. Nhìn xem một đám yếu gà quyết định sinh tử của mình, chưa chắc không phải chuyện lý thú một kiện. Hai nhóm người tranh đến đầu rơi máu chảy, cũng bắt đầu xuất hiện khác nhau. Thấy Diệp Quân Lâm đều lòng ngứa ngáy, muốn gia nhập. Hắn cảm thấy hẳn là giết chết mình a. Chấm. Đang lúc mọi người làm cho lửa nóng thời điểm, hắc ám thượng đế thanh âm vang lên, đủ. Đều chớ quấy rầy. Mọi người đều dừng lại, nhao nhao nhìn xem hắc ám thượng đế. Đang chờ hắc ám thượng đế quyết sách. Tốt, hắc ám thượng đế hết thảy đều ngài đến quyết định. Diệp Quân Lâm chết hoặc là sống, ngài đến quyết định. Mọi người toàn bộ mong đợi nhìn xem hắc ám thượng đế. Hắc ám thượng đế cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Muốn giết Diệp Quân Lâm, nhưng lại không muốn giết. Rất là mâu thuẫn. Ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra quyết định. Không bằng trước tiên đem Diệp Quân Lâm giam lại a, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Hắc ám thượng đế nói. Đừng a, mọi người nhao nhao phản đối. Đều nghĩ lập tức làm ra quyết sách tới. Minh tà thần đề nghị, không bằng như vậy đi. Chúng ta bỏ phiếu đến quyết định đi. Phiếu nhiều đến quyết định Diệp Quân Lâm sinh tử. Đồng ý, bỏ phiếu đi, công bằng công chính. Một bên khác cũng nhao nhao đồng ý. Hắc ám thượng đế lộ ra nụ cười. Bỏ phiếu quyết định sinh tử của một người, thật sự là kích động a. Thánh kinh tổ chức những thành viên này từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đem Diệp Quân Lâm sinh tử xem như trò chơi. Thử ngẫm lại, quyết định một cái ngày xưa vương giả sinh tử, không phải liền là rất kích động sao? Liền hắc ám thượng đế vừa rồi vẻ lo lắng cũng là quét sạch, tích cực tham dự vào. Tốt, ta tới làm phán định, ta đến thống kê số phiếu. Hắc ám thượng đế cao giọng nói. Mọi người nhao nhao tại trên tờ giấy viết xuống đáp án của mình, chết hoặc là sống. Trừ hắc ám thượng đế bên ngoài, tòa này đảo nhỏ vô danh trong căn cứ tổng cộng có 4,323 người. Trong đó có thánh kinh tổ chức hạch tâm thành viên, còn có nô lệ người hầu vân vân. Hắc ám thượng đế làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào. Mọi người đều có cơ hội bỏ phiếu, đều có cơ hội quyết định Diệp Quân Lâm sinh tử. Dạng này thật sự là quá kích thích chơi thật vui. Không hề từ bỏ phiếu nói chuyện, cho nên sống hay là chết là có thể phân ra đến. Diệp Quân Lâm đứng ở nơi đó, không nói một lời, chờ lấy bọn hắn bỏ phiếu quyết định. Hắn liền tựa như cái mặc người đùa bỡn nô lệ đồng dạng. Trở thành bọn hắn trò chơi niềm vui thú. Tính mạng của hắn chỉ là cung cấp người ta vui đùa công cụ. Tốt, bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Hắc ám thượng đế hô to một tiếng. Tất cả phiếu đều hội tụ đến cùng một chỗ. Hắc ám thượng đế bắt đầu hô to. Chết một phiếu, sống một phiếu, chấm. Hắc ám thượng đế lộ ra rất hưng phấn, hơn 4.000 tấm phiếu một tấm đi đọc lên tới. Bên cạnh có người tại thống kê số phiếu. Sống hay là chết số phiếu cơ hồ là ngang hàng dâng lên. Nhìn không đến cuối cùng, tuyệt đối không biết Diệp Quân Lâm sau cùng vận mệnh là như thế nào. Diệp Quân Lâm vẫn không có lên tiếng, sắc mặt không hề bận tâm. Căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Ở những người khác xem ra, Diệp Quân Lâm hơn phân nửa là đã bỏ đi, mặc người chém giết. Đây chính là Diệp Quân Lâm sao? Năm đó thế nhưng là có thể cùng chư thần phòng thí nghiệm chống lại nam nhân A. Một người đem chư thần phòng thí nghiệm làm cho sứt đầu mẻ chán. Hiện tại làm sao luân lạc tới sinh tử đều từ người khác đến quyết định rồi. Trước khác nay khác A. Diệp Quân Lâm hắn cũng là không có cách nào A. Nếu như hắn thực lực đầy đủ mạnh,
đến phiên chúng ta quyết định sinh tử của hắn sao? Chúng ta không phải chết sớm rồi. Hiện tại hắn hoàn toàn không có thực lực đối kháng, chỉ có thể để chúng ta đến quyết định sinh tử. Chấm. Ném xong phiếu một ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười. Ngây thơ à. Thật sự là ngây thơ à. Hiện tại Diệp Quân Lâm thật đúng là yên tĩnh à. Một câu đều không nói. Đi qua kia bạo tính tình đâu. Đúng à, 3 năm trước đây ta nhớ được đánh tới tổng bộ đến thời điểm, trực tiếp muốn cùng Hắc Ám Thượng Đế đánh, yêu cầu giao ra Lý Tử Nhiễm à. 5 tháng không tha người à. Hắn đều biến thành dạng này. Chấm. Đủ loại trào phúng âm thanh tiếp tục. Bỏ phiếu cũng tại tiếp tục. Hắc Ám Thượng Đế đọc lấy phiếu, càng ngày càng hưng phấn. Thật lâu không có dạng này kích động qua. Loại này quyết định người sinh tử trò chơi, khẩn trương đến để mỗi người gần như nín thở ngưng thần, gần như đều muốn ngạt thở. 1.000 phiếu. 2.000 phiếu. 3.000 phiếu. Chấm. 4.000 phiếu. Chấm. Rốt cục tất cả số phiếu đều thống kê xong. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Hắc Ám Thượng Đế. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Giờ khắc này mới là khẩn trương nhất. Diệp Quân Lâm cũng rất chờ mong kết quả cuối cùng. Dù sao đây là quyết định vận mệnh thời khắc A. Hắc Ám Thượng Đế đều lau mồ hôi lạnh, hắng giọng một cái nói, kết quả sau cùng là 2,285 người lựa chọn Diệp Quân Lâm chết. Cho nên, Diệp Quân Lâm chết, đây chính là sau cùng thẩm phán kết quả. Chấm. Tốt. Ha 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 ha. Chúng ta thắng, Diệp Quân Lâm phải chết. Lựa chọn Diệp Quân Lâm chết kia bộ phận bắt đầu hoan hô lên. Về phần Minh Tà Thần đám người sắc mặt có chút ảm đạm. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn Diệp Quân Lâm nhận hết tra tấn, chậm rãi chết đi mới là thích nhất nhanh. Các ngươi lựa chọn chết là A. Rất tốt, vậy thì chết đi. Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên. Một tiếng này đem ở đây tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng. Lúc đầu phi thường náo nhiệt giữa sân lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Diệp Quân Lâm nụ cười rất quỷ dị, thấy mọi người rùng mình. Trong mọi người tâm chỗ sâu sợ hãi đều bị cong lên. Phảng phất trước mắt Diệp Quân Lâm là cái ác ma. Dù là Hắc Ám Thượng Đế tại thời khắc này cũng cảm nhận được một cỗ giá rét thấu xương. Kia là nhất thuần nát sát ý. Liền Hắc Ám Thượng Đế cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng một cái kẻ như run rế, hiện tại thế nào thấy không giống. Mà Diệp Quân Lâm câu nói này rất đơn giản. Bọn hắn bỏ phiếu ném ra đến tử quyết định này. Nhưng cái này chết không phải đối với hắn, mà là đối Hắc Ám Thượng Đế bọn hắn hơn 4.000 người. Nguyên lai Diệp Quân Lâm một mực trầm mặc đang chờ kết quả, là ý tứ này. Để chính bọn hắn bỏ phiếu quyết định vận mệnh của mình. Chính bọn hắn ném ra chết, lựa chọn mình chết. Bọn hắn nguyên lai tại cho mình bỏ phiếu. Cấp cao thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện. Tất cả mọi người đem Diệp Quân Lâm xem như con mồi, bắt hắn tới chơi bỏ phiếu trò chơi, quyết định sinh tử. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn hắn bỏ phiếu hơn 4.000 người mới thật sự là con mồi, chân chính thợ săn một mực chờ đợi chính bọn hắn bỏ phiếu. Oanh! Minh bạch đây hết thảy về sau, tất cả mọi người lưng phát lạnh, tê cả ra đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn mới là con mồi. Bọn hắn vừa mới quyết định sinh tử của mình. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười cười nói, chết là chính các ngươi bỏ phiếu ném ra đến, nhưng không trách được ta à. Diệp Quân Lâm nụ cười cùng tử thần. Thấy trong lòng mọi người rụt rè, toàn thân đều đang run rẩy. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được tử vong. Nhưng một lát sau, Hắc Ám Thượng Đế phản ứng đầu tiên. Ngươi quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh, chí ít có thể mê hoặc nhân tâm. Ngươi là luyện một điểm thuật pháp huyễn thuật A. Hắc Ám Thượng Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói. Vừa mới bọn hắn tạm thời thất thần cùng sợ hãi, Hắc Ám Thượng Đế cho rằng không phải Diệp Quân Lâm có thể làm đến. Lấy thực lực của hắn cùng sâu kiến không khác. Căn bản không thể nào làm được để bọn hắn sợ hãi tình trạng. Khả năng duy nhất tính chính là Diệp Quân Lâm sử dụng thuật pháp, để bọn hắn sinh ra sợ hãi. Trừ cái đó ra, mọi người nghĩ không ra khác. Kinh Hắc Ám Thượng Đế một nhắc nhở như vậy, mọi người trong lòng vẻ lo lắng quét sạch, cũng đều không sợ. Nguyên lai vừa mới là Diệp Quân Lâm dùng huyễn thuật, trách không được hắn đáng sợ như vậy, đem tất cả mọi người hù đến.
mọi người còn tưởng rằng là Diệp Quân Lâm thật sự có thực lực này. Ha ha, cái này Diệp Quân Lâm vẫn có chút bản lãnh. Mặc dù thực lực ở thời đại này là trung đẳng, nhưng là các ngươi mọi người vừa đều nhìn thấy, tiểu tử này dùng một điểm huyễn thuật liền hù dọa chúng ta. Thủ đoạn hắn nhiều nữa đâu, nếu như tiếp tục giữ lại, hắn tuyệt đối là cái uy hiếp cực lớn. Cho nên đề nghị của ta là đúng, liền phải giết chết hắn. 18 lớn hắc ám thiên sứ chủ trương muốn giết chết Diệp Quân Lâm vị kia nói. Hắn là 18 lớn hắc ám thiên sứ bên trong đại thiên sứ, cũng là 18 người bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Cũng là một vị thần bảng cường giả. Vẫn là xếp tại thứ 10. Đáng sợ chiến lực để Kỳ Lân, Thanh Long bọn hắn đều muốn ngước nhìn. Gần như muốn cùng Diệp Vô Đạo chi lưu ngang hàng. Lần này liên minh tà thần bọn hắn cũng nhao nhao gật đầu, xác thực. Lần này đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn toàn. Diệp Quân Lâm xác thực muốn giết. Nếu như lần này thả hắn trở về, chưa chừng gia hỏa này sẽ không đem chúng ta cơ mật để lộ ra đi. Xác thực nên giết. Chấm. Liên hắc ám thượng đế đứng ra, cũng gật gật đầu, Diệp Quân Lâm cái này nhân tâm cơ quá sâu. Các ngươi dù là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, lại không nhất định đấu qua được hắn. Mạnh mẽ hơn ta thật sao? Diệp Quân Lâm cười cười. Hắn đột nhiên giơ lên nắm đấm, đấm ra một quyền. Một quyền này Diệp Quân Lâm vung phải không có dấu hiệu nào, bất kỳ người nào đều không có kịp phản ứng. Đứng tại phía trước nhất đại thiên sứ đứng mũi chịu sào, hắn võng mạc bên trên nắm đấm bao phủ. Trực tiếp mắt trợn tròn. Diệp Quân Lâm một quyền này như trọng pháo ra khỏi nòng, đánh vào đại thiên sứ ngực. Oanh! Một tiếng ngột ngạt thế nào vang, trong mắt mọi người đại thiên sứ thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn xương máu. Xoẹt. Xương máu vẩy ra, quanh mình trên mặt tất cả mọi người trên thân đều bị nóng hổi máu tươi bắn tung tóe. Mắt trợn tròn. Minh tà thần mắt trợn tròn. Hắc ám thiên sứ nhóm mắt trợn tròn. Ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mỗi người đứng ở nơi đó, giống như cái xác không hồn. Bao quát hắc ám thượng đế cũng sửng sốt. Không thể tưởng tượng nổi. Khủng bố như vậy. Phá vỡ hết thảy. Chấm. Diệp Quân Lâm giết một người bình thường không? Bình thường. Diệp Quân Lâm đem người một quyền nện thành xương máu bình thường không? Cũng bình thường. Dù sao Diệp Quân Lâm không phải người bình thường, hắn yếu hơn nữa, cũng ở thời đại này là trung đẳng cường giả. Thế nhưng là vừa mới Diệp Quân Lâm một quyền nện thành xương máu chính là 18 lớn hắc ám thiên sứ bên trong mạnh nhất đại thiên sứ, chiến lực của hắn có thể đứng vào thần bảng trước 10. Thần bảng trước 10 là khái niệm gì? Thời đại này đỉnh tiêm chiến lực A. Trước 10 Lý Tử Nhiễm trở thành sát nhân ma đầu, cuối cùng vẫn là nhiều người như vậy vây quét mới cầm xuống. Nhất là so sánh Diệp Quân Lâm trung đẳng thực lực, đây tuyệt đối là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Chỉ có như vậy cường giả, lại bị Diệp Quân Lâm một quyền oanh thành xương máu. Sức chiến đấu cỡ này, bị truyền đi. Diệp Quân Lâm tối thiểu phải xếp tới thần bảng trước 3A. Chấn kinh. Quá khiếp sợ. Đến mức tất cả mọi người chậm thẫn thờ. Hắc ám thượng đế trong mắt trừng lớn, đôi mắt bên trong tràn đầy tan không ra chấn kinh. Đây quả thực là một kiện trái ngược lẽ thường sự tình. Chuyện không thể nào. Diệp Quân Lâm làm sao lại như vậy? Không nói đến thực lực của hắn dừng lại tại 3 năm trước đây, hoàn toàn bị hiện tại đào thải. Hắn hiện tại còn bị đâm 100 đao, vẫn là mã nhã công nghiệp đặc thù vũ khí, hắn thực lực giảm đi nhiều. Ở đây hơn 4.000 người. Đoán chừng hơn đều có thể đánh giết Diệp Quân Lâm. Chỉ có như vậy Diệp Quân Lâm lại một quyền đem Đại Thiên Sứ đánh nổ. Làm sao có thể? Không tin. Không người nào nguyện ý tin tưởng. Phảng phất hết thảy trước mắt đều là mộng cảnh đồng dạng. Nhưng máu trên mặt dịch là nóng hổi. Đại Thiên Sứ tại chỗ biến mất cũng là tận mắt nhìn thấy. Dường như đây chính là sự thật. Kế tiếp. Oanh. Không đợi đám người phản ứng. Diệp Quân Lâm lại một quyền đánh vào 18 lớn hắc ám thiên sứ lão nhị, hai ngày làm trên thân. 3. Tựa như là một cái trái dưa hấu bị nổ tung, màu đỏ chất lỏng vẩy ra. Kế tiếp. Oanh. Tam thiên sứ bị đánh nổ. Chấm. 4 thiên sứ. 5 ngày làm. Chấm. 8 ngày làm. Rất nhanh bát đại thiên sứ bị Diệp Quân Lâm đánh nổ. Mỗi người đều là một quyền giải quyết, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Một quyền phía dưới, hắc ám lao lung đều phá ra được. Chớ nói chi là những cái này yếu gà phế vật. Còn không phải một quyền một cái.
máu tươi bắn tung tóe phải căn cứ khắp nơi đều là, gai mũi mùi máu tươi để người buồn nôn. Chấm. A. À. Kịp phản ứng đám người chạy trốn tứ phía, nhìn xem Diệp Quân Lâm tựa như là đang nhìn ma quỷ. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Máu tươi vẩy ra. Có chút cường giả đã bắt đầu phản kích. Kia là vô ý thức phản ứng. Phốc. Phốc. Chấm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm trọng quyền xuất kích, từng quyền đem địch nhân trước mắt đánh nổ. 18 lớn hắc ám thiên sứ thay nhau xuất kích. Có thể lên một cái chết một cái. Thân thể nổ tung, bạo thành xương máu, cái gì đều không thừa dưới. Trừ Minh Tà Thần mấy người bên ngoài, còn lại 18 lớn hắc ám thiên sứ toàn bộ bị đánh không có. Chấm. Diệp Quân Lâm căn bản không phải 3 năm trước đây thực lực. Hắn siêu cấp cường đại. Hắn căn bản không phải thụ thương dáng vẻ. Mã Nhã công nghiệp vũ khí đối với hắn vô dụng. Chấm. Mọi người nhao nhao la lớn. Hắc ám thượng đế lúc này cũng dần dần kịp phản ứng. Oanh. Trong đầu hiện lên một cái hoang đường đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ nói. Phía trước chẳng lẽ Diệp Quân Lâm nói đều là thật. Hắc ám lao lung là hắn mở ra. Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắc ám thượng đế lắc đầu liên tục, căn bản không tin tưởng sự thật này. Tuyệt không loại khả năng này. Hắn đều nói là thiên sách phủ thần soái cứu. Như vậy nhất định là hắn. Về phần Diệp Quân Lâm thực lực khủng bố. Hắc ám thượng đế phán định khẳng định là Diệp Quân Lâm nhận thiên sách phủ thần đẹp trai trợ giúp, mới lấy tăng lên, không đến mức dừng lại tại 3 năm trước đây. Nguyên lai Diệp Quân Lâm một mực đang ẩn tàng, hắn lừa gạt toàn thế giới. Giết hắn. Kịp phản ứng hắc ám thượng đế lập tức hạ lệnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Không tin. Không tin. Đánh chết hắc ám thượng đế cũng không tin. Hắc ám thượng đế chỉ cảm thấy Diệp Quân Lâm thực lực nhiều nhất là đến từ thiên sách phủ thần soái. Cùng hắn tự thân quan hệ không lớn. Hắc ám thượng đế tin tưởng đơn giản kiểm tra liền có thể đo ra tới, Diệp Quân Lâm phải chăng cùng nam nhân kia có quan hệ không có. Lên, nhanh lên, lên. Thánh kinh tổ chức các cao thủ tại nhận được mệnh lệnh về sau, đều cùng biến thành người khác đồng dạng. Ánh mắt trống rỗng, chỉ có sát ý. Bọn hắn lúc đầu chạy tứ phía, nhưng giờ phút này toàn bộ hóa thành tử sĩ thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Còn có số lớn tử vong thiên sứ đánh tới. Cơ đặc chế kim loại cánh. Hung thần ác sát. Oanh. Nhưng một giây sau, một cái tử vong thiên sứ liền bị Diệp Quân Lâm một phát bắt được. Xoẹt. Diệp Quân Lâm vậy mà mạnh mẽ đem tử vong thiên sứ cùng thể xác dung hợp kim loại cánh mạnh mẽ rút ra. Ách ha! Chấm! Cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu toàn bộ đảo nhỏ. Một cây. Hai cây. Ba cây. Chấm! Tử vong thiên sứ kim loại cánh vậy mà toàn bộ bị Diệp Quân Lâm rút ra. Tử vong thiên sứ phía sau tất cả đều là huyết động, máu tươi cốt cốt bốc lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vị kế tiếp. Chấm! A. A. Chấm. Từng vị tử vong thiên sứ tại Diệp Quân Lâm trước mặt không có sức đánh trả chút nào, cho dù là bọn họ đều bị người thao túng, nhưng cũng là có thể cảm nhận được đau khổ. Một cái. Hai cái. Chấm. Mười cái. Chấm. Một trăm cái. Chấm. Tám trăm cái. Chấm. Tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng cái này mặc người chém giết ngày xưa vương giả, bây giờ vẫn như cũ đỉnh phong. Trong tay hắn không có sức đánh trả chút nào. Một quyền. Mặc cho người các loại thiên sứ có bản lĩnh ngất trời, đủ loại công pháp. Nhưng Diệp Quân Lâm chính là một quyền. Có đôi khi, sẽ còn đem các thiên sứ mạnh mẽ xé rách. Không địch lại. Căn bản không địch lại. Chết người càng ngày càng nhiều, đứng người càng ngày càng ít. Minh Tà Thần bọn hắn thỉnh thoảng phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhìn xem Diệp Quân Lâm, bọn hắn tâm đã lạnh một nửa. Vốn cho là Diệp Quân Lâm có thể bị bọn hắn nắm đến xít sao. Muốn làm sao bài bố liền làm sao bài bố, có ai nghĩ được hắn vậy mà kinh khủng như vậy. Chấm. Trong chớp mắt, hơn 4.000 người đã có một nửa người đổ xuống. Nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Máu tươi bôi một tầng lại một tầng. Chấm. 1.000 người lại hết rồi. Chỉ còn lại 1.000 người. Từng cái hoảng sợ nhìn xem Diệp Quân Lâm, cũng không dám tiến lên. Cho dù là bọn họ đều bị người khống chế, từng cái chính là tử sĩ. Nhưng trong tiềm thức bọn hắn ý thức được trước mắt người này như là ma thần, căn bản không thể gây. Cho nên bọn hắn đều sợ.
không nhìn Hắc Ám Thượng Đế mệnh lệnh, hung hăng đang lùi lại. Hắc Ám Thượng Đế cũng chấn kinh a. Nghĩ kiểm tra Diệp Quân Lâm cái này một thân thực lực là không cùng Thiên Sách Phủ Thần Soái có quan hệ, thật không nghĩ đến chính là Diệp Quân Lâm đấu pháp đơn giản thô bạo đến không có bất kỳ cái gì kỹ xảo công pháp có thể thấy được. Chính là rất đơn giản một quyền đem đối phương đánh nổ. Bằng vào là tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng mạnh nhất. Nhất là Diệp Quân Lâm đến cảnh giới này về sau, hết thảy đều trở lại nguyên trạng. Chỉ thế thôi. Căn bản nhìn đoán không ra có gì công pháp, có người nào cái bóng. Tuyệt vọng a. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm Hắc Ám Thượng Đế, cười lạnh nói, đến lượt ngươi thử xem. Không biết vì sao, giờ khắc này, Hắc Ám Thượng Đế có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Dường như Diệp Quân Lâm so Hắc Ám Thượng Đế trước đó gặp phải mỗi một cái đối thủ đều cường đại. Đương nhiên vẻn vẹn một loại cảm giác. Hắc Ám Thượng Đế sẽ không để ý. Tốt, Diệp Quân Lâm đã dạng này, liền để ta đo lường một chút ngươi cường đại cỡ nào. Hắc Ám Thượng Đế phát ra một tiếng ầm ầm, Hắc Ám Thượng Đế trên thân sức mạnh đáng sợ như vỡ đê, hoàn toàn bộc phát. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đảo ngược, toàn bộ hải vực đều đang sôi trào, thậm chí quanh mình mấy cái quốc gia đều cảm nhận được cái này bá đạo khí thế mãnh liệt, đều chấn kinh đến giống như chưa từng có được chứng kiến mạnh như vậy người ra tay. Đây tuyệt đối là phương Tây Châu từ trước tới nay mạnh nhất một lần ra tay. Đến cùng là cái gì cường giả? Nhưng mà đáng sợ khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên. Hắc Ám Thượng Đế trên thân bộc phát ra một đoàn khí lưu màu đen, đem nơi này tràn ngập. Nháy mắt nơi này lâm vào hắc ám bên trong. Phảng phất mặt trời biến mất. Một cỗ chí âm chí ám khí tức che khuất bầu trời, tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Mồ hôi lạnh ứa ra. Hàn khí xâm nhập. Bên tai truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Phảng phất vô số oan hồn tại trầm thấp thút thít. Trước mắt càng là hiện ra núi thây biển máu cảnh tượng. Giờ khắc này như lâm địa ngục. Trong mọi người tâm toát ra hoảng sợ nhất một mặt đến. Đáng sợ. Khủng bố. Hắc Ám Thượng Đế lần thứ nhất thi triển toàn bộ thực lực. Minh Tà Thần bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Chưa từng có dạng này một khắc. Hắc Ám Thượng Đế sẽ dốc toàn lực bộc phát. Bọn hắn càng không nghĩ đến qua Hắc Ám Thượng Đế sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Lần thứ nhất nhìn thấy toàn lực Hắc Ám Thượng Đế là dạng gì. Cả đời này đều biết đủ. Không hổ là tự tay đánh tan chư thần phòng thí nghiệm tồn tại. Không hổ là thần bảng đệ nhất. Đối mặt cường đại như thế Hắc Ám Thượng Đế, Diệp Quân Lâm cảm giác có chút hứng thú. Trước đó tất cả mọi người quá yếu. Cái gì thần bảng cường giả? Cái gì Diệp Vô Đạo Thiên Sách Thiếu Soái Chi Lưu? Đều là cặn bã. Diệp Quân Lâm căn bản đề không nổi giết hứng thú của bọn hắn. Dù sao người ai sẽ để ý một con trên đất con kiến. Nhưng bây giờ Hắc Ám Thượng Đế thể hiện ra toàn bộ thực lực, có một chút điểm câu lên hứng thú của hắn. Xuy. Tại mọi người đôi mắt bên trong, Hắc Ám Thượng Đế chậm rãi rút ra một cái toàn thân u ám trường đao đến. Địa đao. Cùng thiên kiếm nổi danh địa đao. Địa đao vừa ra tới. Hắc Ám Thượng Đế khí thế càng ngày càng mạnh, phảng phất tạo nên một cái cửu u địa ngục đến. Uy lực gấp bội, toàn bộ hải vực đều biến thành địa ngục. Chung quanh mấy cái quốc gia chấn kinh. Đây là cỡ nào cường giả? Cái này. Địa đao Minh Tà Thần bọn hắn cũng là nghe nói, hôm nay lại lần thứ nhất nhìn thấy. Uy lực kinh người đến loại tình trạng này. Thiên kiếm là mặt trời chói chang trên không, địa đao thì là u minh địa ngục. Đồng dạng khủng bố, đồng dạng đáng sợ, nhưng mấu chốt chính là Hắc Ám Thượng Đế đã không biết đạt được địa đao bao lâu. Hắc Ám Thượng Đế cùng địa đao đã hoàn thành dung hợp. Hiện tại tạo nên động tĩnh to lớn, là Hắc Ám Thượng Đế cùng địa đao hợp thể sau uy lực. Hắc Ám Thượng Đế sức chiến đấu khủng bố tăng vọt. Một lần đột phá đến một cái cảnh địa khác. Cái này nhưng so sánh thiên kiếm mạnh hơn. Thiên sách thiếu soái vẻn vẹn đạt được thiên kiếm. Nhưng không có hoàn toàn điều khiển thiên kiếm, còn kém xa lắm đâu. Cho nên hiện tại điều khiển địa đao Hắc Ám Thượng Đế khủng bố tuyệt luân. Nếu như ở bên ngoài, người có thể bổ ra Hắc Ám lao lung. Diệp Quân Lâm khen ngợi gật đầu. Tốt, Diệp Quân Lâm để ngươi kiến thức hạ, bổ ra Hắc Ám lao lung địa đao là loại nào khủng bố. Để ngươi xem một chút đệ nhất thế giới thần khí là cái gì uy lực. Nhìn xem thiên sách phủ thần đẹp trai đệ tử có thể hay không tiếp được một kích này.
Hắc ám thượng đế như là chúa tể thế giới ma thần. Tới đi, tới đi. Dù sao loại này thần khí ta đều đập nát qua một kiện. Diệp Quân Lâm cười cười. Đột nhiên xuất kích. Một quyền nện ở địa đao phía trên. Răng rắc. Chấm. Kim loại vỡ vụn thanh âm rất mỹ diệu. Nhất là tại lúc này. Càng là dễ nghe. Oanh. Lập tức liền trời đất sụp đổ động tĩnh to lớn. Không trung mây triệt để bị đẩy ra, hình thành một cái bán kính chí ít hơn vạn mét khí lãng vòng tròn. Đột nhiên khuếch tán. Đáng sợ vòng khí tiếp tục khuếch tán, không trung tất cả sinh vật đều gặp vỡ nát hủy diệt. Đảo nhỏ vị trí hải vực nước biển mạnh mẽ bị đuổi tản ra ra, lộ ra dưới đáy tới. Quanh mình bến cảng bên bờ lại dẫn phát biển gầm một loại khủng bố tràng cảnh. Chấm. Một quyền này đi xuống uy lực cũng quá lớn. Giờ khắc này, thậm chí quanh mình mấy cái quốc gia thông tin tin tức toàn bộ chịu ảnh hưởng. Cơ trạm mất linh, lưới điện tê liệt. Rất nhiều khoa học kỹ thuật đều mất linh. Nửa cái phương Tây Châu lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Cũng bởi vì một quyền. Người không biết cho là có cái kia thế lực tổ chức phát minh ra phá hủy tính vũ khí. Xưa nay chưa từng có cường đại. Bây giờ cái này thời đại, cái gì cường giả, cái dạng gì vũ khí mọi người chưa thấy qua. Có thể để nửa cái phương Tây Châu nháy mắt tê liệt vũ khí có 102. Không có khả năng. Dạng này cường giả cũng không có. Không. Có một lần tính. Thiên kiếm khi xuất hiện trên đời đợi cái kia hai ngón tay gõ nát thiên kiếm cường giả. Hắn có thể. Trừ cái đó ra, không có. Hiện tại động tĩnh này cũng quá lớn đi. Nhưng đây không phải cái gì vũ khí mới sinh ra, vẻn vẹn cũng là bởi vì Diệp Quân Lâm một quyền sinh ra dư uy. Trên đảo nhỏ, Diệp Quân Lâm đấm ra một quyền, đệ nhất thần khí địa đao ứng thanh đứt gãy, trở thành hai nửa. Phốc, Hắc ám thượng đế cảm nhận được khủng bố tuyệt luân lực lượng, trực tiếp bị chấn đến hộc máu, trong thân thể hết thảy cũng tại thời khắc này gặp phá hủy. Cỗ lực lượng kia mẫn diệt hết thảy. Phá hủy hết thảy. Khoa trương điểm nói, vô luận trước mắt là cái gì, chỉ cần gặp cỗ lực lượng này đều muốn vỡ nát. Thiên kiếm địa đao đều dễ như trở bàn tay, chớ đừng nói chi là người. Tạch tạch tạch. Đáng sợ hơn chính là Hắc ám thượng đế trong tay cầm một nửa địa đao giờ khắc này vỡ vụn ra. Hoảng sợ. Cực độ hoảng sợ. Từ thiên kiếm bị người hai ngón tay đập nát về sau, nổi danh địa đao cũng bị người một quyền đánh nát. Thế giới này quá điên cuồng. Người người cũng không dám tưởng tượng đồ vật, tại thời khắc này đều phát sinh. Nhưng mà chấn kinh vẫn còn tiếp tục. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, chấm. Giữa sân còn lại ngàn người một cái tiếp một cái đánh nát nổ tung. Dự uy còn tại. Huyết vũ. Hắc ám thượng đế trước mắt đều là huyết vũ, đem hắc ám thượng đế xối một lần lại một lần. Cuối cùng trừ Minh Tà Thần mấy người bên ngoài, tất cả những người khác đều chết rồi. Là chính bọn hắn bỏ phiếu ném ra đến chết a, không quan hệ với ta, ta chỉ là thuận theo bọn hắn ý tứ, đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Còn lại Minh Tà Thần mấy người đều muốn nổi điên. Bọn hắn phát ra mất khống chế thanh âm. Khóc đã khóc không được. Dọa nước tiểu. Đã dọa nước tiểu 7, 8 lần đi. Quần đã sớm ướt đẫm. Điên cuồng. Bọn hắn chưa hề được chứng kiến loại này điên cuồng. Cái này so tử vong còn đáng sợ hơn. Bọn hắn đã sớm muốn cùng còn lại Hắc ám thiên sứ đồng dạng đi chết. Nhưng Diệp Quân Lâm hết lần này tới lần khác giữ lại bọn hắn, để bọn hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhìn xem một cái tiếp một cái người chết đi, nhìn thấy địa đao đứt gãy, nhìn thấy Hắc ám thượng đế bại. Hắc ám thượng đế giờ khắc này cảm giác trống rỗng, thân thể đều không thuộc về mình đồng dạng. Hắc ám thượng đế không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắc ám thượng đế kích động đến nói không ra lời. Hắc ám thượng đế có ý tứ là, chính là hai ngươi chỉ gõ nát thiên kiếm. Là chính ngươi mở ra hắc ám lao lung. Ta sở dĩ không có một quyền đánh nát ngươi. Đó là bởi vì ta muốn để ngươi trước khi chết biết hết thảy. Diệp Quân Lâm cười cười. Sai, sai, hết thảy đều là ta sai. Hắc ám thượng đế hoảng sợ hô to. Nói nhường lại Diệp Quân Lâm kỳ quái lời nói tới. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng không để ý. Hắn vẫy tay một cái. Hắc ám thượng đế mặt nạ chóc ra. Nhìn thấy hắc ám thượng đế khuôn mặt, Diệp Quân Lâm cùng Minh Tà Thần bọn người toàn bộ chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Quá khó mà tin nổi. Nữ. Hắc ám thượng đế vậy mà là nữ nhân.
đều coi là hắc ám thượng đế là cái nam. Kết quả nữ nhân, không hợp thói thường, quá không hợp thói thường. Cũng bởi vì nàng là nữ nhân, mà lại Lý Tử Nhiễm gặp qua bộ mặt thật, cho nên vô cùng tin tưởng vững chắc. Chẳng qua đối với nàng là nữ nhân một chuyện, Diệp Quân Lâm cũng có chút phát giác. Địa đao có thể dung hợp đến thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, nhất định phải là nữ người mới có thể. Mặt khác hắc ám thượng đế đang nói thiên sách phủ thần đẹp trai thời điểm, ngữ khí có chút u oán. Điều này nói rõ có cố sự. Không đợi mấy người chấn kinh. Hắc ám thượng đế thân thể đột nhiên nổ tung. Diệp Quân Lâm một quyền lưu lại lực lượng giờ khắc này tại thân thể nàng lập hoàn toàn bộc phát ra. Vô hạn nghi vấn. Tràn ngập minh tà thần mấy người bọn họ trong đầu. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng không làm sao quan tâm. Hắc ám thượng đế đến tột cùng là ai, cùng thiên sách phủ thần soái có quan hệ gì, quan hắn lông gà sự tình. Dù sao hắn báo thù, xử lý, vì hắn mình, cũng vì Lý Tử Nhiễm. Hắc ám thượng đế như vậy vẫn lạc. Diệp Quân Lâm ánh mắt dần dần rơi vào minh tà thần mấy người trên thân. Minh tà thần mấy người bị dọa điên, phản mà lúc này tỉnh táo nhìn xem Diệp Quân Lâm. Dù sao chính là vừa chết, bọn hắn hiện tại cũng muốn giải thoát. Hơn 4.000 người chết hết, không kém mấy người bọn hắn. Biết ta vì cái gì lưu các ngươi đến cuối cùng sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Không, không biết. Tất cả mọi người lắc đầu. Bởi vì các ngươi có giá trị lợi dụng, ta muốn khống chế thánh kinh tổ chức, ta muốn trở thành mới hắc ám thượng đế. Diệp Quân Lâm trong tay vuốt vuốt khối kia bán thần bán ma mặt nạ. Hắc ám thượng đế chưa hề lộ mặt qua, một mực đi theo hắc ám thượng đế người đều chưa thấy qua mặt nàng. Càng không biết hắc ám thượng đế nhưng thật ra là nữ nhân. Hiện tại chân chính hắc ám thượng đế không có. Cho nên người người đều có thể là hắc ám thượng đế. Chỉ cần có hắc ám như thượng đế thực lực, nhưng mà Diệp Quân Lâm nhưng so sánh hắc ám thượng đế mạnh hơn nhiều. Hắn tới làm hắc ám thượng đế, càng không có có thể phát hiện. Trước khi đến, Diệp Quân Lâm nghĩ trực tiếp hủy diệt thánh kinh tổ chức. Nhưng đi vào về sau. Phát hiện thánh kinh tổ chức vậy mà có được toàn thế giới 1/3 thế lực. Cái này quá to lớn. Mấy năm này hắc ám thượng đế bố cục, giống như một cái to lớn lưới đem toàn thế giới đan vào một chỗ. Đây đối với Diệp Quân Lâm đến nói liền hữu dụng. Về sau hắn làm việc cũng không thể tự thân đi làm a. Huống chi 1/3 thế lực a. Ngẫm lại còn khoa trương. Cho nên hắn lâm thời thay đổi kế hoạch, muốn trưởng khống thánh kinh tổ chức, thay thế hắc ám thượng đế. Minh tà thần bọn hắn cũng rất nhanh minh bạch Diệp Quân Lâm dụng ý. Lựa chọn đi, hoặc là đi theo ta, hoặc là ta giết ngươi, dù sao giết các ngươi so dẫm chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Diệp Quân Lâm nói. Minh tà thần bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Vừa mới bọn hắn muốn giải thoát chết rồi. Nhưng bây giờ có hy vọng sống sót. Bọn hắn đương nhiên muốn lựa chọn sinh. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Minh tà thần mấy người thỏa hiệp. Mà lại đi theo Diệp Quân Lâm càng có phát triển, trước mắt mà nói, trước mắt vị này là trên cái tinh cầu này cường đại nhất nam nhân đi. Hắn trưởng khống trên thế giới này 1/3 thế lực, còn đến mức nào? Tương lai của bọn hắn muốn bay lên a? Đám người đáp ứng, mang theo Diệp Quân Lâm tiến vào căn cứ phòng điều khiển chính. Thánh kinh tổ chức cơ mật cốt lõi nhất, muốn mở ra mật mã lại chính là bộ mặt quét hình. Nói trắng ra, chính là hắc ám thượng đế trên mặt độc nhất vô nhị mặt nạ. Dù sao không ai có thể từ trên mặt nàng lấy xuống. Phỏng chế lời nói cũng không có khả năng. Trên mặt nạ hoa văn chi tiết cũng không cần nói, chỉ là mặt nạ chất liệu liền không cách nào biết được. Cứ như vậy Diệp Quân Lâm tại phòng điều khiển chính bên trong trưởng khống toàn cái thánh kinh tổ chức. Trở thành thánh kinh tổ chức chủ nhân mới. Nhìn xem phòng điều khiển chính bên trong hết thảy, Diệp Quân Lâm chấn kinh. Thánh kinh tổ chức quả nhiên cường đại, thẩm thấu đến chỗ nào cũng có tình trạng. Vậy mà, thậm chí ngay cả đế vương tổ chức, cũng là thánh kinh tổ chức tại trưởng khống. Điểm ấy dễ lý giải, cho tới nay, thánh kinh tổ chức đều trong bóng tối làm việc. Mặt ngoài khẳng định phải có một chút thế lực phải làm sự tình. Đế vương tổ chức chính là trợ thủ đắc lực một trong. Còn có đại hạ thập đại thế lực bên trong tứ đại thế lực, bao quát đại hạ minh. Cũng là thánh kinh tổ chức tại trong khống chế. Còn có đủ loại thế lực, trải rộng Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Châu. Gần như toàn thế giới đều có thánh kinh tổ chức dấu chân. Cường đại. Thật sự là quá cường đại.
Chư thần phòng thí nghiệm ban đầu là kiến tạo đủ loại căn cứ, nhưng thánh kinh tổ chức là trưởng khống đủ loại thế lực. Diệp Quân Lâm không hiểu rõ mã nhã công nghiệp là dạng gì. Đều đang nói mã nhã công nghiệp thay thế chư thần phòng thí nghiệm vị trí. Nhưng hôm nay xem ra, thay thế chư thần phòng thí nghiệm địa vị chính là thánh kinh tổ chức đi. Cái này mẹ hắn cũng quá khoa trương. Diệp Quân Lâm đem tất cả thế lực ghi vào trong đầu, lại đem thánh kinh tổ chức người phụ trách chủ yếu toàn bộ ghi vào trong đầu. Hắc ám thượng đế còn có qua một cái đồ đệ. Diệp Quân Lâm nhìn thấy Hắc ám thượng đế một cái đồ đệ. Có, tên đồ đệ này rất thần bí. Chúng ta gần như không gặp được. Lý Tiểu Thư là nàng đệ tử mới thu, cho nên chúng ta rất khiếp sợ. Tên đồ đệ này ngoại hiệu thứ hai thượng đế, phải cùng Lý Tiểu Thư là cùng Hắc ám thượng đế người thân cận nhất. Minh tà thần mấy người giải thích nói. Diệp Quân Lâm sờ sờ cái cằm. Cho nên tiếp xuống ta chỉ cần dự phòng tên đồ đệ này là được. Đúng, trừ hắn, không ai có thể nhìn ra là ngài, mà lại trừ Hắc ám thượng đế bên ngoài, không có ai biết hắn ở đâu. Chúng nhân nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, chờ nhìn thấy tên đồ đệ này, ta trực tiếp giết là được. Đúng, chủ nhân, vừa mới các bộ đều phát tới tin tức hỏi thăm, vừa mới động tĩnh là tình huống như thế nào? Minh tà thần hỏi thăm. Dù sao vừa mới Diệp Quân Lâm một quyền, nửa cái phương Tây Châu đều tê liệt. Truyền đi, liền nói Hắc ám thượng đế luyện công đưa đến, đã đến một cái không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Diệp Quân Lâm cười cười. Rất nhanh, tin tức truyền đi. Hắc ám thượng đế lần nữa phong thần. Phương Tây Châu các quốc gia cũng đều nhao nhao thoải mái. Lúc đầu Hắc ám thượng đế chính là thần bảng đệ nhất. Thời đại này chiến lực trần nhà cấp bậc. Hiện tại hắn thực lực tăng nhiều. Náo ra cái này động tĩnh cũng thuộc về bình thường. Chẳng qua lần này náo ra đến động tĩnh, trực tiếp để Hắc ám thượng đế lên một tầng nữa bậc thang. Thừa cơ hội này, các phương cơ cấu liên hợp đẩy ra mới thần bảng ra tới. Lần này thần bảng trọn vẹn gia tăng đến 1.000 người. Còn có chuẩn thần bảng cường giả 1.000.000 người. Chuẩn thần bảng cường giả ý tứ rất đơn giản, nếu như thần bảng cường giả có vẫn lạc hoặc là lui bước, trực tiếp từ bọn hắn thủ tiêu. Cạnh tranh rất kịch liệt. Thực lực trì trệ không tiến liền sẽ bị đào thải. Ngươi vô số đối thủ đều đang cố gắng, ngươi chỉ có thể bị buộc lấy tiến bộ. Đừng nói lùi bước, dù là nho nhỏ tiến bộ đều muốn bị đào thải. Hắc ám thượng đế không ngoài dự tính ổn thỏa thần bảng vị trí thứ nhất. Trước đó thứ hai thứ ba ẩn ẩn có vượt qua xu thế. Nhưng lần này phương Tây Châu động tĩnh sau khi ra ngoài, Hắc ám thượng đế không chút huyền niệm nghiền ép bọn hắn. Ngồi tại vị trí thứ nhất, không ít người gọi thẳng Hắc ám thượng đế vĩnh viễn thần. Nhưng bọn hắn làm sao biết, thời khắc này Hắc ám thượng đế đã thay người, là Diệp Quân Lâm. Hắc ám thượng đế là một mặt. Càng nhiều hơn chính là thần bảng danh ngạch đến 1.000 số lượng, rất nhiều người đều lên bảng. Tất cả mọi người đang hoan hô. Chẳng qua mấy nhà yêu thích mấy nhà lo. Ví dụ như Lý Tử Nhiễm liền bị đá xuất thần bảng. Dù sao nàng bị phế sạch. Thực lực hoàn toàn không có. Khẳng định phải đào thải. Chẳng qua gieo hò người càng nhiều. Bên trên thần bảng hưng phấn, dù là trở thành chuẩn thần bảng cường giả, bị thống kê lên cũng thành làm một loại vinh quang. Chẳng qua những cái này đều không phải Diệp Quân Lâm quan tâm vấn đề. Hắn ngược lại là quan tâm một chuyện khác. Đúng, lúc trước Thánh Kinh tổ chức hang ổ vì cái gì bị dọn đi. Thánh Kinh tổ chức một mực hoạt động từ một nơi bí mật gần đó. Hang ổ ở nơi nào, kỳ thật không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng vì cái gì đột nhiên dọn đi? Đây nhất định có vấn đề. Đoạn thời gian kia, Diệp Quân Lâm một mực đang bế quan, mà lại Hắc ám lao lung ngăn cách hết thảy. Bên trong căn bản không biết động tĩnh bên ngoài. Cho nên xảy ra chuyện gì, Diệp Quân Lâm là căn bản không biết rõ tình hình. Minh tà thần mấy người nói, kỳ thật nguyên nhân cụ thể chúng ta là không biết. Chẳng qua căn cứ về sau chúng ta phỏng đoán phát hiện. Cái chỗ kia hẳn là bị người phát hiện. Đúng, bị người phát hiện, Hắc ám thượng đế mới hạ lệnh rời đi. Những người khác gật gật đầu. Minh tà thần tiếp tục nói, ta còn phân tích một chút nguyên nhân. Ta phán đoán phát hiện này người là thiên sách phủ thần soái. Đúng, cái này đại khái suất là hắn. Ngươi xem một chút, làm chủ nhân ngài nâng lên thiên sách phủ thần đẹp trai thời điểm, Hắc ám thượng đế cũng không có cảm giác được một tia kỳ quái, trực tiếp coi là thật. Không có chút nào hoài nghi. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ Hắc ám thượng đế đối thiên sách phủ thần soái phát hiện Hắc ám lao lung không kỳ quái.
mà lại như thế tin tưởng vững chắc, đã nói lên lần trước phát hiện chính là Thiên Sách phủ thần soái. Minh Tà thần nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, còn có một điểm. Từ đó về sau, Hắc Ám Thượng Đế đối với đại hạ canh cánh trong lòng. Không ngừng tăng cường mình thực lực, còn muốn dung hợp thiên kiếm địa đao bước vào đại hạ. Sắp đặt khống chế đại hạ tứ đại đỉnh tiêm thế lực, cũng là từ khi đó bắt đầu. Cái này ta biết, Hắc Ám Thượng Đế nói qua, bởi vì có một người tồn tại, nàng không thể tiến vào đại hạ. Chính là Thiên Sách phủ thần soái, nhất là thấy hắn về sau, đoán chừng loại cảm giác này càng cường liệt đi. Diệp Quân Lâm cũng gật gật đầu, hiện tại xem ra Thiên Sách phủ thần soái lúc trước liền phát hiện Hắc Ám lao lung. Sai rồi. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nghĩ đến Hắc Ám Thượng Đế trước khi chết nói lời. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Xem ra Hắc Ám Thượng Đế đem mình làm Thiên Sách phủ thần đẹp trai đồ đệ rồi. Thời khắc cuối cùng, phát hiện không phải. Nhất định là như vậy. Chẳng qua bây giờ xem ra, Hắc Ám Thượng Đế làm đây hết thảy, sợ là cùng Thiên Sách phủ thần soái có quan hệ. Diệp Quân Lâm biết rõ ràng hết thảy về sau, hắn liền trở về. Đúng, chủ nhân, nghe nói Lý Thành Mẫn hiện tại tính mạng hấp hối. Tam Hưng tập đoàn xem nàng như thành lớn nhất phản đồ. Minh Tà Thần cung cấp cho Diệp Quân Lâm một cái tình báo. Nàng. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi. Lý Thành Mẫn xem như từng vào sinh ra tử bằng hữu, trợ giúp mình rất nhiều. Hiện tại gặp nạn, mà là bởi vì chính mình gặp nạn. Diệp Quân Lâm liền không thể không quản. Chỉ là một cái Tam Hưng tập đoàn cũng dám động bằng hữu của ta. Chẳng qua Tam Hưng tập đoàn lưng tựa Mã Nhã công nghiệp. Có một người nói ra Mã Nhã công nghiệp, mang theo một tia kiêng kỵ. Bởi vì Hắc Ám Thượng Đế đã từng nói, kỳ thật thời đại này đối Thánh Kinh tổ chức uy hiếp lớn nhất chính là Mã Nhã công nghiệp. Cho nên người người đều có một tia sợ hãi. Minh Tà Thần chừng người kia liếc mắt. Mọi người cái này mới phản ứng được. Hiện tại Hắc Ám Thượng Đế là Diệp Quân Lâm A. Hắn tuần tự đánh gãy thiên kiếm địa đao, thực lực này ai có thể chống đỡ được A. Mã Nhã công nghiệp là con chó kia. Cũng dám ở Diệp Quân Lâm trước mặt sủa loạn. Diệp Quân Lâm nhìn bọn hắn một cái nói, ta đi trước Tinh Quốc đi. Hắn vừa muốn cảm thụ hạ thời đại này biến hóa, còn có tìm một điểm chư thần phòng thí nghiệm dấu vết để lại. Diệp Quân Lâm luôn cảm thấy chư thần phòng thí nghiệm biến mất không phải như vậy bình thường. Bọn hắn nhất định còn ở. Nhất định tại dự mưu lấy cái gì? Chấm. Tinh Quốc. Giam giữ lấy Lý Thành Mẫn địa phương, Tam Hưng tập đoàn mấy tên cao tầng đều tại. Nàng không được. Thậm chí không gặp được ngày mai mặt trời. Cứ như vậy chết rồi, không phải đáng tiếc sao? Đúng, cầm nàng đi làm thí nghiệm đi. Vừa vặn mới bắt tới một nhóm người cũng đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ, đi làm thí nghiệm. Cũng coi là đối Tam Hưng tập đoàn cống hiến. Có thể, liền lấy nàng đi làm thí nghiệm. Chấm. Tam Hưng tập đoàn gần đây thí nghiệm diệt tuyệt nhân tính. Đây thật ra là Mã Nhã công nghiệp một hạng thí nghiệm. Cho người ta hoặc là các loại sinh vật tiêm vào kiểu mới dược tề, dùng để quan sát kiểm tra thân thể các hạng cơ năng biến hóa. Tam Hưng tập đoàn tiếp nhận cái này thí nghiệm về sau, chế tạo ra một đống người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật tới. Bây giờ tại Tinh Quốc một trấn nhỏ hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục, bởi vì Tam Hưng tập đoàn đem những thí nghiệm này phẩm toàn bộ ném tới cái này thành trấn bên trong. Sau đó tại thành trấn chung quanh dựng lên một đạo cao đến 30 mét đặc chế vách tường kim loại. Lại tu kiến kim loại mái vòm, đem toàn bộ thành trấn bao trùm. Không để bên trong người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật cửa ra tới. Nhìn từ đằng xa, tựa như là cái siêu cấp lớn thành lũy. Đây là Tam Hưng tập đoàn tiêu tốn vốn lớn kiến tạo, vì chính là vây khốn bảy quái vật này. Nếu để cho bọn chúng ra tới, đoán chừng toàn bộ Tinh Quốc đều muốn luân hãm. Bởi vì những thí nghiệm này phẩm tại tiêm vào Mã Nhã công nghiệp dược tề sau. Căn bản không cách nào tiêu diệt. Mà lại sức chiến đấu cực mạnh. Mạnh đến bạo tạc. Tổng kết một chút, chính là trước đó thuần năng lượng thể thăng cấp vốn liếng. Nhưng bọn chúng khoa trương một điểm là thân thể cứng rắn đến đau thương bất nhập. Vẫn là thời đại này vũ khí cùng cường giả. Đều không thể đánh xuyên thân thể của bọn chúng. Tam Hưng tập đoàn ngay từ đầu cảm thấy có thể trưởng khống, không có nghe Mã Nhã công nghiệp khuyên can, thí nghiệm làm một đống lớn, hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Nhưng mà phía sau phát hiện không cách nào trưởng khống, càng không cách nào tiêu diệt, bọn hắn liền hoảng. Chỉ có thể đem tất cả vật thí nghiệm ném ở cái này thành trấn bên trong, chế tạo kim loại thành lũy,
đến vây khốn bọn chúng không nhường ra tới. Hiện tại Tam Hưng tập đoàn còn tại làm thí nghiệm, đang nghiên cứu như thế nào trưởng khống những thí nghiệm này phẩm. Nhưng hiệu quả không lớn. Đằng sau lục tục ngo ngoe lại thí nghiệm một đống lớn, hoàn toàn biến mất bại. Vật thí nghiệm cũng nhất nhất bị vận đến kim loại thành lũy bao bọc thành trấn bên trong. Dẫn đến trong tòa thành này vật thí nghiệm càng ngày càng nhiều, triệt để biến thành địa ngục. Tam Hưng tập đoàn một phương diện cũng tại bồi dưỡng siêu cấp cường giả. Như thế nào huấn luyện? Chính là đem những này siêu cấp cường giả ném vào tòa này trong địa ngục. Xem bọn hắn phải chăng có thể còn sống ra tới. Hoặc là thiết lập thời gian. 3 giờ, hoặc là 5 tiếng. Thí nghiệm hạng mục bắt đầu về sau, Tam Hưng tập đoàn tổng cộng ném vào gần vạn cường giả. Chết ở bên trong đại khái 7-8 ngàn người. Sống sót không đến 2 ngàn người. Mà lại phần lớn người đều bản thân bị trọng thương. Chỉ có mấy trăm người lịch luyện thành công. Tại cái này địa ngục chi địa còn sống ra tới, mà lại thực lực đạt được đề cao lớn. Chủ yếu là bên trong những vật thí nghiệm kia đều quá khủng bố, tàn bạo vô tình, khát máu bạo lực, ném vào đến phần lớn cường giả đều bị bọn chúng xé nát. Đáng sợ nhất chính là gần vạn cường giả không ai có thể tại cái này địa ngục chi địa gắng gượng qua 12 giờ. Thời gian dài nhất một cái 9 giờ. Còn có mấy cái 8 giờ, 30 mấy cái 7 giờ. Những người này bây giờ đều lên mới ban bố thần bảng. Đủ thấy cái này thành trấn bên trong quái vật khủng bố đến mức nào. Thần bảng cường giả ném bên trong, bên ngoài nếu như không ai mở ra, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sẽ tiếp tục sống. Cũng bởi vì những thí nghiệm này phẩm quá mạnh, cho nên hiện tại vẫn là cái cơ mật. Mã Nhã Công nghiệp cùng Tam Hưng tập đoàn dùng hết các loại phương thức đến giữ bí mật. Không khống chế những thí nghiệm này phẩm trước, tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết. Hiện tại Lý Thành Mẫn đều phải chết. Bởi vậy có người đề nghị đem Lý Thành Mẫn kéo đi làm thí nghiệm, dù sao hiện tại vật thí nghiệm thiếu. Đại quy mô tìm đến người làm thí nghiệm, nhất thiết phải sẽ khiến ngoại giới chú ý. Bởi vậy thiếu người tình huống dưới, Lý Thành Mẫn có thể bổ vào. Tốt! Cuối cùng Lý Thành Mẫn bị mang đến làm thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cũng chọn tại khoảng cách kim loại thành lũy bao bọc thành trấn cách đó không xa. Lý Thành Mẫn cùng rất nhiều người đồng dạng, bị đeo lên các loại khống chế xiềng xích, chờ đợi lấy dược tề tiêm vào. Chẳng qua Lý Thành Mẫn thấy chết không sờn, lớn không được chính là vừa chết. Một bên khác, Diệp Quân Lâm đã đến Tinh Quốc. Hắn thẳng đến Tam Hưng tập đoàn tổng bộ mà tới. 3 năm đều đi qua. Bây giờ Tam Hưng tập đoàn tổng bộ tu kiến như là phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai thế giới. Diệp Quân Lâm đến đây bái phỏng. Một đạo tiếng quát xuyên qua toàn bộ Tam Hưng tập đoàn tổng bộ. Không ít người nghe được thanh âm về sau, toàn bộ đi vào. Cố nhân ngày xưa nhóm, từng cái đứng dậy. Diệp Quân Lâm, thật sự là khách quý ít gặp a. Ha ha ha, là đến tìm Lý Thành Mẫn a. Là tên hán tử, có tình có nghĩa a. Tới cứu nàng rồi. Chấm. Trước kia Tam Hưng tập đoàn đám người đối Diệp Quân Lâm sợ không được, 3 năm trước đây nếu là Diệp Quân Lâm như vậy tới. Đoán chừng Tam Hưng tập đoàn các cao tầng dọa đến đều trốn đi. Nhưng hôm nay, bọn hắn căn bản không có đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. 3 năm qua đi, bọn hắn đã trở thành thế giới đỉnh tiêm thế lực, chỉ có Diệp Quân Lâm trì trệ không tiến. Thông minh, ta lần này đến chính là muốn mang nàng đi. Người đâu, giao ra đi. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Ha 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 ha. Tam Hưng tập đoàn tất cả mọi người cười. Diệp Quân Lâm ngươi thật to gan a, dám đến nơi này. Ngươi đây là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông a. Đúng a, dê vào miệng cọp, đây không phải rõ ràng đến tìm cái chết a. Chấm. Tất cả mọi người vui. Hiện nay Diệp Quân Lâm thực lực người người đều biết, đến tìm Tam Hưng tập đoàn phiền phức, không khác muốn chết. Mà lại Tam Hưng tập đoàn muốn tìm Diệp Quân Lâm báo thù riêng người còn không ít. Dù là Diệp Quân Lâm thực lực không mạnh, nhưng ngày xưa vương giả, danh khí quá lớn. Nếu ai giết hắn, nhất định tăng lên địa vị cùng danh dự a. Đã ngươi mình đưa tới cửa, vậy liền giết ngươi. Đang lúc đám người muốn chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, có người đề nghị, chậm đã. Trực tiếp giết quá không thú vị, chúng ta tra tấn hắn a. Làm sao tra tấn? Vừa vặn chúng ta có một nhóm đội ngũ muốn đi đâu lịch luyện sao? Vừa vặn đem hắn ném vào a. Cái này người nói xong, mọi người đôi mắt bên trong đều hung hăng sáng lên.
Tất cả mọi người minh bạch chỉ là cái gì, cái kia kim loại thành lũy bao bọc trấn nhỏ. Cũng chính là nhân gian luyện ngục bên trong. Người muốn gặp Lý Thành Mẫn. Có người hỏi. Đương nhiên, người ở nơi đó. Diệp Quân Lâm đã ẩn ẩn đoán ra kế hoạch của bọn hắn tới. Dù sao Thánh Kinh tổ chức thế lực phân bố quá rộng. Tam Hưng trong tập đoàn có không ít đều là Thánh Kinh tổ chức nội ứng, càng đừng đề cập Tinh Quốc còn có mấy cái thế lực lệ thuộc Thánh Kinh tổ chức. Đối với bọn hắn cùng Mã Nhã Công nghiệp cùng nhau thí nghiệm cũng là cũng có nghe qua. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, liền dẫn ngươi đi thấy Lý Thành Mẫn. Người kia nói. Diệp Quân Lâm đáp ứng, tốt, ta cùng các ngươi đi. Rất nhanh, bọn hắn mang theo Diệp Quân Lâm đi vào tiểu thành trấn chung quanh căn cứ thí nghiệm. Ở đây, Diệp Quân Lâm nhìn thấy Lý Thành Mẫn. Nàng còn chưa kịp tiêm vào dược tề. Đã Diệp Quân Lâm đến, liền để hắn cùng Lý Thành Mẫn cùng một chỗ ném tới bên trong đi thôi. Lý Thành Mẫn không phải thích hắn sao? Để Lý Thành Mẫn vừa nhìn thấy hắn, lại phải cùng hắn tách ra, lần này vẫn là thiên nhân vĩnh cách. Chấm. Tam Hưng tập đoàn cao tầng còn lập tức thay đổi kế hoạch. Không còn cho Lý Thành Mẫn tiêm vào dược tề, mà là muốn tra tấn nàng cùng Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Lý Thành Mẫn vô cùng kích động, giờ khắc này, chết nàng đều sợ. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống sót. Thế là, Lý Thành Mẫn cuồng loạn khẩn cầu, muốn Tam Hưng tập đoàn bỏ qua nàng cùng Diệp Quân Lâm. Thả các ngươi một con đường sống rất đơn giản, nhìn thấy nơi xa cái kia kim loại thành lũy sao. Chỉ cần hai người các ngươi ở bên trong gắng gượng qua 3 giờ, liền thả các ngươi một con đường sống. Chấm. Lý Thành Mẫn đáp ứng lập tức xuống tới. Lần này còn có người khác cùng một chỗ tiến vào. Là Tam Hưng tập đoàn lịch luyện đội ngũ. Từ thần bảng cường giả Lý Đại Trung mang đội, Lý Đại Trung là ghi chép bảo trì người, ở bên trong đợi 9 giờ. Lần này, hắn muốn khiêu chiến 10 giờ. Vừa vặn Diệp Quân Lâm hai người cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào kim loại thành lũy. Diệp Quân Lâm nghe bọn hắn thu xếp, cũng không nói lời nào. Cái này cất đặt tất cả thí nghiệm quái vật tiểu thành trấn, Diệp Quân Lâm đã được đến tin tức. Đại khái hiểu rõ tình huống. Là Mã Nhã Công nghiệp bí mật tiến hành một hạng thí nghiệm, cụ thể từ Tam Hưng tập đoàn tới làm. Kỳ thật hắn hiện tại hoàn toàn một bàn tay có thể đem Tam Hưng tập đoàn đập không có. Chẳng qua ra ngoài lòng hiếu kỳ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thí nghiệm ra tới quái vật đến cùng là dạng gì. Mã Nhã Công nghiệp bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Hắn tại phỏng đoán có lẽ cái này cùng chư thần phòng thí nghiệm có quan hệ đâu. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm mới tùy ý bọn hắn bài bố. Không làm bất luận cái gì phản kháng. Lý Thành Mẫn căn bản không biết kim loại trong pháo đài là cái gì, nàng chẳng qua là cảm thấy cảm nhận được hy vọng sống sót. Vô luận như thế nào đều muốn đi sông một chút. Vừa mới nàng còn nghe người khác nói Diệp Quân Lâm trở về sau sự tình. Cũng biết hắn ở thời đại này thực lực có hạn. Chẳng qua lần này cơ hội, nàng nhất định cần phải nắm chắc. Dù sao Diệp Quân Lâm không xa vạn dặm tới cứu nàng. Rất nhanh Lý Thành Mẫn phụ mẫu vụng trộm đi vào, đút cho nàng mấy bình dược tề. Muốn nàng vụng trộm ăn vào. Đến lúc đó trạng huống thân thể của nàng không chỉ có sẽ khôi phục, đồng thời nàng thực lực sẽ bạo tăng, thậm chí trước kia siêu năng lực cũng sẽ khôi phục. Phụ mẫu cũng tự nhiên không hy vọng nữ nhi chết rồi. Trước đó là không có biện pháp gì. Nhưng hôm nay Tam Hưng tập đoàn cao tầng mở cái miệng này, gắng gượng qua 3 giờ liền bỏ qua Lý Thành Mẫn. Cái này tại trước đó là không cách nào tưởng tượng. Cao tầng làm sao cũng sẽ không nhả ra. Hiện tại Diệp Quân Lâm đến, bọn hắn thông qua Lý Thành Mẫn muốn tra tấn Diệp Quân Lâm, mới có thể như vậy đáp ứng. Lý Thành Mẫn phụ mẫu mới có thể lập tức bố cục. Không chỉ có như thế, tại lịch luyện trong đội ngũ, bọn hắn vụng trộm mua được thần bảng cường giả Lý Đại Trung bọn người. Đến lúc đó Lý Đại Trung bọn hắn lại trợ giúp Lý Thành Mẫn nhẹ nhõm gắng gượng qua 3 giờ. Để Lý Thành Mẫn sống sót. Phụ mẫu đã nói cho Lý Thành Mẫn hết thảy, để nàng ở bên trong cơ trí một điểm, bảo vệ tốt chính mình. Về phần Diệp Quân Lâm sinh tử, cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Thậm chí bọn hắn còn cho Lý Đại Trung bọn người giao phó cho, đến lúc đó đem Diệp Quân Lâm ném ở bên trong. Chính bọn hắn chạy đến là được. Trước khi tiến vào, một nhóm phòng thí nghiệm, ước chừng 100 người, nhao nhao tiêm vào dược tề. Dừng lại chốc lát, quan sát những thí nghiệm này phẩm tình trạng. A. Chấm. Mọi người đã không thấy tình huống, nhưng tiếng kêu thảm thiết thê lương lại nghe được rõ rõ ràng ràng.
Diệp Quân Lâm bọn hắn đứng tại một tòa căn cứ bên trong. Khắp nơi đều rối bời. Cách đó không xa một cái to lớn lồng sắt bên trong, giam giữ một cái tóc tai bù xù người, ngay tại điên cuồng động tác. Hắn toàn thân trên dưới đều bị buộc lấy xích sắt, miệng còn bị đặc chế kim loại cái kẹp kẹp lấy, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Diệp Quân Lâm liếc mắt qua, cảm thấy quen thuộc. Nhưng nhận không ra là ai. Dường như người bên trong nhận biết mình, là khi nhìn đến sau này mình mới bắt đầu bạo động. Lồng sắt bên trong ra hỏa điên cuồng bạo động, phát ra âm thanh lớn. Biết là ai sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Thành Mẫn lắc đầu. Là ta Tam Hưng tập đoàn phản đồ. Bên cạnh có người nói. Sau một khắc, có người kết nối lồng sắt bên trên trải rộng lưới điện. Xoẹt. Dòng điện chớp động, toát ra từng đợt hỏa hoa. Đáng sợ dòng điện đập nện tại người kia trên thân, rất nhanh hắn run rẩy sau một lúc hôn mê bất tỉnh. Diệp Quân Lâm cũng không nghĩ nhiều. Hắn đi theo đám người chuẩn bị tiến vào nhân gian luyện ngục tiểu thành trấn. Nửa giờ sau, vừa mới đám kia vật thí nghiệm dường như cũng đều thất bại. Bọn hắn từng cái bị cất vào thùng đựng hàng bên trong, chuẩn bị cũng cùng một chỗ vận đến nhân gian luyện ngục tiểu thành trấn bên trong. Diệp Quân Lâm còn cố ý quan sát. Chẳng qua đám người này còn cùng thường nhân không khác, cũng không có cái gì đặc biệt. Xuất phát. Cuối cùng mọi người đi tới nhân gian luyện ngục trong tiểu trấn. Lý Đại Trung loại này thần bảng cao thủ đi vào về sau, vậy mà tại sợ hãi, trong lòng bàn tay càng là mồ hôi. Những cường giả khác dọa đến đều đang run rẩy. Ngay trong bọn họ có mấy chục người, là trước kia tiến vào chỗ này. Nhất là Lý Đại Trung dạng này thần bảng cường giả là mấy lần tiến vào cái này trấn nhỏ. Bọn hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Cái khác 100-200 người là lần đầu tiên tiến vào, nhìn thấy Lý Đại Trung bọn hắn đều như thế sợ hãi, bọn hắn cũng đều hoảng. Chân một mực đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên không thôi. Lý Đại Trung làm tuyệt đối người lãnh đạo, trước khi tiến vào, truyền thụ đám người kinh nghiệm. Ghi nhớ, một khi nhịn không được, hướng bốn cánh cửa chạy đồng thời, lại đè xuống tín hiệu cầu cứu. Dạng này có hy vọng có thể chạy trốn. Lý Đại Trung dặn dò. Các cường giả lịch luyện phép tắc là một khi nhịn không được, có thể đè xuống cầu cứu nút bấm. Tam Hưng tập đoàn sẽ nghĩ phương pháp cứu ngươi ra tới. Ví dụ như mở cửa, ví dụ như đem truy đuổi ngươi quái vật dẫn đi. Nhưng Tam Hưng tập đoàn cũng không thể cung cấp 100% bảo hộ. Thậm chí bảo hộ liền một nửa xác suất đều không có. Đó là bởi vì Tam Hưng tập đoàn đối những quái vật này không có tuyệt đối khống chế. Để lịch luyện cường giả chạy trốn lúc, chỉ có thể cung cấp một chút phụ trợ. Ví dụ như mở cửa. Mà lại cửa cũng không thể mở thời gian rất lâu, dù sao cũng không thể để bên trong quái vật ra tới. Chỉ thế thôi. Cho nên rất nhiều lịch luyện người là chết đang chạy ra đại môn trên đường. Cứ việc đại môn mở ra, nhưng bọn hắn không thể thoát khỏi quái vật, cuối cùng bị xé nát. Chấm. Lý Đại Trung nói rõ hết thảy về sau, mới dẫn mọi người tiến vào. Cùng lúc đó, vừa mới thí nghiệm xong ở vào trạng thái hôn mê vật thí nghiệm bị chứa ở thùng đựng hàng bên trong, sớm một bước ném vào kim loại thành lũy bên trong. Tốt, tiến vào, xuất phát. Ầm ầm. Nương theo lấy cửa bị mở ra, Diệp Quân Lâm bọn hắn là bị đuổi đi vào. Vừa tiến vào kim loại thành lũy, liền có loại ngăn cách cảm giác. Tựa như tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Trước mắt không thể nói tối tăm không mặt trời, chỉ có thể nói có hào quang nhỏ yếu. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Yên tĩnh. Lạ thường yên tĩnh. Tất cả mọi người tâm đều treo tại cuống họng miệng, khẩn trương đến đổ mồ hôi, chân run rẩy càng là hiện tượng bình thường. Không biết mới là sợ hãi nhất. Mà lại người người đều biết cái thành nhỏ này trấn ít nhất phải có hơn vạn cái thí nghiệm quái vật. Càng phát ra sợ hãi. Rất nhiều người tiến đến về sau liền hối hận. Không được, ta muốn trở về. Ta sợ hãi. Ta không nghĩ chết ở chỗ này. Có một người nói ra. Rất nhiều người đi theo, đều bởi vì sợ muốn rời đi. Lý Đại Trung lườm bọn họ một cái, không có khả năng. Minh xác quy định, một khi tiến vào về sau, đại môn mở ra cũng là tại sau một tiếng. Đây là vì phòng ngừa dạng này người xuất hiện, cưỡng ép quyết định phép tắc. Không phải vừa tiến đến, đều chạy. Lịch luyện cái tịch mịch. Nghe được Lý Đại Trung nói như vậy, mọi người sắc mặt trắng bệch. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ,
chờ sau một tiếng đại môn mở ra là được. Có người đề nghị. Lý Đại Trung khinh thường cười lạnh, đám kia quái vật cảm giác đặc biệt nhạy cảm, đoán chừng sớm phát hiện chúng ta, ngay tại hướng chúng ta nơi này chạy đến. Đến lúc đó một cái đều sống không được. Biện pháp duy nhất chính là mọi người tổ đội, chống nổi một giờ giết ra ngoài. Mà lại nói cho mọi người một cái không tốt sự thật. Vì phòng ngừa bên trong quái vật ra ngoài, cho nên cái này bốn phiến đại môn không phải ngươi nghĩ thoáng kia phiến chính là kia phiến. Đông Tây Nam Bắc bốn phiến đại môn cách mỗi một giờ sẽ mở ra một cái phương vị, cũng chính là quái vật ít nhất hoặc là không có phương vị đại môn. Đến lúc đó nhìn không được người đè xuống cầu cứu nút bấm, liền sẽ đạt được tin tức kia phiến đại môn mở ra cùng ngươi trước mắt vị trí cách đại môn tốt nhất đường đi vân vân. T. Mọi người nhao nhao dọa sợ. Trách không được lịch luyện tiêu chuẩn là dựa theo thời gian đến, nguyên lai một giờ ngẫu nhiên mở một cánh cửa A. Chết như vậy vong xác suất càng lớn. Lý Đại Trung lời nói để đám người này lòng như cho nguội, gần như tuyệt vọng. Chẳng qua bây giờ chỉ có thể cứng rắn lên ra đầu, tổ đội đi theo Lý Đại Trung đi. Diệp Quân Lâm ngược lại là lộ ra một vòng ý cười. Tam Hưng tập đoàn quy tắc này rất kích động, cũng rất có hiệu quả A. Một giờ lập tức mở ra một cánh cửa quả thực tuyệt. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Loại này có thể hiệu quả lớn nhất đưa đến lịch luyện hiệu quả. Cái này nhưng so sánh đương kim những cái kia tốc thành phương pháp tốt hơn nhiều. Ai châu bỏ ai liền có thể chạy đi, ai châu bỏ ai liền có thể còn sống sót. Không có chút nào công bằng có thể nói. Liền xem ai thực lực mạnh. Đương nhiên là có một phần nhỏ, khả năng xem vận khí. Có lẽ có mấy cái như vậy người vận khí tốt, bọn hắn đợi vị trí vừa lúc là mở ra lớn chỗ cửa, dễ như trở bàn tay đi ra ngoài. Nhưng loại này cuối cùng là số ít bên trong số ít. 99% đều phải dựa vào thực lực. Lý Thành Mẫn cũng đi theo khẩn trương lên. Lúc đầu coi là phụ mẫu an bài tốt, có thể bình yên vô sự mang Diệp Quân Lâm rời đi. Hiện tại xem ra, vô cùng khó khăn. Dù sao Lý Đại Trung đều không có nắm chắc, chứ nói chi là những người khác. Ngươi theo sát ta, nhất thiết phải. Xuất phát trước, Lý Đại Trung còn nhắc nhở Lý Thành Mẫn một tiếng. Đám người bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đương nhiên cũng có vài chục người đang đánh cược, sau một giờ mở ra chính là phía sau cánh cửa này, bọn hắn muốn tại lân cận ẩn nấp, chờ đợi lấy sau một tiếng. Phần lớn người vẫn là cùng Lý Đại Trung đi. Cái này cùng nhau đi tới, mọi người càng ngày càng hoảng sợ. Khắp nơi đều là thi cốt, còn có bốc mùi thi thể. Mà lại không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Chia năm xẻ bảy, tản mát khắp nơi đều là. Mọi người thấy đây hết thảy cũng có thể nghĩ ra được khi còn sống bọn hắn gặp cái gì dạng tàn phá. Những quái vật kia rất khủng bố. Một khi bị bọn chúng bắt lấy, thân thể không có khả năng hoàn chỉnh lưu lại. Cho dù là ta, Lý Đại Trung lại để cho mọi người tâm lạnh một nửa. Nhưng không có cách, phải tiếp tục đi tới. Không có đi ra khỏi mấy bước, trước mắt xuất hiện một cái siêu cấp lớn thùng đựng hàng. Cái này thùng đựng hàng bọn hắn nhận biết, là phía trước bị ném vào đến. Lý Thành Mẫn còn kém chút trở thành một thành viên trong đó. Bình thường bị tiêm vào dược tề thí nghiệm sau một giờ mới có thể xuất hiện phản ứng. Dựa theo thời gian hẳn là đến. Chúng ta lặng lẽ đi vòng qua. Lý Đại Trung cảnh giác nói. Mọi người khẩn trương đi theo Lý Đại Trung tại đi. Oanh! Đột nhiên thùng đựng hàng truyền đến to lớn tiếng động. Mọi người tất cả mọi người dừng lại. Toàn bộ nhìn chăm chú lên thùng đựng hàng. Sau một khắc, động tĩnh càng lúc càng lớn. Oanh! Oanh! Chấm! Mọi người rõ ràng nhìn thấy từng cái quyền ấn hướng mặt ngoài lồi ra tới. Càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên bên trong có người đang oanh kích. Răng rắc! Răng rắc! Chấm! Sau một khắc, càng là có người tại xé mở thùng đựng hàng. Tại từng tiếng chói tai động tĩnh bên trong, thùng đựng hàng bị xé chia năm xẻ bảy. Người ở bên trong toàn bộ ra tới. A! Làm mọi người thấy rõ ràng những người này về sau, toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. Lý Thành Mẫn cũng bị hù đến nghẹn ngào gào lên. Hiển nhiên là bị bên trong ra tới người đều bị dọa cho phát sợ. Chấm. Mà phía trước giấu ở đông đại môn lân cận vứt bỏ trong phòng 13 người, bọn hắn chờ đợi kế tiếp giờ sau lưng đại môn mở ra. Bọn hắn cảm thấy vị trí của mình là an toàn nhất. Trốn ở chỗ này, vững vững vàng vàng sau một tiếng liền có thể chạy đi. Lúc này bọn hắn nghe được nơi xa tiếng kêu thê thảm, mười mấy người nhao nhao lộ ra nụ cười.
Ha ha ha, chết cười, để các ngươi không nghe chúng ta. Lần này tốt đi, Bạch Bạch chạy tới chịu chết. Đúng a, đi theo thần bảng cường giả liền coi chính mình an toàn rồi. Chân chính nguy hiểm đến thời điểm, người ta sẽ quản ngươi. Nằm mơ đâu. Chấm. Lúc đầu không khí khẩn trương, nghe được không động tĩnh nơi xa về sau, mọi người nhao nhao đều thở dài một hơi. Bọn hắn đều may mắn trốn ở chỗ này. Không phải hiện tại sợ là sớm bị quái vật xé rách. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là sau lưng một đống đồ vật đã lặng lẽ đi vào, ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Hô hô hô. Những vật này phát ra tiếng hơi thở, nương theo lấy mùi hôi thối. Ta. Giờ khắc này, 13 người rốt cục phát giác được sau lưng có đồ vật, mùi hôi thối vào mũi, hô hấp đánh vào trên đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể căng cứng, mồ hôi lạnh ứa ra, hồn phách đều dọa bay. Bọn hắn chậm rãi xoay người lại. Vừa mắt chính là từng cái đáng sợ thân ảnh. A, à, tất cả mọi người dọa đến phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tới. Những người ở trước mắt, xác thực nói đều là quái vật. Bọn hắn đôi mắt tinh hồng, trên mặt trắng đen xen kẽ, không có một chút tơ máu, mấu chốt nhất chính là mỗi người thân thể tăng vọt một lần. Cánh tay cùng chân thô cùng thân cây. Bọn hắn toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Những người này ở đây tiêm vào dược tề về sau, liền cùng biến chủng đồng dạng. Cực kỳ đáng sợ. Không phải Tam Hưng tập đoàn cũng sẽ không khống chế không nổi. Ba. Xoẹt. Chấm. Một người trong đó đột nhiên bị quái vật nắm lên, mạnh mẽ xé vỡ thành hai mảnh. Cái khác quái vật cùng nhau tiến lên. Đem còn lại 12 người mạnh mẽ xé rách. Một cái đều không có sống sót. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Lý Đại Trung trong này đã tiến đến rất nhiều lần. Hắn kinh nghiệm phong phú. Biết ngươi vô luận giấu ở nơi nào, những quái vật này đều có thể tìm tới. Chỉ cần ngửi được một tia người sống khí tức, bọn hắn tuyệt đối có thể tìm tới. Cái này cùng ngươi giấu ở nơi nào không quan hệ. Duy nhất vận khí tốt chính là cách quá xa ngửi không đến. Giờ phút này, Lý Đại Trung dẫn đầu đại bộ đội gặp được đồng dạng tình huống. Chẳng qua gặp phải quái vật, là vừa vặn tiêm vào dược tề một cái giờ vật thí nghiệm. Đây là mã nhã công nghiệp cải thiện dược tề tình huống dưới, bọn hắn muốn tiếp tục thí nghiệm, nhìn xem có thể không thể khống chế. Kết quả rất thảm, không cách nào khống chế. Những thí nghiệm này phẩm tại biến dị về sau, thân thể tăng vọt, đôi mắt tinh hồng, càng phát ngoan lệ. Nguyên lai vừa mới thùng đựng hàng bên ngoài lồi cùng xé rách, cũng không phải là vật thí nghiệm nhóm chủ động. Mà là thân thể bọn họ tăng vọt tạo thành, thùng đựng hàng nhịn không được, mới vỡ vụn. Lần này vật thí nghiệm không những không có cách nào khống chế, mà lại so dĩ vãng vật thí nghiệm biến chủng sau càng thêm cường đại. Lý Đại Trung dẫn đầu đại bộ đội vừa vặn cùng bọn hắn gặp phải. Kết quả là tổn thương thảm trọng. Bình thường cường giả căn bản là không có cách ứng đối. Mọi người vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu, trong tay cường đại vũ khí đánh vào những người biến dị này trên thân, mảy may lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại bị bọn hắn bắt lấy. Liền không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Sẽ bị tại chỗ xé rách, liền một cây cục xương đều bẻ gãy. Duy chỉ có Lý Đại Trung dạng này thần bảng cường giả, còn có thể chơi một chút. Bọn hắn mạnh mẽ đục mở một đầu đường ra, đem những người biến dị này đánh bay, bọn hắn giết ra sinh lộ. Lý Đại Trung mang theo Lý Thành Mẫn bọn người thoát đi. Diệp Quân Lâm bị Lý Thành Mẫn lôi kéo, cũng đi theo chạy trốn. Diệp Quân Lâm vừa mới rõ ràng là đang nghiên cứu những người biến dị này. Không có dấu hiệu nào liền bị lôi đi. Cái khác thần bảng cường giả cũng các hiển thực lực, từ bốn phương tám hướng giết ra tới. Dù sao thùng đựng hàng bên trong người đột biến vẫn là ít, chừng 100 thôi. Ngăn không được bọn hắn. Cái này một đợt cũng liền tầm 10 người ở đây bị xé nứt, những người khác toàn bộ đều chạy. Tình huống so ẩn nấp những người kia phải tốt rất nhiều. Nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất là động tĩnh của nơi này hoàn toàn kinh động toàn cái trấn nhỏ, trải rộng tại tiểu thành trấn bên trong hơn vạn người đột biến từ các nơi đều chạy đến. Bọn hắn cảm giác đầu tiên là bởi vì thanh âm, thứ hai cảm giác đương nhiên là trên thân người mùi. Vẹn vẹn một vòng, mọi người liền bị tách ra. Mấy trăm người chia hơn 10 cái đội ngũ. Đi theo Lý Đại Trung nhân số vẫn tương đối nhiều, khoảng chừng hơn 40 người. Hiện tại mới là nhất thời điểm nguy hiểm. Hàng ngàn hàng vạn quái vật sẽ chạy đến. Lý Đại Trung nhìn thoáng qua Lý Thành Mẫn, dặn dò, theo sát ta. Sau đó,
Lý Đại Trung mang theo đám người đi lại. Lúc đầu hắn là lịch luyện, gặp được quái vật cũng sẽ không tránh, ngược lại sẽ xông lên tìm chiến đấu thể nghiệm. Chẳng qua bây giờ mang theo Lý Thành Mẫn, hắn phải tận lực tránh ra, chờ chống đỡ đủ 3 giờ, đem Lý Thành Mẫn đưa ra ngoài. Hắn liền có thể không chút kiêng kỵ mở ra mổ giết. Không thể không nói Lý Đại Trung kinh nghiệm phong phú, mỗi một lần luôn luôn có thể lách qua 7 quái vật, hoặc là gặp được cực ít quái vật, mọi người hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng những người khác liền không có may mắn như vậy. Dù là trong đội ngũ có thần bảng cường giả, cũng luôn luôn gặp được 7 quái vật. Ngay từ đầu khả năng mấy chục, đằng sau mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Thần bảng cường giả đều phải tránh né mũi nhọn, không dám chính diện đối cứng. Bọn hắn cũng phải tận lực tránh đi nhiều nhất 7 quái vật, có thể tránh liền tránh. Chẳng qua những người khác liền không có may mắn như vậy, gặp phải 7 quái vật, bị cuốn lấy về sau, kịp thời không thể trốn cởi. Như vậy chỉ có chết. Người đột biến sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng khả năng hơn ngàn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại những người mới cũng kiến thức đến quái vật đáng sợ. Đừng nói tiêu diệt, các loại công kích đánh vào bọn quái vật trên thân, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, chớ đừng nói chi là xuyên thấu. Thân thể bọn họ phổ biến đều sẽ tăng vọt, trở nên không thể phá vỡ. Không biết Mã Nhã công nghiệp dược tề là cái gì, lại có loại này kỳ hiệu. Gần như toàn bộ thành trấn quái vật đều đang hành động. Lịch luyện người một cái tiếp một cái đổ xuống. Thời gian cũng đang từng giây từng phút trôi qua. Một giờ đến. Phía tây đại môn mở ra. Những cái kia tiến đến những người mới nhận được tin tức về sau, lập tức hướng tây môn đại môn chạy. Chẳng qua bọn hắn đi theo phía sau số lớn quái vật, theo đuổi không bỏ. Bọn này ngu xuẩn, mang tới nhiều lắm, đóng lại đóng lại. Bên ngoài Tam Hưng tập đoàn lập tức đóng lại phía tây đại môn. Cuối cùng chỉ có 2 người trốn tới. Những người khác không có trốn tới. Phần lớn người đều chạy, một số nhỏ bị 7 quái vật bao vây. Chấm. Diệp Quân Lâm rất muốn nhìn một chút những người biến dị này đến cùng bị tiêm vào cái gì, nhưng Lý Đại Trung tiểu tử này kinh nghiệm quá đủ. Mỗi lần đều là có thể lách qua quái vật, Diệp Quân Lâm cũng không thể quan sát. Chỉ có thể tiếp tục cùng bọn hắn đi tới. Thời gian trôi qua, các cường giả đều tại lịch luyện. Ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều. 2 giờ. Chạy đi 7 người. Chấm. Cái khác hoặc là không đi ra, tiếp tục lịch luyện, hoặc là chính là không có năng lực chạy đi. Tam Hưng tập đoàn trong phòng thí nghiệm, bọn hắn thông qua một chút số liệu phân tích. Vừa mới thùng đựng hàng bên trong đi vào vật thí nghiệm biến chủng về sau, thật sự là cường đại. Liên thần bảng cường giả chống đỡ lên đều khó khăn. Các ngươi nhìn số liệu, 4 tên thần bảng cường giả đối phó rất khó khăn, trừ Lý Đại Trung bên ngoài, những người khác không được. Cho nên nói bọn hắn hiện tại gặp phải độ khó cao hơn. Hiện tại 7 giờ khả năng so với quá khứ 8 giờ còn kinh khủng hơn. Chấm. Vật thí nghiệm càng ngày càng mạnh. Mọi người nửa vui nửa buồn. Sầu lo chính là bọn hắn còn không cách nào khống chế những người biến dị này. Cái này Mã Nhã công nghiệp đến cùng muốn làm gì? Còn tiếp tục như vậy, sợ là muốn thử nghiệm ra một nhóm đánh không chết thần bảng cường giả đến, cái này ai có thể ngăn cản. Đúng a, hiện tại hẳn là giải quyết vấn đề không phải là nghĩ như thế nào lấy khống chế những người biến dị này sao. Chúng ta một mực đang nghiên cứu hạng mục này. Nhưng Mã Nhã công nghiệp dường như mảy may không có phương diện này ý nghĩ. Bọn hắn còn đang không ngừng tăng cường dược tề, thí nghiệm ra tới người đột biến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bạo lực. Đây là muốn chế tạo ra bạo lực nhất đại não cùng mạnh nhất thể chất A. Chấm. Nhóm này thí nghiệm các nhân viên bắt đầu suy đoán Mã Nhã công nghiệp thí nghiệm không có đơn giản như vậy. Các ngươi nói Mã Nhã công nghiệp có thể hay không đã sớm trưởng khống như thế nào khống chế nhóm này người đột biến phương pháp. Chỉ là không có nói cho chúng ta biết thôi rồi. Có khả năng này. Chấm. Đúng lúc này đợi, cao tầng đến, mọi người không còn nghị luận. Mà thời gian trong nháy mắt cũng tới đến 3 giờ. Cũng chính là Tam Hưng tập đoàn cao tầng hứa hẹn Lý Thành Mẫn chống đỡ thời gian dài nhất. Chỉ cần nàng chịu đựng được, liền bỏ qua nàng. Kim loại trong thành lũy Lý Thành Mẫn lại kích động lại sợ hãi. 3 giờ cuối cùng đã tới. Lần này mở ra là mặt phía Bắc Đại Môn. Lý Thành Mẫn uống xong phụ mẫu cho dược tề, hứng thú bừng bừng chỗ sung yếu hướng Bắc mặt Đại Môn. Quân Lâm, 3 giờ đã đến. Chỉ cần chúng ta lao ra, liền an toàn, bọn hắn cũng sẽ bỏ qua chúng ta.
Lý Thành Mẫn cùng với hưng phấn. Phụ mẫu an bài quả nhiên không sai. Chỉ cần đi theo Lý Đại Trung, liền có thể nhẹ nhõm chống nổi 3 giờ. Bọn hắn không phải lịch luyện, 3 giờ vừa đến, lập tức phóng tới Bắc Đại Môn. Trong lúc đó Lý Thành Mẫn còn đem còn lại dược tề toàn bộ cho Diệp Quân Lâm. Để hắn tại nguy nan thời điểm ăn vào, liền có thể trở nên siêu cấp cường đại. Đi, theo ta đi, đi mặt phía Bắc Đại Môn. Lý Đại Trung ở phía trước dẫn đường, Lý Thành Mẫn lôi kéo Diệp Quân Lâm đi theo. Chấm. Ước chừng sau 10 phút, mọi người đi tới mặt phía Bắc Đại Môn, mở ra một cái khe hở, chỉ cung cấp một người có thể thông qua. Chúng ta rút lui trước. Có 7-8 người lập tức liền xông ra ngoài. 3 giờ đối bọn hắn đến nói đầy đủ. Đương nhiên cũng là được nhờ. Nếu không phải Lý Đại Trung bọn hắn chết sớm. Ngươi cũng rời đi đi. Lý Đại Trung đối Lý Thành Mẫn nói. Đi. Lý Thành Mẫn hưng phấn chạy ra ngoài. Ầm. Phía sau nàng nhận một đạo cự lực, đưa nàng một chút đẩy lên mấy trăm mét bên ngoài địa phương, trực tiếp từ đại môn ra ngoài. Đại môn đóng lại. Lý Thành Mẫn sau khi rời khỏi đây, đại môn cấp tốc đóng lại. Ngươi không thể đi ra ngoài. Lý Đại Trung ngăn ở Diệp Quân Lâm trước người, ngăn cản lấy hắn rời đi con đường. Đã tại ngoài cửa lớn Lý Thành Mẫn thấy cảnh này, nàng mắt trợn tròn. Diệp Quân Lâm còn chưa có đi ra đâu. Ngươi đang làm cái gì? Nàng liên tục kinh hô. Lý Đại Trung cũng không quay đầu lại mà nói, ta đáp ứng cha mẹ ngươi, chỉ đem ngươi an toàn đưa ra ngoài. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, nhưng nhiệm vụ của ta bên trong không có bao hàm hắn. Lý Thành Mẫn muốn lần nữa xông tới, nhưng đại môn đã đóng lại. Mà lại chung quanh cũng có càng ngày càng nhiều người đột biến vào tới. Lại mở cửa tuyệt đối không có khả năng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm ở trước mắt biến mất. Lý Thành Mẫn sau khi rời khỏi đây, cha mẹ của nàng lập tức chạy đến. Còn tốt Diệp Quân Lâm xuất hiện, đem ngươi cứu, không phải ngươi cũng phải biến thành quái vật. Phụ mẫu rất là hưng phấn. Nhưng cầm mạng hắn đổi ta mệnh, ta có thể sống sót sao? Lý Thành Mẫn đều muốn khóc. Dù sao Diệp Quân Lâm nhất định phải chết, chết sớm chết muộn không đều như thế sao? Đám người chẳng thèm ngó tới. Tam Hưng tập đoàn các cao tầng đều tập thể hưng phấn. Diệp Quân Lâm chúng ta rốt cục đợi đến cơ hội này. Ngẫm lại những năm kia bị ngươi ép tới nhiều thê thảm. Hiện tại rơi trong tay chúng ta đi, ta nhìn ngươi như thế nào chạy thoát. Chạy thoát làm sao có thể, liền nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu a? Ha 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 ha. Chấm. Đối bọn hắn đến nói, thật sự là quá thoải mái. Đêm ngày xưa đè ép bọn hắn vương giả như vậy tra tấn, thật sự là nhân sinh thoải mái nhất thời điểm. Kim loại thành lũy mặt phía Bắc Đại Môn, Lý Đại Trung nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm còn có những người khác. Từ giờ trở đi, ta đem một người bắt đầu hành động. Bất luận kẻ nào đều chớ cùng lấy ta, ai đi theo ta, ta giết ai. Lý Đại Trung ánh mắt gắt gao Diệp Quân Lâm, nhất là ngươi. Tuyệt đối không thể đi theo ta. Lý Đại Trung muốn chân chính bắt đầu lịch luyện. Cho nên tuyệt đối không thể để cho người đi theo. Hắn lập tức từ một phương hướng khác bay đi. Còn lại Diệp Quân Lâm cùng 20-30 người. Ầm ầm, từng đợt đất rung núi chuyển động tĩnh truyền đến. Thành quần kết đội người đột biến nhóm đánh tới. Nói ít cũng có hơn ngàn, lít nha lít nhít, bốn phương tám hướng. Cái này đám người dọa sợ. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Chẳng qua trước khi đi, bọn hắn đem Diệp Quân Lâm đẩy lên trước. Để hắn cho chúng ta cản một chút, chúng ta chạy trước. Diệp Quân Lâm bị đẩy lên phía trước nhất. Đám người này toàn bộ chạy. Còn để Diệp Quân Lâm cho bọn hắn cản một đoạn thời gian. Diệp Quân Lâm trước mắt hơn ngàn người đột biến nổi điên đồng dạng vào tới. Chẳng qua Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Lý Thành Mẫn cái này vướng víu rốt cục đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn những quái vật này đến tột cùng là thế nào. Tất cả mọi người chạy, không ai lại đi quản Diệp Quân Lâm chết sống. Từng cái sợ Diệp Quân Lâm sẽ đi theo đám bọn hắn, liên lụy bọn hắn. Rất nhanh, khổng lồ biến chủng bầy quái vật thể đem Diệp Quân Lâm bao phủ. Ha 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 ha, Tam Hưng tập đoàn tất cả mọi người cười. Diệp Quân Lâm bị bầy quái vật bao phủ, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoán chừng liền cái thi thể cũng sẽ không lưu lại. Cuối cùng bọn hắn chỉ muốn nhìn Diệp Quân Lâm chia năm xẻ bảy thi thể. Không có người lại đi chú ý hắn. Đương nhiên tòa này kim loại thành lũy đại môn một khi đóng lại về sau,
Tình huống bên trong bọn hắn chỉ có thể thông khắp nơi biến chủng quái vật trên thân lưu lại chip ký hiệu đến xác định phương vị của bọn hắn. Lịch luyện cường giả tiến vào về sau, trên thân cũng sẽ có tương ứng chip cùng tại chỗ trang bị. Có thể thời gian thực biết tình huống bên trong. Lúc đầu Diệp Quân Lâm trên thân cũng có trang bị như vậy, không quá sớm sớm bị hắn ném đi. Cho nên nói hiện tại Diệp Quân Lâm tình huống như thế nào không ai biết. Chẳng qua trước đó mọi người đều biết hắn đã bị bầy quái vật bao phủ, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Lý Đại Trung nhóm cường giả bắt đầu lịch luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ thứ 4 đến. Lần này là mặt phía Nam Đại Môn mở ra, chống đỡ đủ 4 giờ các cường giả nhao nhao chạy tới đây. Nhanh, mau nhìn, cái kia là... Lúc này có người nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh, Diệp Quân Lâm. Hắn máu me khắp người, không biết là mình, vẫn là biến chủng quái vật. Cái này, tất cả mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân Lâm vậy mà bằng vào mình thực lực gượng chống một cái giờ, còn tới đến mặt phía Nam Đại Môn. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp Diệp Quân Lâm thực lực, coi như hắn không phải đỉnh tiêm thực lực. Nhưng hắn cũng coi là trung đẳng. Mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, tâm cơ lại thâm sâu. Chống đỡ một cái giờ vẫn là không thành vấn đề. Huống chi những cái này biến chủng bọn quái vật trí lực cũng không phải là rất cao, Diệp Quân Lâm sống sót cơ hội rất lớn. Chẳng qua tiếp xuống nhìn hắn làm sao chống đỡ. Ngăn lại hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn ra tới. Đóng lại đại môn. Chấm. Lý Thành Mẫn bọn hắn biết về sau, cha mẹ của nàng hỏi. Ngươi có phải hay không đem chúng ta vụng trộm cho thuốc của ngươi toàn bộ cho Diệp Quân Lâm rồi? Lý Thành Mẫn biết không thể gạt được, chỉ có thể chi tiết nói cho, tổng cộng 6 nòng dược tề, ta chỉ dùng một ống. Còn lại cho hết Diệp Quân Lâm. Trách không được, ta liền nói Diệp Quân Lâm không có khả năng chống nổi một cái giờ. Khẳng định là phục dụng chúng ta cho dược tề, mới thực lực bạo tăng, tại trong bầy quái vật giết ra một đường máu. Đám người thoải mái. Mà lại loại thuốc này là mã nhã công nghiệp, có thể trong thời gian ngắn siêu cấp tăng lên trên diện rộng thực lực. Quả thực khủng bố đến đáng sợ. Hừ, chờ hắn dược tề sử dụng hết, ta xem một chút hắn còn thế nào lo liệu. Đám người không tin tà. Chấm. 5 tiếng. Có thể chống đến này thời gian chính là số người cực ít. Chấm. 6 giờ. Còn lại trên cơ bản đều là thần bảng cường giả. Nhưng mọi người phát hiện Diệp Quân Lâm còn sống. Cái này toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Liền mấy vị thần bảng cường giả trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái này Diệp Quân Lâm thực lực gì? Chẳng lẽ giống như bọn hắn sao? Chẳng qua đang nghe dược tề giải thích về sau, tất cả mọi người thoải mái. Dù sao cái kia dược tề nhiều bá đạo, tất cả mọi người lãnh hội qua. Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ xuống dưới bình thường. Huống chi Diệp Quân Lâm dựa vào mình là từ giờ thứ 4 bắt đầu. Dù sao 3 giờ trước đều là Lý Đại Trung bảo vệ bọn hắn qua. Diệp Quân Lâm dựa vào chính mình chống đỡ 3 giờ. Tốt ngươi cái Diệp Quân Lâm, ỷ vào dược tề muốn làm gì thì làm rồi. Ta nhìn ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu. Bên ngoài tất cả mọi người không tin ta. 7 giờ. Trọn vẹn chống đỡ 7 giờ. Thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại 7 người, thêm Diệp Quân Lâm. Cái này 6 vị thần bảng cường giả muốn tiếp tục xung kích cấp bậc cao hơn. Chống đỡ đủ nhiều thời gian hơn. Diệp Quân Lâm dược tề cũng nên hao tổn xong đi. Hắn làm sao sẽ còn sống? Không nên a, một ống dược tề cũng liền nửa giờ, hắn đều 4 giờ, tổng cộng 5 quản dược tề làm sao chống đến? Khả năng không có, Diệp Quân Lâm người này giảo hoạt đến cực điểm. Hắn khả năng có cái gì mưu kế, ví dụ như trốn ở thần bảng cường giả đằng sau. Chấm. Không bằng như vậy đi, để Lý Đại Trung nhóm cường giả toàn bộ rời đi. Chúng ta trực tiếp đóng lại tất cả đại môn, không còn mở ra. Có người đề nghị. Kiến nghị này vừa ra tới, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều là hung hăng sáng lên. Có thể, biện pháp này tốt, đem Diệp Quân Lâm một người nhốt tại kim loại thành lũy, quan hắn cái một ngày một đêm. Ta liền không tin hắn có thể còn sống sót. Tốt, cứ làm như thế. Chấm. Kế hoạch vừa ra tới, mọi người nhao nhao hành động. Lý Đại Trung 6 người tiếp vào thông báo. Nhao nhao đi vào tự mình mở ra phía đông đại môn, toàn bộ rời đi. Oanh! Cuối cùng đại môn đóng lại. Răng rắc, chấm. Kim loại thành lũy các hạng công trình toàn bộ đóng lại. Bởi vì các loại thiết bị mở ra lời nói, kỳ thật đối với mấy cái này biến chủng quái vật có nhất định ức chế tác dụng.
Huống chi Tam Hưng tập đoàn đỉnh tiêm chuyên gia tại kim loại thành lũy chung quanh an trí các loại cái dạng thí nghiệm trang bị, chuyên môn dùng để thí nghiệm như thế nào khống chế bọn này biến chủng quái vật. Nhưng như thế nào khống chế, một chút hiệu quả đều không có. Nhưng ức chế tác dụng một mực đang, hoặc nhiều hoặc ít đều có áp chế bọn này biến chủng quái vật tác dụng. Có ít theo biểu hiện, tất cả thí nghiệm trang bị mở ra thời điểm, loại này biến chủng quái vật thực lực chỉ có thể phát huy 7 đến 8 thành. Cũng không phải là bọn chúng hoàn toàn thực lực. Mã Nhã công nghiệp bản thân chế tạo nhóm này vật thí nghiệm lý luận chính là bạo lực nhất đại não cùng bạo lực nhất thể chất. Hiện tại hoặc nhiều hoặc ít hạn chế, để bọn hắn thực lực giảm đi nhiều. Bây giờ trang bị thiết trí toàn bộ đóng lại, biến chủng bọn quái vật ức chế một chút cũng không có. Bọn hắn có thể phát huy 100% thực lực. Toàn lực biến chủng quái vật phải siêu cấp đáng sợ. Ta trời! Lý Đại Trung sau khi thấy, đều thất kinh. Chưa hề cảm nhận được hơn 100% bách biến loại quái vật thực lực. Hiện tại toàn bộ quái vật đều 100%, vậy hắn cũng sợ a? Khả năng hiện tại ta đi vào, liền 5 tiếng đều kiên trì không được. Thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Lý Đại Trung cảm thán. Đâu, chúng ta đoán chừng 3, 4 tiếng. Thật sự có nguy hiểm tính mạng. Toàn lực biến chủng quái vật thực lực xa không phải chúng ta có thể sánh vai. Giết lại giết không chết. Thậm chí tổn thương đều không đả thương được. Làm sao đánh nha? Lần này Diệp Quân Lâm thảm. Hơn vạn cái 100% thực lực biến chủng quái vật. Hắn có dược tề cũng vô dụng. Huống chi đều hết rồi. Đâu, liền không mở ra đại môn. Quan hắn cái 24 giờ. Ăn ngay nói thật địa bảng trước 10 đều không được a. Chấm. Dù sao chúng ta đóng lại hết thảy. Đợi đến ngày mai mở ra cho Diệp Quân Lâm nhặt xác là được. Đương nhiên hết thảy trang bị đóng lại về sau, bọn hắn cũng không cách nào biết được bên trong phát sinh tình huống. Nhưng mọi người cũng không muốn xem, trong đầu đã có hình tượng, biết Diệp Quân Lâm bị bạo ngược hình tượng. Chấm. Làm Lý Thành Mẫn biết chuyện này về sau, trực tiếp dọa sợ. Tam Hưng tập đoàn cũng quá tàn nhẫn đi. Vì tra tấn Diệp Quân Lâm, vậy mà dùng như vậy biện pháp. Kim loại thành lũy đóng lại 24 giờ, này làm sao chịu đựng được. Không ai có thể chống nổi 12 giờ a. Huống chi hiện tại cũng là toàn lực quái vật. Thời gian giảm bớt đi nhiều, chưa hề có chống nổi 5 tiếng. Đây là muốn để Diệp Quân Lâm chết không toàn thây a. Lý Thành Mẫn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chấm. Kim loại trong thành lũy. Diệp Quân Lâm cũng phát giác được những cái này biến chủng bọn quái vật trở nên càng phát ra gắt gỏng. Rất hiển nhiên là bên ngoài có người dùng thủ đoạn. Chẳng qua với hắn mà nói, không quan trọng. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít quái vật, hắn cười. Hiện tại những cái này gắt gỏng biến chủng bọn quái vật trên cơ bản toàn bộ hội tụ đến bên cạnh hắn đến. Ai nói bọn hắn giết không được? Diệp Quân Lâm cười lạnh. Oanh! Diệp Quân Lâm đột nhiên ra tay, đem một biến chủng quái vật bắt đến trước người. Đấm ra một quyền, biến chủng quái vật trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Cái gì đánh không chết? Cái gì thân thể của bọn nó không thể phá vỡ, đau thương bất nhập? Tại Diệp Quân Lâm một quyền dưới, như thường còn không phải đánh nát thành cặn bã. Nếu là Lý Đại Trung bực này thần bảng cường giả sau khi thấy, sợ là thỏa đáng trận quỳ xuống. Bọn hắn tới đây nhiều lần. Bọn hắn có thể làm đến nhiều lắm là chính là vết thương nhẹ những cái này biến chủng quái vật, đại đa số thời điểm, căn bản không đả thương được thân thể bọn họ mảy may, nhiều lắm là đánh bay. Nhưng hôm nay những cái này biến chủng quái vật không có hạn chế, 100% toàn lực phát huy. Ngược lại bị Diệp Quân Lâm một quyền đánh nát. Cái này. Xoẹt. Diệp Quân Lâm lại ngạnh sinh sinh xé rách một cái. Nhìn xem đồng bạn bị xé thành hai nửa. Những cái này biến chủng bọn quái vật ánh mắt đều biến. Đoán chừng là chấn kinh. Bởi vì cho tới bây giờ không có tình huống như vậy xuất hiện qua. Chẳng qua những cái này biến chủng bọn quái vật nhìn thấy Diệp Thanh Gió, lập tức toàn bộ hưng phấn, từng cái toàn bộ nhào tới. Tới đi. Diệp Quân Lâm cũng hưng phấn. Hắn cũng nghiên cứu triệt để những cái này biến chủng quái vật, đại khái là Mã Nhã công nghiệp muốn rèn đúc người mới loại đi. Bạo lực nhất đại não. Mạnh nhất thể chất, vô địch sức chiến đấu. Chấm. Những đồ chơi này đừng nói toàn bộ ra ngoài, chính là ra ngoài 1-2 ngàn, đều tuyệt đối là tai nạn. Tinh quốc phải luân hãm một nửa. Nếu là toàn thả đi ra ngoài, tinh quốc phải hủy diệt. Đoán chừng Tam Hưng tập đoàn cùng tinh quốc thần bảng cường giả đều bất lực,
căn bản không cách nào giải quyết a. Mã Nhã công nghiệp nghiên cứu thứ này có ý khác a. Trước mắt vẫn là tuyệt đối cơ mật. Có thể đối bên trên Diệp Quân Lâm, những cái này biến chủng quái vật liền cùng người bình thường không có khác nhau. Không có thể thừa nhận ở Diệp Quân Lâm một quyền một cước. Tại Diệp Quân Lâm trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Trên cơ bản là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hơn vạn biến chủng quái vật lần lượt bổ nhào Diệp Quân Lâm, bọn chúng triệt để cuồng bạo, triệt để điên cuồng. Muốn đem trước mắt Diệp Quân Lâm xé nát, đem hắn thịt xé thành bột phấn, đem xương cốt từng cây bẻ gãy. Nhưng tương phản chính là, Diệp Quân Lâm đem bọn hắn từng quyền đánh nát. Huyết nhục, xương cốt toàn bộ vỡ thành bột phấn. 100, 200, chấm, 1000, chấm, 2000, chấm. Biến chủng quái vật đang lấy tốc độ khủng khiếp biến mất bên trong. 5000. Thời gian trong nháy mắt, biến chủng quái vật đã bị đánh thành một nửa. Chấm. Số liệu vẫn là tiếp tục gia tăng. Oanh. Nương theo lấy Diệp Quân Lâm một quyền đem một cái biến chủng quái vật đầu đánh nổ. Tất cả biến chủng quái vật đều đổ xuống. Hoặc là toàn bộ bị đánh cho hồn phi phách tán, hoặc là chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Hơn vạn biến chủng quái vật đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Diệp Quân Lâm oanh sát. Một cái đều không có còn lại. Nhưng mà thời gian vừa mới qua đi nửa giờ. Đây là Diệp Quân Lâm muốn chơi một chút tình huống dưới, không phải sợ là giải quyết càng nhanh. Diệp Quân Lâm ngồi dưới đất, nhàm chán bắt đầu nghiên cứu những cái này biến chủng quái vật huyết dịch vân vân. Hắn muốn biết Mã Nhã công nghiệp dược tề đến cùng là cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách tất cả trang bị đóng lại, đã qua 4 giờ. Phía ngoài đám người thật sự là lại kích động lại hưng phấn. Các ngươi nói Diệp Quân Lâm chết không? Có người hỏi. Tuyệt đối chết, hắn nhưng đối mặt là hơn vạn biến chủng quái vật a. Cũng đều là 100% biến chủng quái vật, cái này ai có thể đỡ nổi? Đúng a, mà lại đây không phải ẩn nấp là được sự tình, những cái này biến chủng quái vật cũng không phải vô ý thức khát máu quái vật. Bọn hắn rất thông minh, vô luận người giấu ở nơi nào đều có thể tìm tới. Chúng ta cần hiện tại khôi phục trang bị, mở ra đại môn nhìn xem sao. Không cần, trước hết quan nó cái một ngày một đêm, chúng ta muốn Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, đợi ngày mai chúng ta đi cho Diệp Quân Lâm nhặt xác. Chấm. Tất cả mọi người cười. Bọn hắn đã chờ mong đem Diệp Quân Lâm thi thể vỡ vụn tin tức phát ra ngoài rung động. Quan 24 tiếng. Diệp Quân Lâm không thể có thể còn sống sót. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Thành Mẫn đã không nói lời nào. Nhưng nhốt tại lồng sắt bên trong tóc tai bù xù người nghe được tin tức này, dường như đôi mắt bên trong lờ mờ đi rất nhiều. Giống như Diệp Quân Lâm chết đi đối với hắn đả kích rất lớn đồng dạng. Người này là ai a? Lý Thành Mẫn hỏi. Nàng cũng chú ý tới người này biến hóa. Phản đồ Lý Thế Cơ. Lý Thành Mẫn phụ thân nói. A, là hắn a. Lý Thành Mẫn kinh ngạc nói. Hóa ra là đi theo chư thần phòng thí nghiệm Richard Lý Thế Cơ. Chẳng qua Lý Thế Cơ bị giết về sau, hắn cũng lưu tại chư thần phòng thí nghiệm. Nhưng về sau chư thần phòng thí nghiệm biến mất, hắn không có chỗ, chỉ có thể trở về Tam Hưng tập đoàn. Mà cùng Mã Nhã công nghiệp đã hợp tác Tam Hưng tập đoàn, coi hắn là làm phản đồ, trực tiếp giam lại tra tấn. Cho tới nay, Lý Thế Cơ đều không có động tĩnh. Thẳng đến nhìn thấy Diệp Quân Lâm về sau, trước mặt hắn như là phát điên, cuối cùng bị điện cao thế lưu điện ngất đi. Đoán chừng Lý Thế Cơ là có lời muốn cùng Diệp Quân Lâm nói đi. Nhưng bây giờ cũng không có cơ hội. Ai? Lý Thành Mẫn cũng tuyệt vọng. Diệp Quân Lâm không có khả năng còn sống. Chẳng qua nàng lần này sẽ không muốn chết muốn sống, nàng phải sống sót, nàng muốn báo thù, còn muốn ngăn cản Tam Hưng tập đoàn cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Chấm. Sau đó không lâu, Mã Nhã công nghiệp có người tại hỏi thăm thí nghiệm tiến độ, cần Tam Hưng tập đoàn đem gần đây một nhóm thử người thí nghiệm số liệu đưa tới. Thật có lỗi chúng ta tại. Tam Hưng tập đoàn đem Diệp Quân Lâm sự tình nói cho Mã Nhã công nghiệp. Tốt, rất tốt, cái này phương pháp không tệ. Mã Nhã công nghiệp cũng là đại lực tán thành. Chấm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Quân Lâm đã dùng độc tà thần giáo phương pháp, đem dược tề vật chất từ trong máu để luyện ra. Hắn muốn dẫn trở về nghiên cứu. Thiên sách phủ thần soái. Có chút ý tứ. Chẳng qua Diệp Quân Lâm quan tâm hơn chính là chư thần phòng thí nghiệm đi đâu rồi.
Đoán chừng Thiên Sách phủ Thiên Cơ Các khả năng biết. Hắn muốn sau này trở về hỏi thăm hỏi thăm. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Quân Lâm liền ngủ mất. Nhật nguyệt thay phiên. Rất nhanh trời sáng choang, 24 giờ thời gian sắp đến. Tam Hưng tập đoàn mọi người đi tới kim loại thành lũy bên ngoài chờ đợi. Không đúng, Diệp Quân Lâm rõ ràng đã thi cốt không còn, thậm chí liền xương cốt đều thành bột phấn. Vì sao chúng ta đều hưng phấn như vậy chạy tới? Đúng à, Diệp Quân Lâm cái gì cũng sẽ không còn lại, chúng ta cái gì cũng sẽ không nhìn thấy. Vì cái gì còn cảm thấy hứng thú như vậy? Sáng sớm toàn bộ tụ tập lại. Chấm. Có người nói ra vấn đề này về sau, tất cả mọi người sửng sốt. Xác thực dạng này không sai. Cái gì đều không nhìn thấy a? Vì cái gì còn muốn đến? Mà lại đều biết kết quả, Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là bởi vì Diệp Quân Lâm tại mọi người trong suy nghĩ vị trí quá nặng đi. Hắn là chúng ta Tinh Quốc địch nhân, cũng là Tam Hưng tập đoàn địch nhân. Hắn chết rồi, tự nhiên coi trọng. Dù là nhìn thấy một điểm mảnh vụn cặn bã cũng là cực kỳ hưng phấn. Chấm. Có người giải thích nói. Mọi người hoàn toàn chính xác đều là như vậy tâm lý. Tốt, hiện tại bắt đầu mở ra trang bị. Tạch tạch tạch. Rất nhanh kim loại thành lũy các loại thí nghiệm trang bị toàn bộ từng cái mở ra. Nhìn xem tình huống như thế nào. Có người hô. Căn cứ những cái này biến chủng quái vật trên người đánh dấu biểu hiện, tụ tập phân bố tại cửa lớn phía tây vị trí. Gần như, không, toàn bộ ở đây. Tất cả biến chủng quái vật đều tụ tập ở đây. Chắc hẳn Diệp Quân Lâm cũng là chết ở chỗ này. Mở ra phía tây đại môn, muốn cẩn thận một chút, chuẩn bị tùy thời đóng lại. Chấm. Tam Hưng tập đoàn mấy trăm người tụ hội phía tây đại môn, bọn hắn muốn nhìn bên trong tình trạng. Liền bọn hắn chính mình cũng không biết đang chờ mong cái gì. Ầm ầm. Phía tây cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra. Quẹ. Một đại cổ gai mũi mùi máu tươi truyền đến. Mọi người kém chút nôn mửa. Đại môn hoàn toàn mở ra, đám người thình lình nhìn thấy phía trước có một thân ảnh đứng. Sau lưng thây chất thành núi. Không sai. Chính xác chính là thây chất thành núi. Thi thể, chân cụt tay đứt chồng lên nhau, hình thành một ngọn núi. Về phần máu tươi đem nơi này tẩy một lần lại một lần. Mùi máu tươi càng là che ngập bầu trời, kém chút đem tất cả buồn nôn chết. Tại những cái này biến chủng quái vật trên người đánh dấu biểu hiện bọn chúng đều tụ tập cùng một chỗ, hóa ra là dạng này tập hợp một chỗ. Nhưng những cái này đều không có hù đến mọi người. Chân chính hù đến mọi người chính là cái kia đứng nam nhân. Diệp Quân Lâm. Đứng chính là Diệp Quân Lâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thế giới đều sụp đổ. Hắn làm sao sẽ còn sống? Ầm ầm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, vô số đạo thiên lôi đánh xuống. Mọi người đều bị đánh cho thương tích đầy mình, kinh ngạc. Cái này. Đây tuyệt đối là ở đây tất cả mọi người gặp qua cực kỳ chuyện khó tin nhất. Hắn còn sống. Hắn một người một mình gắng gượng qua 24 giờ. Nếu là tăng thêm thời gian lúc trước, đều 30 giờ. Trước đó tối cao ghi chép 9 giờ. Nhưng trước đó biến chủng bọn quái vật đều bị hạn chế, chỉ có thể phát huy 7-8 phần thực lực. 9 giờ phải giảm bớt đi nhiều. Cho nên Diệp Quân Lâm hoàn thành từng mục một kỳ tích. Nhưng cực kỳ mấu chốt đều không ở nơi này. Mấu chốt nhất chính là tất cả biến chủng quái vật đều chết. Toàn bộ bị Diệp Quân Lâm giết thành cặn bã, bầy ở nơi này. Mà lại có rất nhiều đoán chừng là thi thể đều không có lưu lại, toàn bộ oanh thành bột phấn. Bầy ở nơi này chỉ có một nửa mà thôi. Bởi vì đại môn mở ra có một đoạn thời gian, động tĩnh lớn như vậy, dựa theo dĩ vãng, nếu là biến chủng bọn quái vật còn sống lời nói, khẳng định đều sớm toàn bộ chạy đến. Làm sao đến mức thời gian dài như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Khả năng duy nhất chính là Diệp Quân Lâm đem tất cả biến chủng quái vật đều xử lý. Cái này cái này cái này. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tất cả cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Nhưng trước mắt lại nhìn thấy sự thực. Ngay từ đầu đều coi là Diệp Quân Lâm phía trước có thể chống đỡ xuống tới, là bởi vì Lý Thành Mẫn cho dược tề. Bây giờ suy nghĩ một chút cái rắm dược tề. Tất cả đều là kéo độc tử. Đối với Tam Hưng tập đoàn đến nói, nơi này biến chủng quái vật một cái đều đánh không chết. Thậm chí tổn thương đều không có cách nào tổn thương. Thần bảng cường giả Lý Đại Trung đều không được. Chớ đừng nói chi là hơn vạn cái quái vật toàn bộ giết chết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đắm chìm trong cơn chấn động.
từng cái tựa như cái xác không hồn. Sửng sốt, mắt trợn tròn, thời gian dài đều không ai có thể kịp phản ứng. Làm sao mới mở cửa a? Ta đều chuẩn bị một quyền đập ra. A, Diệp Quân Lâm duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Hắn cũng là vừa mới tỉnh ngủ, vừa mới chuẩn bị một quyền đem nơi này đánh xuyên rời đi. Không nghĩ tới cửa bị mở ra. Nơi này đi ngủ không sai, rất yên tĩnh. Diệp Quân Lâm cười cười. Chỉ là trước mắt tất cả mọi người thất thần, giống như đều bị định thân đồng dạng. Thật lâu không có cách nào giật mình tỉnh lại. Được rồi, không để ý tới các ngươi, ta đi bên ngoài nhìn xem. Diệp Quân Lâm cười cười, từ nơi này rời đi. Lân cận Tam Hưng tập đoàn căn cứ thí nghiệm bên trong vẫn là có phần lớn người ở. Nhìn thấy có người trở về. Bọn hắn vô ý thức mà hỏi, thế nào? Nhìn thấy Diệp Quân Lâm thi thể sao? Những người khác đâu? Làm sao không có trở về? Cũng có người nói, làm sao có thể nhìn thấy thi thể? Bọn này biến chủng quái vật nhưng bạo lực. Diệp Quân Lâm một người, đoán chừng liền xương cốt đều thành bụi phấn, chớ nói chi là hoàn chỉnh thi thể. Diệp Quân Lâm cười cười nói, Diệp Quân Lâm thi thể không thấy, ngược lại là người sống nhìn thấy. Chợt nghe xong, tất cả mọi người cảm thấy giống như không có gì kỳ quái. Nhưng qua vài giây đồng hồ, đám người vô cùng kinh ngạc. Thi thể không thấy, Diệp Quân Lâm cái này người sống nhìn thấy rồi. Làm sao có thể, Diệp Quân Lâm làm sao lại còn sống? Chấm. Nói, bọn hắn toàn bộ nhìn sang. Lá, Diệp Quân Lâm, là ngươi. Thấy rõ ràng Diệp Quân Lâm khuôn mặt về sau, từng cái toàn bộ lên tiếng kinh hô. Hắn làm sao sẽ còn sống? Cái này là chuyện không thể nào a. Cảnh báo, cảnh báo, cấp một cảnh báo. Căn cứ thí nghiệm kéo vang cấp một cảnh báo. Oanh! Nhưng Diệp Quân Lâm một quyền phía dưới, cả tòa căn cứ công trình toàn bộ phá hư. Đều đừng chạy a. Diệp Quân Lâm cảnh cáo nói. Mấy trăm mét bên ngoài, có người chạy trốn, Diệp Quân Lâm đưa tay chộp một cái. Người kia trực tiếp nổ thành xương máu. Lại có mấy người chạy trốn, bị Diệp Quân Lâm lăng không đánh thành cho tử. Lần này tất cả mọi người trung thực, không dám chạy. Từng cái câm như hến. Sau đó không lâu, Tam Hưng tập đoàn kia một đám cao tầng cùng Lý Đại Trung các cao thủ kịp phản ứng. Người đâu? Bọn hắn vào tới kim loại trong thành lũy đang tìm. Cái này xem xét, mọi người kém chút không có dọa ra nước tiểu đến. Bên trong mới là nhân gian luyện ngục. Gọi là một cái thảm. Chỉ là nhìn những cái này, mọi người cũng có thể nghĩ ra được tối hôm qua đến cùng trải qua thế nào một trận bi thảm chiến đấu. Đương nhiên là đơn phương đổ sát. Phốc, Lý Đại Trung lửa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đến cùng cái dạng gì cường giả khả năng trong thời gian ngắn đổ sát xong hơn vạn cái biến chủng quái vật. Hắn một cái đều giết không chết a. Mặc dù những cái này biến chủng quái vật sức chiến đấu có hạn, so sánh không được Lý Đại Trung loại này thần bảng cường giả. Nhưng bọn chúng căn bản tiêu diệt không xong, lực phòng ngự so thần bảng cường giả còn muốn đáng sợ. Hơn vạn cái càng không khả năng. Nói như vậy, đem thần bảng 1000 tên cường giả cùng hơn vạn biến chủng quái vật cùng một chỗ nhốt vào kim loại trong thành lũy. Cuối cùng thắng tuyệt đối là biến chủng quái vật. Cứ việc khả năng đối đầu những cái này thần bảng cường giả, biến chủng quái vật đều không thể giết chết, thế nhưng là có thể đem thần bảng các cường giả tươi sống mài chết. Biến chủng bọn quái vật căn bản là không có cách tiêu diệt, mà lại bọn chúng vô hạn thể lực, đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một người đem nhiều như vậy biến chủng quái vật toàn bộ đều giết. Mọi người một cái tiếp một cái đều muốn điên. Diệp Quân Lâm căn bản không phải 3 năm trước đây thực lực. Hắn so hiện tại thần bảng thứ nhất còn mạnh hơn. 3 năm qua đi, thời đại tại biến, mọi người thực lực đang điên cuồng tăng vọt, nhưng hắn tăng lên càng kinh khủng. Chúng ta đều là cặn bã. Ta bây giờ hoài nghi hai ngón tay gõ nát thiên kiếm chính là hắn. Chấm. Đám người từng cái kịp phản ứng. Biết Diệp Quân Lâm hiện tại cường đại cỡ nào. Lý Thành Mẫn vui đến phát khóc, Diệp Quân Lâm không những không chết, hiện tại còn trở nên vô cùng cường đại. Cái này đối với nàng mà nói là tin tức tốt nhất. Có thể động, liền cút nhanh lên tới. Lúc này, tất cả mọi người bên tai truyền đến Diệp Quân Lâm thanh âm, còn dường như sấm sét nổ vang. Tất cả mọi người biết tại loại này cấp bậc Diệp Quân Lâm trước mặt, là tuyệt đối trốn không được. Từng cái ngoan ngoãn đi qua. Chẳng qua có người muốn trộm trộm dùng máy truyền tin gửi đi tín hiệu ra ngoài,
muốn đem Diệp Quân Lâm thực lực chân thật sự tình phát ra ngoài. Oanh! Răng rắc! Chấm! Thế nhưng là máy truyền tin của hắn nháy mắt nổ tung. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem người xé nát. Máu tươi bắn tung tóe đến mọi người chung quanh trên thân. Lần này tất cả mọi người dọa sợ. Không có người lại có nó lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Dù sao mạng nhỏ trọng yếu, càng có thể huống đều bị hù dọa. Càng không có người có ý khác. Mọi người đi tới Diệp Quân Lâm trước mặt, nhao nhao quỳ xuống. Tha mạng a. Những người này đều nằm dạp trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu. Lấy hiện tại Diệp Quân Lâm trong nháy mắt có thể hủy diệt Tam Hưng tập đoàn. Hắn quá mạnh quá mạnh. Lý Đại Trung càng là kích động, ta chưa bao giờ thấy qua ngài mạnh như vậy người. Ta nguyện ý đi theo ngươi tìm kiếm cao hơn cảnh giới võ học. Lý Thành Mẫn càng là kích động nhìn Diệp Quân Lâm. Ha ha, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Muốn tra tấn ta sao? Diệp Quân Lâm tùy tiện một bàn tay đập chết một cái. Tạch tạch tạch. Lúc này cách đó không xa lồng sắt bên trong Lý Thế Cơ điên cuồng đập. Ừm. Diệp Quân Lâm đi tới. Mở ra lồng giam. Nhận ra Lý Thế Cơ. Chư thần phòng thí nghiệm. Lý Thế Cơ nói. Diệp Quân Lâm vội vàng áp sát tới nghe. Làm sao rồi? Bọn hắn làm sao rồi? Lý Thế Cơ tại Diệp Quân Lâm bên tai nhỏ giọng nói. Những người khác đều nghi hoặc nhìn. Không biết đang nói cái gì. Từ đầu đến cuối, Diệp Quân Lâm thần sắc lãnh đạm, ngẫu nhiên gật gật đầu. Ừm, ta biết. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Ngươi có phải hay không một mực chờ đợi ta, muốn nói với ta những cái này? Diệp Quân Lâm hỏi. Ừm, ta đang chờ ngươi, cùng những người khác nói cũng vô dụng thôi. Ừm ân, còn lại ta đến xử lý. Ngươi liền lưu lại phụ tá Lý Thành Mẫn là được. Diệp Quân Lâm nhìn xem Lý Thế Cơ nói. Lý Thế Cơ mạnh mẽ gật đầu. Giết! Đối đầu Tam Hưng tập đoàn những cao tầng này, Diệp Quân Lâm mở ra giết chóc, một cái đều không có lưu lại. Phàm là hiểu rõ tình hình toàn bộ bị hắn giết. Cuối cùng còn lại Lý Thành Mẫn một nhà cùng Lý Đại Trung mấy người. Thậm chí Diệp Quân Lâm tự mình đến Tam Hưng tập đoàn tổng bộ gây dựng lại toàn bộ cơ cấu, đưa nó triệt để biến thành Lý Thành Mẫn. Diệp Quân Lâm nhìn xem Lý Thành Mẫn nói, về sau ngươi đến chấp trưởng Tam Hưng tập đoàn. Những người khác phụ trợ, về phần hôm nay phát sinh hết thảy phong tỏa tin tức, cùng Mã Nhã Công nghiệp hợp tác tiếp tục, bọn hắn để làm gì liền làm gì. Minh Bạch, ngài cứ yên tâm đi, Mã Nhã Công nghiệp bên này ta sẽ không hàm hồ. Lý Thế Cơ đưa cho Diệp Quân Lâm một cái yên tâm ánh mắt. Đoán chừng bọn hắn nói chuyện bên trong cùng Mã Nhã Công nghiệp có liên hệ. Giải quyết xong Tam Hưng tập đoàn sự tình về sau, Diệp Quân Lâm liền trở về Đại Hạ. Hắn tuyệt không trực tiếp xuất hiện, mà là đang âm thầm quan sát lấy Lý Tử Nhiễm. Lưu cho nàng công pháp cùng chữa trị phương pháp, Lý Tử Nhiễm một mực ném vào góc bên trong, căn bản là vô dụng. Có lẽ ý nghĩ của nàng cùng những người khác đồng dạng, cảm thấy Diệp Quân Lâm quan niệm hết thảy đều dừng lại tại 3 năm trước đây. Hắn cho đồ vật căn bản là vô dụng. Liền thử một lần ý nghĩ đều không có. Ngược lại Diệp Quân Lâm nhìn thấy Lý Tử Nhiễm tại dùng một chút cực đoan phương pháp cùng dược tề những cái này, đến để cho mình khôi phục. Làm như vậy chỗ tốt là có thể sẽ khôi phục Lý Tử Nhiễm bị phế sạch võ mạch, nhưng chỗ xấu chính là tốc thành cùng cực đoan phương pháp, sẽ lưu lại không nhỏ tai họa ngầm, tương lai sẽ tổn hại đến Lý Tử Nhiễm. Cộc cộc cộc, làm tiếng bước chân vang lên, Lý Tử Nhiễm sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng sắc mặt đại biến. Sư phụ. Bởi vì nàng nhìn thấy Hắc Ám Thượng Đế. Đương nhiên cái này Hắc Ám Thượng Đế là mang theo thần ma mặt nạ Diệp Quân Lâm. Bởi vì Hắc Ám Thượng Đế mặt nạ độc nhất vô nhị, bởi vậy chỉ cần mang theo mặt nạ, không ai nhận ra được. Cho dù là gặp qua Hắc Ám Thượng Đế bộ mặt thật Lý Tử Nhiễm. Sư phụ ngài không phải nói không thể tiến vào Đại Hạ sao? Ngài làm sao tới rồi? Lý Tử Nhiễm chấn kinh. Ta tới nhìn ngươi một chút, lại đi Thiên Sách Phủ một chuyến. Diệp Quân Lâm nói, vậy ta trưởng phu đâu, hắn làm sao rồi? Lý Tử Nhiễm rất lo lắng Diệp Quân Lâm. Sở dĩ áp dụng phương thức cực đoan khôi phục chiến lực, Lý Tử Nhiễm chính là muốn tự mình đi giải cứu Diệp Quân Lâm, sợ hắn xảy ra chuyện. Không có việc gì, hắn rất nhanh liền sẽ trở về. Lý Tử Nhiễm lúc này mới yên tâm gật đầu. Sư phụ cho tới bây giờ chưa từng lừa nàng. Đúng, ta quan sát thật lâu, phương pháp của ngươi quá cực đoan không thể dùng. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm kinh ngạc hỏi thăm,
vậy sư phụ ta muốn thế nào khôi phục thực lực? Ta hiện tại đã bị phế sạch. Diệp Quân Lâm nói ra, rất đơn giản. Dùng trượng phu ngươi cho phương pháp của ngươi cùng công pháp, ngươi liền có thể khôi phục. Mà lại về sau ngươi muốn một mực luyện tiếp, không thể luyện thêm cái khác, bao quát ta dạy cho ngươi. À, cái này, hắn chẳng qua là... Đối với Diệp Quân Lâm cho công pháp và phương pháp, Lý Tử Nhiễm ngay từ đầu chính là không tin. Cho nên vô ý thức muốn cự tuyệt. Diệp Quân Lâm chính mình cũng dừng lại tại 3 năm trước đây, hắn biện pháp có thể làm sao? Sư phụ, ta biết ngươi có những biện pháp khác để ta khôi phục. Ta không muốn dùng hắn giao cho ta, ta cảm thấy vô dụng. Diệp Quân Lâm, hắn đồ vật vô dụng. Thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế bị hắn giết. Thần bảng cường giả căn bản giải quyết không được biến chủng quái vật, hơn vạn cái bị hắn một người giết sạch. Phương pháp của hắn vô dụng. Công pháp vô dụng. Các ngươi lợi hại, Hắc Ám Lao Lung ai có thể mở ra? Các ngươi lợi hại, Thiên Kiếm Địa Đao ai có thể đánh gãy? Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, tốt ha, ngươi tự mình lựa chọn. Chẳng qua ta đề nghị dùng trượng phu ngươi giáo cho ngươi công pháp. Minh Bạch, sư phụ, chẳng qua ta sẽ dựa theo phương pháp của mình đến khôi phục thực lực. Ta hay là không muốn tin tưởng 3 năm trước đây đồ vật. Đào thải chính là đào thải. Không cần thiết đi trông coi một chút cổ xưa đồ vật. Lý Tử Nhiễm cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ Diệp Quân Lâm phương pháp. Nàng muốn dùng hiện đại phương thức cực đoan đến khôi phục. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, tốt a, tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hiện tại trừ Hỏa Vân Tà Thần bên ngoài, không có người tín nhiệm công pháp của mình, chẳng qua Diệp Quân Lâm không nói cái gì, tôn trọng bọn hắn. Nghĩ chọn liền chọn cái gì đi. Từ Giang Bắc rời đi về sau. Diệp Quân Lâm thẳng đến kinh thành. Thiên Sách Phủ. Đây là hắn mục đích. Diệp Quân Lâm lặng lẽ chui vào Thiên Sách Phủ. Hắn thẳng đến Thiên Cơ Các. Làm Diệp Quân Lâm xuất hiện thời điểm, Thiên Cơ Các bên trong mấy vị đều thất kinh. Đoán chừng đều không có phát giác được Diệp Quân Lâm loại này cấp bậc sẽ xuất hiện. Ngươi. Hiện tại Diệp Quân Lâm là lấy hai ngón tay gõ nát thiên kiếm cao nhân hình tượng xuất hiện. Cái này khiến Thiên Cơ Các đám người giật nảy cả mình. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng kết luận Thiên Cơ Các mấy vị không biết mình thân phận, cũng không biết mình đi nơi nào. Xem ra kia Hắc Ám Lao Lung có ngăn cách hết thảy tác dụng. Đến mức Thiên Cơ Các đám này lão tiền bối cũng bóp coi không ra. Ta đến một sự kiện, các ngươi có biết hay không chư thần phòng thí nghiệm ở nơi nào? Diệp Quân Lâm lời này mới ra, Thiên Cơ Các bên trong đám người trầm mặc thật lâu. Không biết, nhưng tuyệt không phải ngoại giới truyền ngôn như thế bị người cho diệt. Chẳng qua ta vừa mới bói toán, tương lai nhất định có tai nạn. 3 năm này đã có các loại báo trước, tai nạn lúc sắp đến gần. Thiên Cơ Các trả lời. Đạt được sau khi trả lời, Diệp Quân Lâm rời đi. Lần này rời đi, hắn là nghênh ngang đi. Thiên Sách Phủ có cái gì? Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rất nhanh, Thiên Sách Phủ đám người liền phát hiện hắn. Cái này một nhận ra, mọi người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái này, vị này làm sao tới rồi? Các đại thần tướng, cùng Thiên Sách Phủ đám người cao thủ đều lành nghề lễ. Nếu là những người khác đột nhiên xuất hiện ở đây, đoán chừng sớm bị bắt lại. Tự tiện xông vào Thiên Sách Phủ thế nhưng là tội chết a. Nhưng bây giờ vị này xuất hiện, ai dám a? Thiên Sách thiếu soái nhận được tin tức về sau, lập tức bước nhanh chạy đến. Quỳ gối Diệp Quân Lâm trước mặt hành lễ, còn mời Diệp Quân Lâm. Không cần. Diệp Quân Lâm cự tuyệt. Xin hỏi tiền bối là vị nào? Thiên Sách thiếu soái lấy dũng khí nói. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn lại. Đặc biệt chờ mong. Ta nói ta là Diệp Quân Lâm, các ngươi tin sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh. Ha ha, tiền bối ngài đừng nói giỡn. Ngài chính là đại hạ ẩn thế cao nhân. Liền Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc cũng không biết thân phận của ngài, thế nào lại là Diệp Quân Lâm đâu? Ngài đừng nói giỡn. Thiên Sách thiếu soái không khỏi cười nói. Thật sao? Diệp Quân Lâm cười cười, rời đi Thiên Sách Phủ. Có người còn muốn hỏi. Thiên Sách thiếu soái đánh gãy, vị cao nhân này đều sách Diệp Quân Lâm, cái này rõ ràng chính là không muốn nói. Không nghĩ để bất luận kẻ nào biết thân phận của hắn. Ừm, có lý, xác thực dạng này. Nhưng tuyệt đối không được đối vị này có chút hiếu kỳ. Chấm. Mặc dù mấy đại thần tướng nói như vậy. Nhưng Thiên Sách thiếu soái làm sao có thể không hiếu kỳ. Diệp Quân Lâm rời đi sau.
Thiên Sách Hiếu Soái tự mình đến Thiên Cơ Các trước. Hắn vừa mới tới tìm các ngươi hẳn phải biết thân phận của hắn a. Thiên Sách Hiếu Soái hỏi. Không biết, nhưng hắn giống một người. Là ai? Thiên Sách Hiếu Soái càng phát ra hiếu kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.